Nếu như không đem những cái kia giao dịch ra ngoài mà nói, hắn rất có thể phải bị ma tổ vô thiên nhớ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Già thiên ma đế nói tiếp, ở diệt thần tạng hoang bên trong, còn có 9 đầu ngày cũ thời đại thần thú, là thiên võ tiên môn lưu lại, cái này 9 đầu thần thú nguy hiểm nhất, núp ở diệt thần tạng hoang chỗ sâu nhất, ma tổ vô thiên kế hoạch, chính là mượn vậy 9 đầu ngày cũ thần thú lực lượng, đem ngươi giết chết. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, vậy đi săn đại hội phần thưởng đâu, vậy là cái gì? Già thiên ma đế nói, ở đi săn đại hội bên trong, lan truyền ra người, có thể gia nhập cựu Nhật Minh, hơn nữa có thể lấy được một trang thiên võ ngọa long kinh. Thiên võ ngọa long kinh. Diệp thần tim nhất thời có rút nhanh, khó mà tin tưởng. Già thiên ma đế nói, không sai, mà tổ vô thiên trên tay, có một trang thiên võ ngọa long trải qua trang sách, năm nay đi săn đại hội, hắn thậm chí đem thiên võ ngọa long kinh đều lấy ra, làm là phần thưởng. Diệp thần tự nhiên biết thiên võ ngọa long trải qua giá trị, nói cái này phần thưởng, thật đúng là có đủ phong phú. Già thiên ma đế nói, đúng là như vậy, bất quá so với phần thưởng, Bắc Mãng tiêu tánh mạng trọng yếu hơn. Diệp thần trong lòng rét một cái, nhớ lại tiểu hoàng phụ thân, nói, không sai, việc cần kíp, là nghĩ biện pháp đem tiểu hoàng phụ thân cứu ra, ma đế tiền bối, ngươi xem ta thực lực, có thể thông qua đi săn đại hội. Già thiên ma đế nói, dĩ nhiên có thể, duy nhất nguy hiểm, thật ra thì chính là vậy 9 đầu thần thú, chúng cảm ứng đặc biệt bén nhạy, nếu như phát hiện luân hồi hơi thở, sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích ngươi, nhưng chỉ cần ngươi che giấu hơi thở, không bị chúng phát hiện, muốn thông qua đi săn cũng không khó. Diệp thần nói, muốn như thế nào mới tính thông qua đi săn? Già thiên ma đế nói, rất đơn giản, sống sót là được. Diệp thần ngẩn ngơ. Nói, chỉ đơn giản như vậy. Già thiên ma đế nói, đối với người bình thường mà nói, có thể một chút cũng không đơn giản, cái này đi săn đại hội, cũng gọi thú thần đại hội, là một chàng săn giết thần thú khảo hạch, nhưng những thần kia thú, vô cùng cường hãn, đặc biệt là vậy 9 đầu ngày cũ thần thú, lại là hung mãnh, muốn ở khảo hạch bên trong sống sót, nơi nào có như thế dễ dàng. Mỗi lần đi săn đại hội, số người chết đều vượt qua 3 thành, mà người còn sống sót. Vậy ít nhất có 3 thành, chân tay gãy tàn chân, kinh mạch vết nứt, lâm vào là phế nhân, cuối cùng có thể chân tránh gia nhập cựu Nhật Minh, ít chi lại càng ít, mà muốn lấy được khen thưởng, còn cần ngoài định mức xem con mồi số lượng cùng chất lượng. Diệp thần cao mày trầm tư, nghe xong giả thiên ma đế một phen, đối với chàng này đi săn đại hội, hắn coi như là có bước đầu biết. Tham gia săn thú, cộng lại có bao nhiêu người? Diệp thần lại hỏi. Già thiên ma đế nói, tham gia đi săn, cần một loại kêu thú thần làm tín vật, mà tổ vô thiên tổng cộng gửi 100 cái, phần lớn danh ngạch đều bị hắc ám cấm hải bên trong môn phiệt thế lực bên trong định, ta cũng có một quả, nhưng là quấn cố định, không cách nào cho ngươi. Diệp thần nói, mà tổ vô thiên không phải nói, ta không cần thú thần làm, cũng có thể phá lệ tham gia sao. Già thiên ma đế lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu như bị hắn ân huệ, vậy thì thiếu hắn nhân tình. Nhân quả không tốt trả hết nợ, tốt nhất vẫn dựa theo quy củ làm việc, tự nghĩ biện pháp đi cướp lấy một quả thú thần làm. Diệp thần nói, ta đi nơi nào cướp lấy? Già thiên ma đế nói, theo ta biết, cái này 100 cái thú thần làm bên trong, có 3 cái là vật vô chủ, ở hắc ám cấm hải địa ngục đạo trận. Vậy địa ngục đạo trận, chuẩn bị cử hành 3 lần không quy tắc giết hại, có gần ngàn vị cường giả tranh đoạt, mỗi luân chỉ có thể sống trước một người đi ra. Mà đây cái duy nhất người thắng, đem sẽ có được thú thần làm. Diệp thần nói, ngàn người cạnh giết, quy tắc có chút tàn khốc à. Già thiên ma đế cười nói, không tàn khốc nói, cũng không kêu địa ngục đạo tràng, ngươi có thể đi thử một chút, ta muốn lấy ngươi thực lực, trừ phi những cái kia núp ở sau lưng lão yêu quái ra tay, nếu không không người là ngươi địch thủ. Diệp thần nói, ta cân nhắc một chút. Già thiên ma đế nói, không cần cân nhắc, giữ quy củ làm việc tốt nhất. Không cần phải thiếu ma tổ vô thiên ân tình, đây là địa ngục đạo tràng bản đồ, người tốt nhất mấy ngày nay bên trong lại xem, vô chủ thú thần làm, chỉ có 3 cái, nếu như đi chậm, rất có thể sẽ bị người đoạt đi. Vừa nói, già thiên ma đế móc ra một phần bản đồ, giao cho Diệp thần. Diệp thần nhận lấy bản đồ, kêu, được. Già thiên ma đế gật đầu một cái, nói ừ, vậy ta đi trước, ta không thể lưu lại quá lâu, dẫu sao chúng ta hôm nay. Thuộc về bất đồng trận doanh, à, thật là tạo hóa trêu người à. Nói xong lời cuối cùng,
Già Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, hiển nhiên vậy không ngờ tới, lại sẽ có một ngày, hắn cùng Diệp Thần đứng ở đối nghịch trận doanh. Già Thiên Ma Đế biến dạng hư không rời đi, Diệp Thần cầm bản đồ, tại chỗ thật lâu không nói. Tiểu Hoàng, Bắc Mãng Tĩnh, Yên Vũ Tiên Tôn, Kiếm Vô Danh các người vây lại, đều là trầm mặc, ngắm nhìn hắn. Qua hồi lâu, Diệp Thần cười một cái, nói yên tâm, ta không có sao, lần này đi săn đại hội, ta sẽ tham gia. Hắn ánh mắt nhìn Tiểu Hoàng, nói Tiểu Hoàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi phụ thân cứu ra. Tiểu Hoàng kích động nói, đa tạ chủ nhân. Bắc Mãng Tĩnh cảm giác sâu sắc lo âu, nói, lần này ta phu quân bị bắt đi, liên đới phiên thiên ấn vậy mất đi, vạn nhất phiên thiên ấn bị ma tổ vô thiên cướp đoạt, vậy ta Bắc Mãng thị vương tộc, có thể gặp phiền toái. Bắc Mãng thị chia ra là vương tộc cùng ma tộc, phiên thiên ấn là vương tộc trấn tộc chi bảo, hôm nay thất lạc, chỉ sợ ma tộc bên kia, muốn dục dịch. Diệp Thần hướng Bắc Mãng Tĩnh nói, tiền bối mời yên tâm, ta cùng ngươi hồi một chuyến tổ địa, có ta ở đây, muốn đến những cái kia ma đồng ác mộng, cũng không dám gây chuyện. Hắn lời nói này nói được phong khinh vân đạm, thực thì trên là hào khí can vân. Bắc Mãng Tĩnh ánh mắt sáng lên, nàng tự nhiên biết Diệp Thần lợi hại, có Diệp Thần bảo vệ nói, vậy Bắc Mãng thị tộc, có thể tạm được trật tự. Được, đa tạ luân hồi chi chủ. Như vậy, chúng ta về trước Bắc Mãng tổ địa đi. Bắc Mãng Tĩnh hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền dẫn Yên Vũ Tiên Tôn, Kiếm Vô Danh các người, đi theo Bắc Mãng Tĩnh, đi Bắc Mãng thị tổ địa. Dọc theo đường đi, Diệp Thần vậy từ Bắc Mãng Tĩnh trong miệng, biết được năm đó chân tướng. Lúc đầu năm đó, Bắc Mãng thị vương tộc cùng ma tộc, tranh đấu kịch liệt, vì bảo vệ Tiểu Hoàng an toàn, Bắc Mãng Tĩnh vợ chồng chỉ có thể đem hắn đưa đi, hơn nữa còn phong ấn huyết mạch hắn. Phong ấn huyết mạch, thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ, một là vì che giấu Tiểu Hoàng hơi thở, miễn được bị người của ma tộc phát hiện, mặt khác, tổ vương huyết mạch quá mức mạnh mẽ, nếu như quá sớm bùng nổ, rất có thể để cho Tiểu Hoàng trực tiếp bạo thể. Cho nên, phong ấn huyết mạch, có thể chế trụ tổ vương huyết mạch dị động, để cho Tiểu Hoàng từng bước một tu luyện đột phá, mình tháo ra, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ tổ vương huyết mạch năng lượng, tái hiện mộng yểm chi vương huy hoàng. Đời trước Tiểu Hoàng, cũng không hoàn toàn thức tỉnh, kiếp trước luân hồi chi chủ chết sau đó, liền bắt đầu bố trí, sau đó hóa là ba giọt máu mạch sơ khai, lại từ côn lôn hư bắt đầu từng bước một nghịch thiên mà đi, lột xác thành hôm nay dáng vẻ. Dựa theo trước địa ngục ma thần giải thích, thời khắc này Tiểu Hoàng, thật ra thì không hề coi là Bắc Mãng Tĩnh hài tử, hắn đã trở thành cá thể độc lập. Nhưng lại nhân quả tương liên. Bắc Mãng Tĩnh cũng là biết được liền hết thảy các thứ này, cố nhiên có chút bất ngờ, nhưng Bắc Mãng Tĩnh vẫn như cũ tin chắc Tiểu Hoàng là hắn hài tử. Dẫu sao hôm nay Tiểu Hoàng chính là vậy hai con ngươi ác mộng. Đám người một đường phi hành, rất nhanh đi tới Bắc Mãng thị tổ địa bên bờ. Bắc Mãng thị tổ địa, ở vào bên ngoài biển cùng bên trong biển chỗ giáp giới, là một tòa thật to hải đảo, phía trên có rất nhiều hơn cổ thụ chọc trời. Còn có một mảng lớn yên lặng bãi cát, không thiếu còn nhỏ ác mộng thần thú, ở trên bờ cát nô đùa, mà ở cây trong rừng, nhưng lại không hề thiếu mãnh thú cường đại thân hình, đang lấp lánh xuyên qua. Bắc Mãng Tĩnh đem Diệp Thần các người, dẫn tới tổ địa bên bờ, lại không có để cho đám người lập tức lên đảo. Nàng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi và Tiểu Hoàng chờ ở nơi này, ta trở về cùng trưởng lão trong tộc cao tầng, thương lượng một tí nghênh đón chuyện, phô trương lễ phép cũng không thể mất. Diệp Thần gật đầu nói, được. Lập tức, Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng các người, tại chỗ chờ. Mà Bắc Mãng Tĩnh, thì ngự gió hạ xuống, chuẩn bị nghênh đón chuyện. Chờ tới giữa, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy vô cùng đẹp lạ thường một màn. Ở Bắc Mãng thì tổ địa, là có ánh mặt trời chiếu rọi. Mà giờ khắc này, ở dưới ánh mặt trời, bầu trời nhưng lơ lửng một phiến biển khơi. Không sai, ở đó bầu trời bên trong. Lại có thể lơ lửng một phiến biển, màu sắc xanh thẳm, rào rào sóng biển quay cuồng, nước biển trôi lơ lửng, cũng không rớt xuống, chỉ là nước biển có sương mù khí vần quanh, nhìn không rõ lắm. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần thấy cái này phiến thiên hải, có đại điện lâu vũ, châu cung bối khuyết vân. Vân, còn thật nhiều cá voi, bạch tuộc, sao biển, san hô, trân châu, đá ngầm vân. Vân, tất cả loại đại dương sinh vật cùng cảnh tượng, huyễn người tai mắt. Tình cảnh giống như ảo ảnh vậy ảo mộng. Cái này phiến thiên hải,
chính là trong truyền thuyết huyền hải sao? Diệp Thần híp mắt, nhìn trôi lơ lửng ở trên trời đại dương, vậy bắt được một chút thiên cơ. Cái này phiến thiên hải, đúng là chính là huyền hải, truyền thuyết là Hồng Quân lão tổ một giọt nước mắt biến thành. Vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miện, cái này hai môn cửu thiên thần thuật, liền núp ở huyền hải bên trong. Bắc Mãng thị tổ tiên, Bắc Mãng quá võ, cũng chính là mộng yểm chi vương, ngày xưa hầu hạ ở Hồng Quân lão tổ tọa hạ, cho nên cái này phiến Bắc Mãng tổ địa, khí cơ cùng huyền hải tương thông, có thể lưu cất ở đây bên trong. Nếu như là bình thường phương, ở huyền hải quy luật bao phủ hạ, rất có thể trực tiếp sụp đổ, địa mạch căn bản không chịu nổi áp lực. Nghĩ đến chừng hai môn cửu thiên thần thuật, ở huyền hải bên trong, Diệp Thần cũng muốn lập tức tiến vào huyền hải, đi tìm tòi kết quả. Tâm niệm chớp động dưới, Diệp Thần dứt khoát bay, muốn tiến vào huyền hải xem. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Thần bay đến trời cao, hắn thân thể, lại có thể trực tiếp xuyên qua huyền hải, tựa như xuyên qua không khí vậy. Cái này phiến trôi lơ lửng bầu trời đại dương, giống như chỉ là ảo ảnh, căn bản không phải chân thực tồn tại đồ, người một đi xuyên qua, chính là xuyên qua không khí, không thể nào tiến vào. Cái này phiến huyền hải, rốt cuộc là thật là giả, thật tồn tại sao? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, cẩn thận cảm ứng bắt, nhưng bắt không tới một chút khác thường hơi thở. Cái này huyền hải rõ ràng ngay tại hắn trước mắt, nhưng hắn cảm ứng dưới, nhưng tựa như cảm ứng được không khí, cái gì cũng không tồn tại. Cho dù ma tổ vô thiên tới, cũng không khả năng tiến vào huyền hải. Chỗ này, quả nhiên có cổ quái. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy không nhìn thấu huyền hải lai lịch. Ngay tại lúc này, phía dưới hải đảo truyền tới một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm, còn có từng cơn tiên quang xông ra. Bắc Mãng vương tộc nghênh nhận được. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp mấy chục đầu ác mộng thần thú, cưỡi mây lướt gió lên, trong sương mù mưa hoa rực rỡ, từng đạo uyển như lưu ly cầu vồng, ngang qua nam bắc đồ, trời quang mây tạnh, biển mây bên trong lại trào đáng suốt mùi thơm, như hoa sen, như xạ hương, như thanh đàn. Mà ở nơi này mấy chục đầu ác mộng thần thú bên người, là từng cái cường giả tộc người, người mặc chiến thần vậy huy hoàng áo giáp, chấp trưởng nghi trượng, đội danh dự ngũ phía sau, có gõ chiêng trống. Gõ cổ trung hoan nghênh tiếng truyền ra. Cung nghênh luân hồi chi chủ, thánh tử Bắc Mãng Thái Hạo pháp giá trở về. Ở đội ngũ phía trước, một cái ông già cao giọng ngâm sướng. Bắc Mãng thì ở nơi này phiến trên hải đảo, sinh sôi mười mấy vạn năm, đã sớm cùng nhân tộc lấy nhau, cho nên ác mộng thần tộc bên trong, nhân tộc số lượng không hề thiếu. Chỉ là xem tiểu hoàng cái loại này dòng tránh huyết mạch, là tuyệt đối tinh khiết, chính là ác mộng huyết mạch. Không có ai tộc tham dự. Mà theo lão giả kia ngâm sướng, bốn phía tiên quang hà thải, cầu vồng ảo mộng, khí tượng càng lộng lẫy, chuông cổ tiếng cũng càng là lảnh lót nhiệt liệt. Bắc Mãng tĩnh mang rất nhiều vương tộc cao tầng, đánh hồng kiều, đi tới Diệp Thần cùng tiểu hoàng trước mặt. Nàng ngắm nhìn tiểu hoàng, hơi có chút kích động nói, hài nhi, hoan nghênh về nhà. Nương, tiểu hoàng tự nhiên cũng là vô cùng kích động, cái này Bắc Mãng tổ địa. Chính là hắn kiếp trước nơi ra đời, hắn hôm nay trở lại, rất nhiều huyết mạch trí nhớ vậy đi theo hồi phục, huyết mạch năng lượng tiến một bước mạnh mẽ, cả người có kim quang tràn ra tới, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ở Bắc Mãng tính cùng rất nhiều vương tộc cao tầng tiếp đón hạ, Diệp Thần cùng tiểu hoàng chính thức lên đảo, tiến vào Bắc Mãng tổ địa. Yên Vũ Tiên Tôn cùng kiếm vô danh đi theo ở phía sau. Nhập đến tổ địa trong rừng rậm. Nhưng gặp trong rừng rậm xây dựng trước rất nhiều mãnh thú xảo huyệt, còn có nhân tộc cư trú nhà cửa. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, mà tiểu hoàng là Bắc Mãng thị vương tộc thánh tử, hai người trở về, tự nhiên dẫn phát chấn động to lớn, vô luận là vương tộc thành viên, vẫn là ma tộc thành viên, cũng đuổi ra hội. Hai bên đường, đứng đầy người cùng ác mộng thần thú, không thiếu ác mộng thần thú, con ngươi là màu sắc đen nhánh, hiển nhiên là ma đồng ác mộng, cũng chính là ma tộc thành viên. Có lẽ là trước kia, ác mộng thần tộc liền nứt ra, có bộ phận thành viên, vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, lựa chọn nhập ma. Cho nên, trước mắt ác mộng thần tộc, phân chia hai cái đối lập trận doanh, chính là vương tộc cùng ma tộc. Diệp Thần vì hiển uy, trực tiếp sử dụng luân hồi đạo pháp, hắn sau lưng, có luân hồi chi bàn hư ảnh hiển hóa đi ra. Mà ở đó luân hồi chi bàn hư ảnh bên trong, lại có luân hồi thiên đường dị tượng, minh mông thiên đường lãnh thổ. Hàng tỷ con dân quỷ bái,
ra nhiều thế giới ở Diệp Thần quanh thân vờn quanh quanh quẩn, hắn giống như vạn giới đứng đầu vậy, vô cùng huy hoàng. Luân hồi quy luật ngưng tụ dưới, hóa thành một bộ luân hồi pháp bào, khoác lên Diệp Thần trên mình. Cái này tập kích luân hồi pháp bào, thêu lục đạo luân hồi đồ đằng, đen nhánh thâm trầm, có núi đao biển lửa, ác quỷ địa ngục cảnh tượng kỳ dị, lại có thiên nhân ngũ hành, đại lộ trí cao mênh mông khí tượng, huyễn người tai mắt. Tiểu Hoàng đi theo ở Diệp Thần bên người, cũng nhận được một chút luân hồi hơi thở bao phủ, kim quang vạn trượng, thủy khí nhô lên, hai con ngươi đỏ xanh vẻ sáng chói, như âm dương đại lộ xen lẫn. Hai bên đường, vậy từng cái ma đồng ác mộng, người của ma tộc, thấy Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng khí tượng, đều là vô cùng giật mình. Người này chính là luân hồi chi chủ sao? Luân hồi đạo pháp, quả nhiên khí tượng kinh người, hắn tuy chỉ có hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, nhưng nếu là đỉnh cấp tỷ thí, chỉ sợ liền phổ thông bách gia cảnh cường giả, đều phải thua ở thủ hạ hắn. Có luân hồi chi chủ ở chỗ này, ta ma tộc muốn quật khởi, chỉ sợ khó hơn lên trời. Rất nhiều ma đồng ác mộng, mang vẻ dầu dỉ, vô cùng cảnh giác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mang cho áp lực của bọn họ, thực sự quá lớn, để cho bọn họ không dám thở mạnh. Vốn là Bác Mãng Tiêu bị bắt, phiên thiên ấn thất lạc, chính là ma tộc quật khởi cơ hội, nhưng có Diệp Thần ở chỗ này trấn áp, nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có Tiểu Hoàng khí tượng, cũng là không thể khinh thường, Bác Mãng vương tộc thánh tử trở về, vương tộc khí vận có truyền thừa trấn thủ, muốn lật, lại là khó hơn lên trời. Mà cùng ma tộc ngược lại, vương tộc nơi này thành viên, chính là nhảy cẫng hoan hô, cao hứng không dứt, miệng ra tụng từ, hoan nghênh Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng trở về. Diệp Thần nhìn chung quanh thành viên phản ứng, âm thầm gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, xem ra là không vấn đề lớn lao gì. Có hắn áp chế, mà đồng ác mộng bên này, hiển nhiên cũng không dám cản rỡ. Nguy cơ tạm thời giải quyết. Nghênh đón nghi thức hoàn tất, Diệp Thần cùng Bác Mãng Tính, vương tộc cao tầng các người, lại hàn huyên một hồi, thương lượng lại một ít đi săn đại hội chi tiết, liền ở tổ địa nghỉ ngơi. Ở tổ địa bên trong nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thần liền hướng Bác Mãng Tính cùng Tiểu Hoàng nói tạm biệt, nói Tiểu Hoàng, ngươi ở lại tổ địa bên trong, thật tốt bầu bạn ngươi mẫu thân, ta phải đi địa ngục đạo trận một chuyến. 100 cái thú thần làm, chỉ có 3 cái là vật vô chủ, liền ở địa ngục đạo tràng, Diệp Thần tự nhiên muốn lại xem. Có thể cướp được thú thần làm, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, không cần bị vô thiên ân huệ. Nếu như cướp không được, vậy Diệp Thần liền trực tiếp đi tham gia, dù sao cái này đi săn đại hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vì, Tiểu Hoàng phụ thân Bác Mãng Tiêu, bị coi là con mồi, hắn không đi cứu viện mà nói, Bác Mãng Tiêu tùy thời đều có thể bị người tham gia giết chết. Tiểu Hoàng hơi có chút không thôi, nói chủ nhân, người phải đi sao? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ừ, thời gian cấp bách, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu ngươi phụ thân đi ra. Tiểu Hoàng nói, đa tạ chủ nhân. Tạm biệt xong, Diệp Thần liền dẫn kiếm vô danh, Yên Vũ Tiên Tôn rời đi, lên đường đi địa ngục đạo trận. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ, đi săn đại hội ta không đi, ta bây giờ muốn đi tìm Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, được. Ngươi đi đi, nếu như tìm được, liền thông báo ta một tiếng. Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, Diệp Thần cũng rất muốn biết ở nơi nào, để cho Yên Vũ Tiên Tôn đi tìm, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lập tức Yên Vũ Tiên Tôn, lưu lại một tấm đưa tin phù chiếu cho Diệp Thần sau đó, liền ngự gió rời đi. Diệp Thần hướng kiếm vô danh nói, vô danh, ngươi cùng ta cùng đi đi săn sao? Hay là trở về địa tâm vực? Kiếm vô danh suy nghĩ một hồi. Nói, Diệp Thần Di Hoang cuối cùng là cựu Nhật Minh địa bàn, ta không muốn cùng ma tổ vô thiên có bất kỳ dây dưa dễ má nào, đi săn không đi, huống chi không lấy được thú thần làm, muốn đi vậy không có biện pháp, thế nhưng địa ngục đạo trận, ta đây là muốn đi xem. Diệp Thần nói, à, phải không? Kiếm vô danh nói, Già Thiên Ma Đế không phải đã nói rồi sao? Địa ngục đạo trận muốn cử hành 3 lần không quy tắc giết hại, từ thiên vị cường giả bên trong. Chọn lựa ra 3 người ban cho thú thần làm, mỗi luân chỉ có thể sống trước một người đi ra, ta đây muốn đi lịch luyện một phen. Nói xong lời cuối cùng, kiếm vô danh liếm môi một cái, hơi có chút thị huyết hình dáng, vậy địa ngục đạo tràng quy tắc, ngược lại là rất thích hợp hắn. Diệp Thần nói, giết hại chiến đấu sau này sẽ không thiếu, nhưng địa ngục này đạo tràng, quy tắc quá mức hung hiểm,
người vẫn là không nên tùy tiện liên quan đến cho thỏa đáng. Kiếm vô danh nói, đi trước xem rồi hãy nói. Diệp Thần nư một tiếng, liền cầm ra Già Thiên Ma Đế cho hắn bản đồ, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, đi địa ngục đạo trận đi. Phần này bản đồ, trừ đánh dấu địa ngục đạo tràng vị trí bên ngoài, phía sau còn có một chút đơn giản tình báo, là cựu Nhật Minh bên trong một ít nhân viên tin tức, thế lực phân phối vân. Vân. Những tin tình báo này đều là được mở, Già Thiên Ma Đế sợ Diệp Thần không biết, cho nên cùng nhau cho hắn. Mặt trên bản đồ, có rất nhiều cựu Nhật Minh hộ pháp phân phong vùng, phạm vi thế lực vân. Vân, Già Thiên Ma Đế cũng cùng nhau đánh dấu đi ra. Mà vậy địa ngục đạo trận, cũng không phải là cựu Nhật Minh thế lực, mà là do bên trong biển mấy cái thương hội, liên hiệp tạo dựng lên, trên thực tế là một cái khốn đấu trận, ngày thường võ giả gian quyết đấu, cung cấp các nhân vật lớn hội mua vui, gần đây bởi vì đi săn đại hội buông xuống, cho nên ba cái vô chủ thú thần làm, an bài ở địa ngục đạo tràng cạnh đoạt. Địa ngục đạo tràng vị trí, ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong biển. Hắc Ám Cấm Hải thực sự quá lớn, từ bên ngoài biển bay đi bên trong biển, lại đi địa ngục đạo trận, không biết phải bao lâu, Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh vì tiết kiệm thời gian, cũng không đoái hoài được phép tắc áp lực, trực tiếp biến dạng hư không, hạ xuống tới địa ngục ngoài đạo tràng. Cố nhiên biến dạng, nhưng đối với hai người tạo thành gánh vác cũng là không nhỏ. Diệp Thần nhớ lại Linh Nhi, cũng không biết khối này Hoa Hạ Luân Hồi Huyền Bi lúc nào tỉnh lại, một khi tỉnh lại, mình thức tỉnh thần mạch, sợ rằng biến dạng hư không sẽ dễ dàng hơn. Diệp Thần, cẩn thận để gặp, người vẫn là che giấu thân phận cho thỏa đáng. Vừa lúc đó, Diệp Thần đầu óc bên trong, nhưng truyền đến Huyền Hàn Ngọc thanh âm. À, nghe được Huyền Hàn Ngọc đề nghị, Diệp Thần ánh mắt hơi đông lại một cái. Huyền Hàn Ngọc nói, chàng này đi săn đại hội, sau lưng không hề thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút tóm lại không sai, ngươi dựa theo ta phương thuốc này, luyện chế một muội đan dược, có thể hoàn toàn che giấu luân hồi hơi thở, sẽ không bị người ngoài phát hiện. Thậm chí vô thiên vậy không nhất định có thể phát hiện. Vừa nói, Huyền Hàn Ngọc bắn ra một đạo linh quang, dưới vào Diệp Thần đầu óc. Oanh! Nhất thời, Diệp Thần đầu óc bên trong, hiện ra một cái toa thuốc bí pháp. Huyền Hàn Ngọc truyền thụ cho phương thuốc của hắn, kêu ẩn thiên thần đan, cấp bậc là cao nhất nguyên đan, có thể che giấu hơi thở, che giấu huyết mạch. Ừ, ta biết. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt, linh quang hội tụ, linh khí trong trời đất gào thét tới, ở hắn bát quái thiên đan thuật luyện chế hạ, trực tiếp biến hóa thành hai viên đan dược. Lấy Diệp Thần trước mắt cảnh giới tu vi, luyện đan thành tựu, vậy đan dược có thể vô căn cứ luyện hóa, đơn thuần dựa vào thiên địa linh khí, đều có thể luyện đan, không cần dùng bất kỳ vật liệu. Dĩ nhiên, nếu như muốn thuốc phiên phẩm chất cao hơn, vẫn là phải tài liệu phụ trợ. Bất quá hiện đang ẩn núp hơi thở, vậy đan dược là đủ rồi. Vô danh, đây là ẩn thiên thần đan, có thể che giấu hơi thở, người vậy ăn một viên. Diệp Thần đem một viên ẩn thiên thần đan, giao cho Kiếm Vô Danh, mình uống một viên. Ở ăn vào ẩn thiên thần đan sau đó, Diệp Thần trên mình hơi thở, lập tức thu liếm, giống như một người bình thường vậy. Mà Kiếm Vô Danh, ăn đan dược sau đó, vậy cổ là máu hung lệ hơi thở, cũng là thu liếm, nhưng dẫu sao tay cụt, hình dáng nhìn như ngược lại cũng không tựa như người bình thường. Diệp Thần lại đeo lên một cái cổ quái mặt nạ, như vậy có thể tốt hơn che giấu mình. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần lúc này mới mang Kiếm Vô Danh, vào địa ngục đạo tràng. Cái địa ngục này đạo tràng, bên ngoài quan sát, giống như là một cái đấu thú trận, hình tròn kiến trúc, vòng tròn dài mới có thể có mấy trăm mét, tường rào cao đến 50 đến 60 mét, vô cùng nguy nga, đủ để chứa mấy chục ngàn người hội. Diệp Thần mang Kiếm Vô Danh, tới địa ngục đạo tràng lối vào, nơi này lại có một cái cường giả ở trấn thủ, tu vi đạt tới quá chân cảnh hậu kỳ. Vậy trấn thủ cường giả nhìn Diệp Thần hai người, nói các ngươi là tới tham gia địa ngục thực tập sao? Diệp Thần nói, chính phải. Vậy trấn thủ cường giả nói, địa ngục thực tập, tổng cộng chia ba trận, chàng thứ nhất ngày hôm nay cử hành, đã không thể lại ghi tên. Diệp Thần nói, vậy còn lại hai trận. Vậy trấn thủ cường giả nói, hậu thiên sẽ lại cử hành một chàng, các ngươi muốn tham gia mà nói, bây giờ có thể ghi danh, nhưng ngàn người cạnh giết, cực kỳ tàn khốc. Người thắng có thể bắt được một quả thú thần làm, người thua chỉ có rơi xuống kết quả, các ngươi nghĩ rõ ràng. Diệp Thần nói, không thành vấn đề, thay chúng ta ghi danh đi,
hắn kêu kiếm vô danh, ta kêu Diệp Thí Thiên. Cẩn thận tính toán dưới, Diệp Thần cuối cùng vẫn là sử dụng dùng tên giả, hơn nữa còn là trước kia đã dùng qua Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên danh tự này ở vực ngoại ngược lại là không làm sao sử dụng. Sợ rằng Hắc Ám Cấm Hải người vậy không được rõ. Vậy Trấn Thủ Cường giả nói, Diệp Thí Thiên, tên người sát khí ngược lại là thật nặng, cũng không sợ thiên lý trách phạt sao. Ha ha, bất quá muốn ghi danh nói, tuổi tác cần ở thiên tuế trở xuống, chỉ có thiên tuế dưới thiên tài võ đạo, mới có thể tham dự thực tập. Vừa nói, vậy Trấn Thủ Cường giả lấy ra một khối màu vàng kim tấm gương, hiển nhiên là khảo sát người tuổi tác pháp khí. Diệp Thần bàn tay đè ở trên gương, mặt kiếng nhất thời hiện ra hắn tuổi tác, chưa đủ 100 tuổi. Vậy Trấn Thủ Cường giả kinh hãi, nói, lúc đầu ngươi lại chưa đủ 100 tuổi sao? Tu vi như thế nào? Có thể đừng uổng đưa tánh mạng. Bởi vì Diệp Thần ăn ẩn thiên thần đan, người ngoài cũng không nhìn ra hắn tu vi lai lịch. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, không sao, ngươi thay ta ghi danh là được. Vậy Trấn Thủ Cường giả ừ một tiếng, liền thay Diệp Thần ghi danh, lại nhìn hướng kiếm vô danh nói, vậy ngươi đâu? Kiếm vô danh ra mặt kéo động một tí. Nói ta đã vượt qua thiên tuế, đáng tiếc. Hắn muốn ở địa ngục thực tập bên trong, chui luyện sống chết sát phạt, đáng tiếc tuổi tác đã vượt qua yêu cầu. Vậy Trấn Thủ Cường giả nói, siêu linh mà nói, không cho phép tham gia thực tập, nhưng người có thể xem cuộc chiến. Kiếm vô danh gật đầu nói, cũng tốt. Diệp Thần nói, không có sao, sau này chiến đấu cơ hội, thì có nhiều. Ghi danh xong tất sau đó, Diệp Thần cùng Kiếm vô danh cùng nhau. Chính thức vào địa ngục đạo tràng. Mà ngay tại lúc này, hai người lại nghe được trên bầu trời bạo gió hung cấp, linh khí nổ tung. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái vải đỏ mỏng thiếu nữ, tay cầm trường kiếm, ngự gió như điện vậy, bay đến địa ngục đạo trên trận không. Mà ở vải đỏ mỏng thiếu nữ sau lưng, mười mấy người đàn ông vạm vỡ, như lang như hổ đuổi giết tới, ngay tức thì đem thiếu nữ vây quanh vòng tròn. Những thứ này người đàn ông vạm vỡ, quần áo cùng một màu, in một đầu bát kỳ thiên xà hình vẽ. Thấy cái này bát kỳ thiên xà hình vẽ, Diệp Thần đầu vù vù một tí, nhất thời nghĩ tới. Ma tổ vô thiên dưới quyền, có 16 đầu ngày cũ tinh thú, cái này 16 đầu ngày cũ tinh thú, trong đó có một đầu, chính là tên là bát kỳ thiên xà, là cựu Nhật Minh hộ pháp. Ở già thiên ma đế cho hắn trong bản đồ, có tương quan ghi lại. Cái này bát kỳ thiên xà, thành lập một gia tộc. Chính là bát kỳ thế gia, ở bên trong hải lý thế lực khá lớn. Vậy mười mấy người đàn ông vạm vỡ, rõ ràng đều là bát kỳ thế gia người, là bát kỳ thiên xà cống hiến, cũng không phải là trực tiếp quay về cựu Nhật Minh trông coi, là bát kỳ thiên xà dưới quyền độc lập thế lực. Lãnh Mộ Tình, người muốn chạy đi nơi nào? Vậy mười mấy người đàn ông vạm vỡ, vây quanh vậy vải đỏ mỏng thiếu nữ sau đó, một người trong đó chính là lạnh giọng cười nói. Tên là Lãnh Mộ Tình vải đỏ mỏng thiếu nữ, ánh mắt hơi run lên, nói, chớ ép ta động thủ, ta không muốn giết các ngươi. Những thứ này người đàn ông vạm vỡ, cuối cùng là bát kỳ thế gia người, tuy không phải trực tiếp thuộc về cựu Nhật Minh, nhưng sau lưng có cựu Nhật Minh khổng lồ bóng dáng, Lãnh Mộ Tình tự nhiên cũng không muốn xé rách ra mặt. Một cái người đàn ông vạm vỡ cười lạnh một tiếng, nói, hi hi, khẩu khí thật là lớn, người một thân một mình, có thể có khả năng bao lớn. Đem trong tay kiếm giao ra, chúng ta bát kỳ thế gia, có thể thả ngươi một mạng. Lãnh Mộ Tình trường kiếm đưa ngang ngực, nói, là ma tổ vô thiên pháp dụ sao? Hắn muốn cướp lấy ta bảo kiếm. Vậy người đàn ông vạm vỡ nói, ngươi không cần phải để ý đến, thanh kiếm này là kiếm thần lão tổ đúc, chính là tang vật, ngươi nhất định phải giao ra. Hắc ám cấm hải địa bàn, có thể không cho phép những lão gia hỏa kia đồ hoành hành. Lãnh Mộ Tình ha ha cười một tiếng. Nói, nếu như có ma tổ vô thiên pháp chỉ, ta thanh kiếm giao cho các ngươi cũng có thể, nhưng muốn đến lão nhân gia ông ta, cũng sẽ không cố ý ỷ thế hiếp người, mà nếu như chỉ là các ngươi bát kỳ thế gia ý chí, xin thứ cho ta không thể tuân theo. Vậy người đàn ông vạm vỡ nói, như thế nói, ngươi cứng rắn là muốn u mê không tỉnh. Vừa nói rút ra binh khí, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Địa ngục đạo người trong sân, thấy trên bầu trời biến cố. Đều có điểm tò mò ngẩng đầu nhìn. Ở đạo tràng bốn phía hình tròn ngồi trên đài, chừng 20-30 ngàn người, chuẩn bị hội tràng thứ nhất thực tập, giờ phút này thấy bầu trời dị biến, tất cả mọi người là đứng lên, bàn luận sôi nổi.
Diệp Thần nhìn thiếu nữ lãnh mộ tình kiếm trong tay, mơ hồ tới giữa, lại có thể bắt được một cổ rất tinh tường hơi thở. Đó là ly cốt hiêu phiên hơi thở. Diệp Thần trong cơ thể ly cốt hiêu phiên mảnh vỡ, cùng lãnh mộ tình kiếm trong tay sinh ra một hồi đồng tình, liền linh khư thiên châu, bên trong ẩn chứa chấn diệt yêu đá hơi thở, cũng là một hồi đồng tình. Lúc đầu ly cốt hiêu phiên bản thể, ở nơi này thiếu nữ trên tay. Hơn nữa, còn bị nàng cải tạo thành một thanh kiếm. Diệp Thần giật mình không thôi, lãnh mộ tình kiếm trong tay, lại chính là ly cốt hiêu phiên pháp bảo bản thể, bị cải tạo thành một thanh kiếm. Mới vừa bát kỳ thế ra người, tựa hồ nhắc tới kiếm thần lão tổ. Hiển nhiên, thanh kiếm này, là kiếm thần lão tổ chế tạo. Kiếm thần lão tổ cải tạo hồng quân pháp bảo, đem ly cốt hiêu phiên, đúc lại thành một thanh kiếm. Kiếm thần lão tổ luyện khí thành tựu, quả nhiên lợi hại, lại có thể liền hồng quân lão tổ pháp bảo, cũng có thể sửa đổi. Diệp Thần ngần than thầm. Nhưng hôm nay không bên trong, lãnh mộ tình nắm chặt kiếm trong tay, quát lên, các ngươi cứng rắn muốn đoạt kiếm, tự tìm đường chết, vậy cũng chớ trách ta. Dứt lời, lãnh mộ tình linh khí bộc phát ra, bơm vào đến trên thân kiếm. Ly cốt yêu kiếm, phá. Lau một cái nghiêm ngặt kiếm mang, từ trên thân kiếm kia nổ lên, kiếm quang biến ảo tới giữa, hiển hóa ra một cái ly long dị tượng, chính là ly cốt yêu phiên khí tượng. Cái này ly cốt yêu phiên, trước mắt chuẩn xác hơn điểm tới nói, hẳn gọi ly cốt yêu kiếm. Kiếm quang như yêu, ly long gầm thét, trong hư không huyễn hóa ra một cái đen nhánh hồng kiều, xuyên qua thiên địa. Phốc xích, kiếm khí chém chết dưới, lãnh mộ tình trước người mấy cái người đàn ông vạm vỡ, tại chỗ thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe mà chết. Mà bọn họ thi thể, ở đó yêu khí kiếm quang cuộn sạch hạ, suy suy vang dội, trong phút chốc tan rã băng diệt, hóa thành bụi bặm. Cái gì? Còn sót lại người đàn ông vạm vỡ, nhất thời cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới thiếu nữ này như vậy lợi hại. Là các ngươi ép ta. Lãnh mộ tình trong mắt dùng mình xâm nghiêm, ở ly cốt yêu kiếm sát khí nổi bật hạ, nàng giống như là băng tuyết trong thế giới một đóa hàn mai vậy, lạnh lùng mà băng hàn. Ngươi dám động tay, ngươi có biết hay không, chúng ta chính là bát kỳ thế gia người. Ngươi dám đắc tội bát kỳ thiên xà hộ pháp. Những cái kia các đại hán vạm vỡ, thấy được thiếu nữ lợi hại, mồ hôi lạnh nhễ nhại, muốn dùng lời nói uy hiếp. Đắc tội vậy cũng không có biện pháp, nhưng ta muốn ma tổ vô thiên, sẽ thay ta chủ trì công đạo. Lãnh mộ tình ánh mắt như cũ lạnh lùng, trực tiếp nhắm mọi người khí cơ. Đám người cả người cứng còng, nhúc nhích không được, răng cách cách run rẩy, ở thiếu nữ hơi thở bao phủ, như rơi vào hầm băng vậy. Suy, lãnh mộ tình lại vung lên kiếm, kiếm khí như màu đen cầu vồng, chém chết mà qua. Đám người thân thể máu tươi văng tung tóe. Thi thể chôn vùi ở đầy trời kiếm quang bên trong. Toàn trường xôn xao. Chiến đấu phát sinh ở trong nháy mắt, cái này kêu lãnh mộ tình thiếu nữ, trương hiện ra vô cùng là tinh thâm kiếm đạo thành tựu, càng mấu chốt là quả quyết sát phạt, biết rõ đối phương là bát kỳ thế gia người, cuối cùng vậy động sát thủ. Nhìn như nhu nhược sau lưng, nhưng thật ra là cực mạnh chiến lực cùng sát đạo. Cô gái này, không đơn giản à. Diệp Thần cảm ứng được thiếu nữ hơi thở. Ước chừng là nửa bước bách ra cảnh, còn không chém ra đột phá, nhưng chân thật sức chiến đấu, sẽ không so hắn kém đi nơi nào, rõ ràng cho thấy có kiếm đạo gia trì. Diệp Thần ở thập phương kiếm thánh tọa hạ, hiểu qua hồng quân kiếm đạo tinh túy, cho nên đối với kiếm đạo hiểu, hơn xa trước kia. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thiếu nữ kiếm đạo không đơn giản, khác với người thường, là không có chút nào xinh đẹp kiếm đạo, rất có thể là tự nghĩ ra, trực lai trực vãng. Nhưng giết người như chém cỏ, mau lẹ hữu hiệu. Toàn trường người xem cửa, cũng là hết sức kinh ngạc, thậm chí có không ít người, lộ ra say mê thần sắc. Cái đó gọi lãnh mộ tình thiếu nữ, tướng mạo khá là tươi đẹp xuất trần, như nữ thần vậy, làm người ta không dám ngẩng mặt, xinh đẹp như vậy thiếu nữ, một tay tuyệt diệu kiếm pháp, cho dù là giết người, đều là cảnh đẹp ý vui. Thương, lãnh mộ tình run một cái trường kiếm, trên thân kiếm vết máu như mưa rơi đánh mất. Nàng tướng kiếm thân thu hồi sau bên trong, rồi sau đó ngự gió đáp xuống, lại trực tiếp đi tới Diệp Thần bên người. Ừ, Diệp Thần bữa cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra lãnh mộ tình, mà lãnh mộ tình đi tới hắn bên người sau đó, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Cô nương, người muốn làm chi? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lãnh mộ tình lỗ mũi xinh xắn cao một cái, nói, trên mình ngươi, có
có ly cốt yêu phiên hơi thở, ly cốt yêu phiên một khối mảnh vỡ, ở bên trong tay ngươi có phải hay không? Mở điều kiện, đem mảnh vỡ cho ta. Diệp Thần trong tay pháp bảo mảnh vỡ, thật ra thì chính là từ ly cốt yêu phiên đi ra ngoài, Lãnh Ngộ Tình nếu như có thể thu lại mà nói, có thể lớn mạnh ly cốt yêu kiếm uy lực. Diệp Thần nghe được Lãnh Ngộ Tình câu hỏi, khá có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đòi pháp bảo mảnh vỡ. Hắn binh khí pháp bảo vô cùng nhiều, thật ra thì cũng không kém chung một chỗ pháp bảo mảnh vỡ, nhưng ly cốt yêu phiên, dẫu sao là hồng quân pháp bảo, giá trị không phải chuyện đùa, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đưa ra. Nếu như ta không cho đâu, Diệp Thần hai tay khoanh ôm ngực nói. Lãnh Ngộ Tình mặt đẹp khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, vậy mảnh vỡ đối với ta rất trọng yếu, cái vị công tử này, xin ngươi hãy nương tay cho, đem mảnh vỡ nhường cho ta, vô luận cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng, ngươi muốn đan dược, linh thạch, vẫn là thiên tài địa bảo gì. Diệp Thần quét nhìn một mắt Lãnh Ngộ Tình dáng vẻ, im lặng không nói. Lãnh Ngộ Tình cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, nhất thời mặt đẹp run lên, cả giận nói, ngươi muốn nhìn cái gì, nếu như dám có nghĩ không an phận, ta lập tức giết ngươi. Diệp Thần nhất thời không nói, nói ta chỉ là tùy tiện xem ngươi một mắt, ngươi không mị lực lớn như vậy, đừng nghĩ nghiêng được không. Pháp bảo mảnh vỡ ta còn hữu dụng, tạm thời không đổi, sau này hãy nói. Lãnh Ngộ Tình nghe được Diệp Thần cự tuyệt, cắn răng, nói, ngươi tên gọi là gì? Mang cái mặt nạ làm gì? Lén lén lút lút không dám kỳ nhân sao? Diệp Thần nói, cô nương, chuyện ta, không cần ngươi quản. Lãnh Ngộ Tình nói, được rồi, cái này đưa tin phù chiếu ngươi cầm, lúc nào muốn trao đổi mảnh vỡ, cứ việc thông báo ta một tiếng. Nói xong, Lãnh Ngộ Tình cầm ra một tấm đưa tin phù chiếu, cứng rắn nhét vào Diệp Thần trong tay, sau đó xoay người rời đi, sải bước đi vào địa ngục trong đạo tràng. Mời tham dự tràng thứ nhất thực tập nhân viên, ở chỗ này tập trung. Lúc này, địa ngục đạo trận bên trong có một cái trọng tài ông già, cao giọng hô lên. Địa ngục đạo trận ba trận thực tập, ngày hôm nay vừa vặn cử hành tràng thứ nhất. Tuyển thủ dự thi, chừng 1000 người. Cái này 1000 cái trẻ tuổi võ giả, liền tụ tập lại, lẫn nhau tới giữa, tràn đầy địch ý cùng cảnh giác nhìn đối phương. Mà Lãnh Ngộ Tình, lại vậy đi tới trong đội ngũ đi. Lúc đầu tên này, lại là người thực tập sao? Diệp Thần khá là kinh ngạc, lúc đầu cái này Lãnh Ngộ Tình, lại là tham dự thực tập tuyển thủ. Mà thấy Lãnh Ngộ Tình đi vào, trong đội ngũ rất nhiều người, đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì, mới vừa trên bầu trời chiến đấu, Lãnh Ngộ Tình vậy kinh người sát phạt kiếm đạo, làm người ta khắc sâu ấn tượng, nếu như có thể, không có người nào muốn cùng nàng là địch. Vậy trọng tài lão giả nói, tham dự thực tập, cần trước ký giấy sinh tử một ký, sống chết thiên định, nếu như chiến bại bỏ mình, nhân quả tự phụ, thân thuộc đồng môn người các loại, không thể trả thù. Quy tắc tranh tài là 1000 người cạnh giết, 1000 người lẫn nhau huyết đấu, cuối cùng chỉ có thể sống sót một người, người thắng sau cùng có thể đạt được thú thần làm. Tham gia thi đấu trên đường, như tự giác thắng lợi vô vọng, lại không muốn chết, muốn trước thời hạn lui thi đấu, có thể từ chém một cánh tay một chân, lại từ đâm cặp mắt, là được còn sống lui thi đấu. Cái này dự thi quy tắc, đám người đã sớm biết, nhưng lúc này nghe được trọng tài ông già, dùng vô cùng là giọng bình thản nói ra. Mọi người đều là mặt có vẻ sợ hãi, không ít người hai chân run rẩy, chỉ có cái đó gọi Lãnh Ngộ Tình thiếu nữ, vẻ mặt như thường. Biết, Lãnh Ngộ Tình thậm chí còn đáp một tiếng, toàn trường cũng chỉ có nàng lên tiếng đáp lại. Cái này so với thi đấu thực tập quy tắc, có thể nói vô cùng tàn khốc, 1000 người chỉ có thể sống sót một người. Nếu như muốn trước thời hạn lui thi đấu, còn phải chịu đựng so tử vong còn thảm trọng giá phải trả, tự đoạn một cánh tay một chân, lại đâm mù cặp mắt. Vậy ngang hàng thành phế nhân, sống không bằng chết. Tốt lắm, nếu như không có vấn đề gì nói, vậy thì ký kết giấy sinh tử đi. Vậy trọng tài ông già, đem giấy sinh tử phát cho đi xuống. Lãnh Ngộ Tình thần tình lạnh nhạt, nhận lấy ký dưới mình tên chữ, cũng đè xuống máu dấu tay. Nhưng những người chung quanh, lại không có dũng cảm như thế, đại đa số người mặt lộ vẻ rằng co. Ta buông tha, ta cũng buông tha. Được rồi. Ta cũng lui thi đấu, muốn bắt được cái này thú thần làm, chỉ sợ khó hơn lên trời. Trong chốc lát, có không ít người tại chỗ lui thi đấu, xoay người ảm đạm rời đi. Cuối cùng, chừng 30 người, trực tiếp lui trận, còn sót lại 70% người, khó khăn ký kết giấy sinh tử.
Rất tốt, các ngươi chuẩn bị một tí, thực tập ở một nén hương thời gian sau bắt đầu, phía thi đấu thức là không quy tắc giết hại, ngàn người hỗn chiến, cuối cùng sống sót người thắng. Trọng tài ông già thanh âm vang lên, toàn trường rất nhiều người xem, cũng chính thức ngồi xuống, chuẩn bị xem cuộc chiến, bầu không khí vậy nhiệt liệt. Lãnh Mộ Tình vẫn là nhàn nhạt kêu, biết. Nói xong, nàng liền đi khu nghỉ ngơi, chờ thực tập bắt đầu. Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh, vậy tìm một chỗ ngồi xuống, hai người đều là khá có chút hiếu kỳ, nhìn vậy Lãnh Mộ Tình. Kiếm Vô Danh nói, Diệp Đại Nhân, người nói nàng có thể sống sót hay không? Diệp Thần quét nhìn những cái kia tuyển thủ dự thi một mắt, nói cái này 700 người, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, cũng không ai là nàng địch thủ. Nhưng gần ngàn người hỗn chiến, thế cục quá hỗn loạn, sống chết khó liệu. Hỗn chiến cùng đơn đả độc đấu không cùng, đang kịch liệt sống chết hỗn chiến bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch, hơi có buông lỏng chính là chết, phải chú ý quá nhiều địa phương, đối với kinh nghiệm chiến đấu, tâm tính, khảo nghiệm đều vô cùng lớn. Diệp Thần đối với vậy Lãnh Mộ Tình thực lực, tự nhiên không lời nói, nhưng dẫu sao là hỗn chiến, hắn cũng khó liệu sống chết thắng bại. Đang. Rốt cuộc, một nén hương thời gian sau đó, bắt đầu tranh tài tiếng chuông gõ. Thực tập bắt đầu, mời các vị tuyển thủ ra sân. Trọng tài ông già ra lệnh một tiếng, rất nhiều tuyển thủ, từ khu nghỉ ngơi bên trong đi ra, rối rít nhảy đến sân giác đấu bên trong. Mà toàn trường các khán giả, chính là một hồi sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay cùng kêu gào, lộ vẻ được vô cùng kích động. Sân giác đấu không gian rộng rãi, 700 người nhảy vào đi. Cũng không lộ vẻ được chen chúc, có đầy đủ không gian đánh nhau. Nhưng mà, khẩn trương dưới, cái này 700 người, chố mắt nhìn nhau, lại ai cũng không dám động thủ trước, không ít người mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, ở to lớn bầu không khí dưới áp lực, hai chân cũng đang run rẩy, nhưng lúc này muốn lui thi đấu, đã không dễ dàng, trừ phi là tự đoạn cánh tay chân, lại đâm mù ánh mắt. Cũng không động thủ sao, vậy ta xuất thủ trước tốt. Lãnh Mộ Tình quét nhìn toàn trường, mắt đẹp run lên, đột nhiên rút ra Ly Cốt Yêu Kiếm, hắc hồng vậy kiếm quang vừa chuyển, đứng ở nàng vùng lân cận mười mấy người, ngay tức thì bị nàng chém eo, máu tươi nội tạng ruột chảy đầy đất. Một màn này đặc biệt máu tanh, toàn trường người xem nhất thời kêu lên, sau đó một hồi so sơn hô hải khiếu, càng sơn hô hải khiếu kêu gào ủng hộ, phóng lên cao. Sân giác đấu bên trong, cái khác các tuyển thủ dự thi, thấy Lãnh Mộ Tình đột nhiên động thủ. Hơn nữa sát phạt bén nhọn như vậy, đều là cả kinh thất sắc. Trước hết giết nàng, cùng tiến lên, làm thịt nàng nói sau. Người này không chết, ai cũng đừng nghĩ kết quả. Đám người biết rõ Lãnh Mộ Tình lợi hại, đây là lại đồng loạt mở miệng, sau đó tất cả người rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, lại liên hiệp, ùn ùn kéo đến giết hướng Lãnh Mộ Tình. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường đều kinh hãi. Vốn là địa ngục thực tập quy tắc. Là ngàn người lẫn nhau hỗn chiến, nhưng cái này một tí, nhưng biến thành quần đấu. Một đám người, đối với một người quần đấu. Ha ha ha, một đám gà vườn chó đất, vừa có thể làm ta thế nào? Lãnh Mộ Tình khinh thường cười nhạt, Ly Cốt Yêu Kiếm huy động, phàm là đến gần nàng bên người một mét người, đều bị nàng chém chết, hoặc là cắt thủ, hoặc là chém eo, hoặc là loạn kiếm phân thây, trạng thái chết dị thường thảm thiết, thân xác thần hồn đều ở đây ngay tức thì diệt vong. Ngay chớp mắt, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ sân giác đấu, thật may cái này sân giác đấu có trận pháp bảo vệ, tâm trận hạch tâm là một viên khá là tinh xảo, lóe lên ánh sao linh thạch. Ở trận pháp này dưới sự bảo vệ, Lãnh Mộ Tình kiếm khí, còn có người chết máu tươi, không có hướng ra phía ngoài lan truyền, nếu không, khán đài có lẽ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Thoáng qua tới giữa, chừng trên trăm người, chết ở Lãnh Mộ Tình dưới quyền. Mà Lãnh Mộ Tình... lại có thể liền một chút vết thương cũng không có. Nàng khua kiếm cực nhanh, như bôn lôi tia chớp, mỗi một kiếm vung ra, đều có máu tươi phun tràn ra, giết người như chém cỏ, đang kịch liệt kiếm khí dưới bảo vệ, người chung quanh căn bản không có cách nào đến gần nàng, tới gần một chút liền bị chém chết. Cô nàng này sát phạt khí chất, không kém gì ta. Kiếm Vô Danh thấy Lãnh Mộ Tình như vậy lãnh khốc thủ đoạn, cũng không khỏi có chút thưởng thức gật đầu một cái. Diệp Thần ánh mắt híp lại, cũng không nghĩ tới Lãnh Mộ Tình thủ đoạn, như vậy tàn bạo, giết người không chút lưu tình. Bất quá sống chết quyết đấu, vậy phải dùng bén nhọn như vậy khí phách sát phạt, mới có thể còn sống sót. Lại qua đi mấy hơi thở thời gian, lại có trên trăm cái tàn toái thi thể ngã xuống,
mà Lãnh Mộ Tình như cũ không bị thương, trừ trường kiếm nhuốm máu bên ngoài, cả người giọt máu không dính, như nơi tuyết hoa mai vậy tinh khiết. Người xem trên đài, ghế khách quý bên trong, mấy cái ông già thấy Lãnh Mộ Tình thủ đoạn, cũng là khá có chút kinh ngạc. Mấy cái này ông già hơi thở bất phàm, rõ ràng đều là đại nhân vật, một người trong đó, chính là địa ngục đạo tràng người chấp trưởng, tên là Huyền Trần Đạo Nhân. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, Huyền Trần Đạo Nhân tay mặt hào hào phóng, cùng mấy cái đại thương hội đều có giao tình, vẫn là cựu Nhật Minh khách khanh. Cô gái kia là ai? Chính là nửa bước bách gia cảnh, còn không chém ra đột phá, kiếm đạo khí thế lại có thể như vậy tàn bạo, không biết sư thừa vì sao phái. Huyền Trần Đạo Nhân ngắm nhìn Lãnh Mộ Tình, vậy hứng thú. Như vậy ưu tú thiên tài, đáng đại lực đào tạo, hắn chuẩn bị bẩm báo cho cựu Nhật Minh, để cho cùng mình giao hảo hộ pháp, trước thời hạn làm xong chiêu mộ chuẩn bị. Cựu Nhật Minh ở Ma Tổ Vô Thiên dưới quyền, thế lực thật ra thì khá là phức tạp, tất cả đại hộ pháp tới giữa, đất phong không cùng, có tranh đấu mâu thuẫn, cho nên nếu như có hạt giống tốt mà nói, tất cả đại hộ pháp là liều mạng cướp đoạt, cũng không muốn bị người khác cướp đi. Một cái người hầu tra xét một tí tư liệu, nói, hồi bẩm trưởng giáo, cô gái kia kêu Lãnh Mộ Tình, là cái phổ thông tán tu, bất ngờ lấy được ly cốt hiêu phiên, từ đây nghịch thiên cải mệnh, nàng từng bái phỏng qua kiếm thần lão tổ, đem ly cốt hiêu phiên cải tạo thành kiếm khí, trước mắt vẫn là tán tu, ở Hắc Ám Cấm Hải du lịch khắp nơi, mục tiêu là thông qua đi săn đại hội, gia nhập cựu Nhật Minh. Hắc Ám Cấm Hải thế lực lớn nhất, chính là cựu Nhật Minh, muốn ở Hắc Ám Cấm Hải phát triển. Gia nhập cựu Nhật Minh ổn thỏa nhất, tiền đồ vậy nhất quang minh. Cho nên, lần này đi săn đại hội, quả thực là hấp dẫn không ít người. Chỉ là Lãnh Mộ Tình là tán tu, không có thể dựa vào thế lực, cho nên không có thể bắt được bên trong định thú thần làm, chỉ có thể thông qua địa ngục thực tập loại phương thức này, dùng sanh tử quyết chiến đi tranh đoạt. À, nguyên lai là tán tu sao? Hơn nữa vừa lúc là học kiếm, ngược lại là có thể đề cử cho Ngọc Thiềm Tiên Tử. Huyền Trần Đạo Nhân ánh mắt hơi chăm chú, ở cựu Nhật Minh 16 cái hộ pháp bên trong, có một cái kêu là băng tuyết Ngọc Thiềm, mọi người tôn là Ngọc Thiềm Tiên Tử, cũng là sử kiếm, nếu như đem Lãnh Mộ Tình đề cử đến Ngọc Thiềm Tiên Tử tọa hạ, người sau nhất định vui mừng. Huyền Trần Đạo Nhân trong lòng lóe lên qua vô số ý niệm, mà lúc này, giác đấu trận chiến đấu, vậy phát triển đến kinh người bước. Tổng cộng liền 700 người, nhưng hiện tại đã có kém không nhiều 400 người, bị Lãnh Mộ Tình giết chết. Những người còn lại thật sâu sợ hãi, rối rít bỏ lại binh khí, kinh hoàng vạn phần lui về phía sau, lại cũng không dám đánh xuống. Lãnh Mộ Tình sát phạt tuy tàn bạo, nhưng cũng không phải chỉ sẽ giết hại người điên, thấy mọi người lui về phía sau, liền ngừng kiếm dừng bước, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nói các ngươi không muốn đánh liền sao. Đám người sắc mặt như cho tàn, cả người run rẩy, không lời chống đỡ. Lãnh Mộ Tình cười nói, nếu không muốn đánh, vậy thì giữ quy củ lui thi đấu đi. Nàng lời nói này nói ra, đám người lại là sợ hãi, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Lãnh Mộ Tình nói, không phải ta định quy củ, các ngươi đừng trách ta, nếu như tiếp tục suy nghĩ đánh, ta cũng phụng bồi. Vừa nói giơ lên trong tay kiếm, ly cốt yêu kiếm từ mang kiếm khí, yêu khí dọn ra, biến ảo màu đen cầu vồng, làm người ta sợ hãi. Đám người ồ oa kêu to, bị sợ được gan mật câu liệt. Rốt cục thì phá hư tâm lý phòng tuyến, rối rít nhặt lên trên đất binh khí, tự đoạn một cánh tay, một cái bắp đùi, lại đâm mù ánh mắt sau đó, liền kết quả lui thi đấu, tất cả ý nghĩ tan vỡ rời đi. Ngay trước mắt, sân giác đấu bên trong giữ lại đầy đất tay cụt tàn chân, tình cảnh dị thường máu tanh. Mà Lãnh Mộ Tình, cũng không dính một giọt máu tươi, tinh khiết như tiên tử vậy, đứng ở trong sân ương. Nàng là duy nhất một, còn đứng tại chỗ người. Kiếm Vô Danh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn bên trong sân đầy đất tay cụt, lại nhìn xem mình tay cụt, trong chốc lát xúc động muôn vàn. Diệp Thần nói, Vô Danh, chờ ta sau này giết chết Hồng Thiên Kinh, ta sẽ thay người tiếp theo trên tay cụt. Kiếm Vô Danh cánh tay, là bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt, phía trên lưu lại có yên vắng vẻ thiên kiếm cùng Hồng Thiên Kinh võ đạo uy nghiêm. Cho dù là Diệp Thần, hiện tại cũng không cách nào thay Kiếm Vô Danh tiếp theo tay cụt. Muốn tiếp nối hắn tay cụt, trừ phi là giết chết Hồng Thiên Kinh, chém cắt hết thảy nhân quả cùng uy nghiêm. Hoặc là nắm giữ Phạm Thiên Thần Công bên trong người tự quyết, đó là tin đồn bên trong, giữa thiên hạ tinh diệu nhất chữa thương phương pháp, cái gì thương thế đều có thể chữa.
mà vô luận là chém chết Hồng Thiên Kinh, vẫn là người chấp trưởng tự quyết, trước mắt xem ra, đều là vô cùng chật vật sự việc. Kiếm vô danh đắng chát cười một tiếng, nói, đa tạ Diệp đại nhân thấp thỏm. Lúc này, theo thi đấu thắng bại quyết ra, vậy trọng tài ông già, cũng là cao giọng tuyên bố. Ta tuyên bố, chàng thứ nhất thực tập, người thắng đã xuất. Người thắng, Lãnh Ngộ Tình. Chúc mừng nàng, lấy được một quả thú thần làm, tương lai có khả năng. Trọng tài ông già đi đến trong sân, lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Lãnh Ngộ Tình. Tấm lệnh bài này, thiết hắc cổ phác, in một cái thú chữ, chính là tham dự cựu Nhật Minh đi săn đại hội tín vật, thú thần làm. Lãnh Ngộ Tình lấy được rồi thú thần làm, trên mặt vậy lộ ra một hồi vui mừng, nói, đa tạ. Có thú thần làm mà nói, nàng liền có thể tham gia đi săn đại hội, nếu như có thể thông qua, liền có thể trực tiếp tiến vào cựu Nhật Minh, tương lai tiền đồ vô hạn. Coi như không thông qua, cùng cựu Nhật Minh kết cái thiện duyên, đó cũng là chuyện tốt. Tại chỗ các khán giả, thấy Lãnh Ngộ Tình lấy được rồi thú thần làm, bàn luận sôi nổi, dĩ nhiên cũng chỉ là tán gẫu, rất ít người sẽ hâm mộ nàng. Bởi vì, bắt được thú thần làm, chỉ là bước đầu tiên, tương lai còn phải thông qua đi săn đại hội, mới có thể chân chính gia nhập cựu Nhật Minh. Mà đi săn đại hội, ở Diệt Thần Di Hoang cử hành, chỗ đó là thập đại di tích một trong. Vô cùng hung hiểm, người tiến vào, có thể hay không còn sống đi ra cũng thành vấn đề. Chàng thứ nhất thực tập, lúc này hạ màn. Vậy trọng tài lão giả nói, hậu thiên cử hành trận thứ hai thực tập thi đấu, hoan nghênh các vị xem cuộc chiến, vậy mời trận thứ hai tuyển thủ dự thi, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong sân người xem, có một số người chính là tuyển thủ dự thi, chính mắt thấy chàng thứ nhất tranh tài tàn khốc, không ít người có lòng thích thích nhiên, nhưng cảm thấy tương lai hung hiểm. Cũng không biết có nên hay không tiếp tục nữa. Hậu thiên liền giờ đến phiên ta sao? Diệp thần ngược lại là không có vấn đề, hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin, Lãnh Ngộ Tình có thể thông qua, hắn tự tin cũng có thể thông qua. Tranh tài kết thúc, đám người lục tục lui trận. Ở địa ngục đạo tràng cạnh, chính là một phòng giữa đình viện, tuyển thủ dự thi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thu xếp. Diệp thần cùng kiếm vô danh, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Là hậu thiên chiến đấu làm chuẩn bị. Này, ngươi à! Vừa lúc đó, Diệp thần lại nghe được có người sau lưng kêu gọi hắn. Quay đầu vừa thấy, nhưng gặp một cái vải đỏ mỏng thiếu nữ, chạy như bay đến, chính là Lãnh Ngộ Tình. Lãnh Ngộ Tình mới vừa giành được thi đấu, mặt mày hớn hở, lộ vẻ được vô cùng hưng phấn. Nàng vỗ vỗ Diệp thần đầu vai, nói, này, người đeo mặt nạ, cân nhắc được như thế nào? Muốn không muốn đem pháp bảo mảnh vỡ bán cho ta, ta mới vừa giành được thi đấu, địa ngục đạo tràng trưởng giáo Huyền Trần đạo nhân, đưa mấy chục ngàn viên lớn nguyên đan cho ta, ta có thể đưa cho ngươi, chỉ cần đem ngươi pháp bảo mảnh vỡ cho ta. Diệp thần nghe được Lãnh Ngộ Tình mà nói, nhưng là cười một cái, hắn thứ không thiếu nhất, chính là đan dược, muốn đan dược căn bản không dùng. Ta không cần đan dược, ngươi muốn trao đổi nói, bắt ngươi thú thần làm tới. Diệp thần trực tiếp mở ra điều kiện, nếu như có thể đạt được thú thần làm mà nói, hắn không ngại giao ra pháp bảo mảnh vỡ, tránh hậu thiên còn muốn chiến đấu. Nghe được Diệp thần mà nói, Lãnh Ngộ Tình nhưng là mặt liền biến sắc. Thú thần làm đối với nàng mà nói, vô cùng trọng yếu, tự nhiên không thể nào giao ra. Người cái này không phải cố ý gây khó khăn người sao? Lãnh Ngộ Tình khí cả giận nói. Diệp thần cười nói, nếu như không chịu cầm ra thú thần làm mà nói. Vậy chúng ta vậy không cần phải giao dịch. Lãnh Ngộ Tình nói, ngươi. Diệp thần nhún vai một cái, nói cáo từ. Hắn cũng không để ý tới nữa Lãnh Ngộ Tình, cùng kiếm vô danh cùng nhau, tiến vào đình viện bên trong, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lãnh Ngộ Tình cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không cam lòng lúc này rời đi, liền ở Diệp thần bên cạnh bên ở. Như vậy qua hai ngày, trận thứ hai địa ngục thực tập, chính thức bắt đầu. Cái này thời gian hai ngày. Diệp thần vậy đang hỏi thăm tuyển thủ dự thi tình huống, trận thứ 2.000 người trận chung kết bên trong, có 4 người đặc biệt lợi hại. 4 người này, đều là danh môn thế gia thiên tài, cùng cựu Nhật Minh quan hệ không cạn, phân biệt đến từ Già Lâu La thế gia, Khổng Thước Cốc, Bát Kỳ thế gia, Ngọc Thiềm Sơn Trang. Cái này 4 cái thế lực, đều là cựu Nhật Minh dưới quyền hộ pháp, sáng lập thế lực. Ví dụ như Già Lâu La thế gia, chính là trước kia Già Lâu La hộ pháp sáng chế. Diệp thần ngày xưa cái đầu tiên đụng phải cựu Nhật Minh hộ pháp,
chính là Già Lâu La, là một đầu kim xí đại bằng chim. Vậy Già Lâu La hộ pháp, sớm bị thân đồ thiên âm một trưởng giết chết, nhưng sổ nợ này, nhưng có thể coi là đến Diệp Thần trên đầu tới. Trước mắt Già Lâu La thế ra, sớm đem Diệp Thần liệt mà sống tử thù địch, thật may Diệp Thần uống ẩn thiên thần đan, cũng đeo lên mặt nạ, dùng tên giả Diệp Thí Thiên, đối phương cũng không biết hắn thân phận chân thật. Mà Khổng Tước Cốc, chính là cựu Nhật Minh hộ pháp, Sanh Linh Khổng Tước sáng lập thế lực. Vậy Sanh Linh Khổng Tước, đã sớm hy sinh, dâng ra sinh mạng, trợ giúp Mưa Ao Giao Trọng Tố thân xác. Hiện tại Khổng Tước Cốc và Già Lâu La thế gia, đều là quần long không đầu. Còn như Bát Kỳ thế gia, Diệp Thần ngày hôm qua liền nhìn rồi, lúc ấy có Bát Kỳ thế gia người, muốn đuổi giết Lãnh Mộ Tình, kết quả bị giết ngược. Còn có cái cuối cùng Ngọc Thiềm Sơn Trang, cứ nghe cũng là cựu Nhật Minh hộ pháp, Băng Tuyết Ngọc Thiềm sáng lập thế lực, nội tình không phải chuyện đùa. Cựu Nhật Minh 16 cái hộ pháp, ở Hắc Ám Cấm Hải đều có đất phong, thuộc về chư hầu vậy tồn tại, mà Ma Tổ Vô Thiên là thiên tử, bị chư hầu cung phụng cùng bảo vệ. Diệp Thần nghe được 4 cái thiên tài, đều là xuất từ cựu Nhật Minh hộ pháp thế gia, gia thế sâu xa thâm hậu, thật ra thì có tư cách bắt được bên trong định danh ngạch, nhưng vì chui luyện mình, bọn họ lại mạo hiểm tham gia địa ngục thực tập, có thể gặp hắn dũng khí cùng quyết đoán. Theo ánh nắng sáng sớm, chiếu phá sáng sớm giữa sương mù hy, địa ngục đạo trận cũng là chính thức mở cửa, các nơi khách quý cùng người xem, lục tục vào sân, tiếng người ồn ào, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Diệp Thần cùng rất nhiều tuyển thủ dự thi cùng nhau, cũng là lục tục vào sân. Lãnh Mộ Tình cùng Kiếm Vô Danh, đi theo Diệp Thần phía sau, đợi được vào sân sau đó, Diệp Thần đi nghỉ ngơi khu chờ đợi, hai người thì ở trên khán đài ngồi xuống. Này, tay cụt người, cái đó người đeo mặt nạ tên gọi là gì? Lãnh Mộ Tình ngồi ở Kiếm Vô Danh bên người, hướng hắn hỏi thăm Diệp Thần lai lịch, trong lòng còn nhớ không quên, muốn bắt Diệp Thần trong tay pháp bảo mảnh vỡ. Kiếm Vô Danh có chút không vui đối phương gọi, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, Diệp Thí Thiên. Hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ Diệp Thần thân phận chân thật, chỉ nói dùng tên giả. Lãnh Mộ Tình nói, Diệp Thí Thiên, danh tự này ngược lại là cuồng ngông, người đâu, người tên gọi là gì? Kiếm Vô Danh nói, ta Kiếm Vô Danh. Lãnh Mộ Tình bĩu môi, nói ta hỏi ngươi tên chữ, không phải hỏi ngươi kiếm tên chữ, kiếm ngươi có hay không tên chữ, có quan hệ gì? Kiếm Vô Danh ha ha cười một tiếng, yên lặng không nói, cũng lười để ý nàng. Đang, mà ở hai người ngay lúc nói chuyện, tranh tài tiếng chuông cũng là gõ. Vậy trọng tài lão giả nói, trận thứ hai địa ngục thực tập, chính thức bắt đầu. Mời tuyển thủ dự thi vào sân. Tiếng nói rơi xuống, gần ngàn cái tuyển thủ dự thi, lục tục tiến vào sân giác đấu. Diệp Thần liền ở trong đó. Mới vừa đang nghỉ ngơi khu thời điểm, Diệp Thần đám người đã ký qua giấy sinh tử, lần này quyết đấu, sống chết do trời, thắng bại không oán người ngoài. Vòng thứ hai thực tập, có chừng hơn 100 người lui thi đấu, trước mắt vào sân, cũng có hơn 800 người, tình cảnh khá là nguy nga. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy, vậy bốn cái trẻ tuổi thiên tài võ giả, đều là nam tử, tu vi toàn bộ là bách gia cảnh nhất tầng thiên, trên mình tự có một cổ khí chất đặc biệt, đó là xuất thân danh môn, lâu dài sống trong nhung lụa, thân cư địa vị cao, nuôi đi ra ngoài lộng lẫy quý khí. Cái này bốn cái thiên tài võ giả, phân biệt đứng ở đông nam tây bắc bốn góc, xem bộ dáng của bọn họ, rõ ràng cũng không muốn vừa vào sân liền xé rách ra mặt. Diệp Thần xen lẫn trong đám người bên trong, hơi thở thu liếm, bề ngoài nhìn như, chính là hoàn chân cảnh bảy tầng thiên hình dáng, không chút nào kỳ dị. Bắt đầu tranh tài. Lúc này, vậy trọng tài ông già lần nữa gõ tiếng chuông, tuyên cáo thi đấu chính thức bắt đầu. Tiếng chuông này vừa rơi xuống, đông nam tây bắc bốn góc, vậy bốn cái xuất thân danh môn trẻ tuổi võ giả, trước tiên động thủ trước. Bát Kỳ đạo pháp, như mục đích thân tới. Diệp Thần đầu tiên thấy, phía đông xó xỉnh, vậy xuất thân Bát Kỳ thế gia võ giả, tay phải một nặn quyết, cả người ma quang chấp động, thân thể thoáng một cái, lại có thể biến hóa thành một đầu rắn khổng lồ. Đầu này rắn khổng lồ, có 8 đầu 8 đuôi, phần lưng da lân mọc đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng nhưng là máu rầm rề hình dáng, nhìn thấy mà đau lòng, hình dáng quái đản mà khủng bố, chính là trong truyền thuyết ngày cũ tinh thú, Bát Kỳ thiên xà. Bát Kỳ thế gia người, cũng nắm giữ độc môn đạo pháp, có thể hóa thân Bát Kỳ thiên xà, nuốt trời phệ, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng gặp vậy Bát Kỳ võ giả thân rắn dao động,
Dương gia miệng to như chậu máu, hắn bên người cái khác tham gia thi đấu võ giả, ngay tức thì bị hắn nuốt vào trong miệng, rắc 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 nhai cắn nát, lại nuốt đến trong bụng, kêu lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chảy máu văng tung tóe, tình cảnh dị thường máu tanh. Ngọc Thiềm kiếm pháp, đóng băng ngàn dặm. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, nhưng gặp sân giác đấu góc hướng tây chỗ, vậy xuất thân Ngọc Thiềm sơn trang nam tử, trường kiếm rút ra, lập tức cuốn lên đầy trời gió tuyết bên trong có hiển hóa ra trên trời Ngọc Thiềm tiên ảnh, ngay tức thì đóng băng ngàn dặm, chung quanh võ giả trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đóng chặt đông thành tượng đá, hoàn toàn mất đi sức sống. Còn có nam sừng bắc sừng chỗ, vậy xuất thân già lâu la thế gia võ giả, còn có xuất thân khổng tước cốc võ giả, cũng là biểu hiện các bản lĩnh cao cường, đại sát tứ phương. Sân giác đấu này, nhất thời thành bọn họ bốn người diễn võ trường. Bốn người thần thông ánh sáng, che phủ hết thảy, người ngoài ngăn cản người tán loạn, toàn trường võ giả không có một người, là bọn họ địch thủ. Kinh người này sát phạt tình cảnh, cũng là làm được toàn trường người xem liền liền khen ngợi. Chỗ khách quý ngồi, địa ngục đạo tràng trưởng giáo Huyền Trần đạo nhân, đang bồi bạn một cái bạch sam cô gái, ở yên lặng xem cuộc chiến. Vậy bạch sam cô gái dáng người thướt tha, tướng mạo ung dung tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, chính là Ngọc Thiềm sơn trang chủ nhân, cựu Nhật Minh 10 lục hộ pháp một trong, băng tuyết Ngọc Thiềm. Nàng hiển hóa thân người, mọi người tôn xưng nàng là Ngọc Thiềm tiên tử. Ở hắc ám cấm hải bên trong biển, trừ ma tổ vô thiên bên ngoài, thanh danh lớn nhất, chính là vậy 10 lục hộ pháp chư hầu. Ngọc Thiềm tiên tử danh hiệu, tự nhiên cũng là vô cùng vang dội, nàng tu vi đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên, thực lực quả thực không phải chuyện đùa. Huyền Trần đạo nhân tu vi, cũng là bách gia cảnh 4 tầng thiên, nhưng ở Ngọc Thiềm tiên tử trước mặt, nhưng cũng không dám chút nào cản rỡ, thái độ vô cùng kính cẩn. Bởi vì Ngọc Thiềm tiên tử sau lưng, có ma tổ vô thiên bối cảnh, không có người nào dám đắc tội. Tiên tử, xem ra cái này trận thứ hai quyết đấu, là ngài Ngọc Thiềm sơn trang đệ tử muốn thắng được. Huyền Trần đạo nhân mỉm cười tâng bốc nói. Lúc này bên trong sân quyết đấu, bốn cái thiên tài võ giả, biểu hiện các bản lĩnh cao cường, mà Ngọc Thiềm tiên tử dưới quyền đệ tử, kiếm pháp đóng băng ngàn dặm, đặc biệt là hung hãn, phần thắng rất lớn. Ngọc Thiềm tiên tử mắt đẹp hơi chăm chú, nhàn nhạt nói cái khác ba nhà thiên kiêu, vậy không thể khinh thường, xem rồi hãy nói. Huyền Trần đạo nhân cười theo nói, ừ. Ngọc Thiềm tiên tử hỏi, đúng rồi, người ngày hôm trước nói có tên thiên kiêu cô gái, kêu lãnh mộ tình tới, nàng ở nơi nào? Huyền Trần đạo nhân sớm có chuẩn bị, chỉ khán đài đối diện, nói, ở bên kia. Ngọc Thiềm tiên tử ngước mắt vừa thấy lãnh mộ tình bóng người, hơi kinh nghi, nói, nguyên lai là nàng sao? Nghe nói là ly cốt yêu kiếm cầm kiếm người, khí vận quả nhiên khác với người thường. Huyền Trần đạo nhân cười nói, tiên tử, vậy lãnh mộ tình là cái hạt giống tốt, nếu như có thể chiêu nhập dưới quyền, đối với thế lực của ngươi nhất định có tăng thêm. Ngọc Thiềm tiên tử gật đầu một cái, nói, xem rồi hãy nói, chỉ ít, muốn chờ nàng thông qua đi săn đại hội nói sau. Mà lúc này, ở sân giác đấu bên trong, chiến đấu vậy tiến vào ác liệt. Già lâu la thế gia, bát kỳ thế gia, khổng tước cốc, Ngọc Thiềm sơn trang, cái này bốn cái xuất thân danh môn trẻ tuổi võ giả, một đường sát phạt, một cái cổ thi thể ngã xuống, bên trong sân sống sót người, càng ngày càng thiếu. Diệp Thần từ bắt đầu tranh tài, cho đến hiện tại, lại không có giết qua một cái người. Hắn ở luân hồi mộ địa bên trong, tùy tiện móc ra một cái thiết kiếm bình thường, chỉ làm phòng thủ, từ không chủ động tấn công, miễn được bại lộ mình. Hắn muốn phòng thủ, vậy là ai vậy không đả thương được hắn. Cho nên, bắt đầu tranh tài lâu như vậy, Diệp Thần một chút cũng không bị thương. Dĩ nhiên, hắn vậy chưa từng giết người, chính là duy trì khiêm tốn. Nhưng theo tuyển thủ dự thi, từng cái ngã xuống, Diệp Thần cũng rất khó khăn khiêm tốn nữa đi xuống. Vậy bốn cái thiên tài võ giả, từng bước ép sát, tất cả loại thần thông nhiều lần giết tới hắn trên đầu, dựa hết vào phòng ngự tuy có thể phòng ở, nhưng tuyệt không cách nào thủ thắng. Vậy nam mặt nạ là ai? Kiếm hắn không nhiễm một giọt máu, lại có thể chưa từng giết người. Hắn làm sao chống đỡ đến bây giờ? Dường như liền một chút tổn thương cũng không có. Người trên khán đài cửa, vậy dần dần chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Người dự thi lục tục ngã xuống. Mà Diệp Thần nhưng không chút tổn hao nào, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần đang ẩn núp quả thực lực, không có bại lộ. Như vậy qua được chốc lát,
rốt cuộc tất cả người chết hết sức, chỉ còn lại vậy bốn cái thiên tài võ giả, còn có Diệp Thần. Diệp Thần ở chính giữa, bốn người kia phân chiếm bốn góc, đem hắn vây quanh. Cái này một tí, Diệp Thần nhưng thành toàn trường tiêu điểm. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần nhưng là cười khổ không thôi, hắn còn muốn khiêm tốn, nào nghĩ tới cuối cùng vẫn là thành tiêu điểm. Nếu như ta trực tiếp bùng nổ nói, cái này bốn người phỏng đoán không nhịn được ta nửa chiêu. Diệp Thần nhìn bốn người kia, trong lòng âm thầm thầm thì. Cái này bốn cái thiên tài võ giả, đều là bách gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, nhưng ở Diệp Thần trong mắt, con kiến hôi tồn tại. Hắn nếu như vận dụng thiên kiếm, lại mở luân hồi huyết mạch nói, muốn giết bọn họ, như đồ sát heo chó, thậm chí không cần một chiêu, trong hô hấp là được giải quyết. Chỉ là, nếu như làm như vậy, rất có thể bại lộ tự thân. Diệp Thần còn không muốn nhanh như vậy, liền bại lộ thân phận. Chỗ khách quý ngồi, Ngọc Thiềm tiên tử thấy Diệp Thần, cũng là nhỏ cảm thấy kinh ngạc, hướng Huyền Trần đạo nhân hỏi, vậy nam mặt nạ là ai, lại có thể chống đỡ đến lúc này. Dự đoán có cả người kinh người nghệ nghiệp, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Huyền Trần đạo nhân chán hơi có mồ hôi lạnh, lật xem một tí danh sách, nói, người này, tựa hồ là kêu Diệp Thí Thiên. Ngọc Thiềm tiên tử nhướng mày một cái, nói, Diệp Thí Thiên. Chưa từng nghe qua danh tự này, là dùng tên giả chứ. Cấm thiên bảng trên cũng không có Diệp Thí Thiên cái danh hiệu này. Cấm thiên bảng, là hắc ám cấm hải một cái nổi tiếng bảng danh sách, tổng cộng có 1000 tiệc. Thu ghi hắc ám cấm hải bên trong, thiên tuế trở xuống chiến lực mạnh nhất. Theo Ngọc Thiềm tiên tử biết, vậy cấm thiên bảng trên, cũng không có Diệp Thí Thiên tên chữ, bất quá ngược lại là có Lãnh Mộ Tình tên chữ, vừa vặn xếp hạng thứ nhất không không tên, là Ly Cốt Yêu Kiếm Cầm Kiếm Người. Nhưng Diệp Thí Thiên, nhưng là trên bảng vô danh. Cho nên, nghe được Diệp Thí Thiên ba chữ, Ngọc Thiềm tiên tử chỉ cho là dùng tên giả, dẫu sao như vậy thiên tài. Cấm thiên bảng trên không thể nào không có tên chữ. Lén lén lút lút người, trước hết giết hắn. Lúc này, sân giác đấu bên trong, vậy bốn cái thiên tài võ giả, lẫn nhau trao đổi một tí ánh mắt, trong mắt đều là toát ra sát ý. Sau đó, bốn người liên hiệp, Bát Kỳ Thần Thông, Già Lâu La Thần Thông, Khổng Tước Mưa Xối Xả Đạo Pháp, Ngọc Thiềm Kiếm Pháp Vân. Vân đánh giết thủ đoạn, ùn ùn kéo đến giết hướng Diệp Thần. Trên khán đài, Lãnh Mộ Tỳ Nha Yêu một tiếng thét kinh hãi, đứng dậy, chỉ lấy là Diệp Thần phải ra chuyện. Kiếm vô danh nhưng là đang ngồi không nhúc nhích, hắn tin tưởng Diệp Thần thực lực. Diệp Thần mắt gặp bốn người đánh giết tới, ánh mắt run lên, cũng không nguyện bại lộ tự thân luân hồi võ đạo, liền khiến cho ra một chiêu thái thượng đạo pháp, quát lên, thái thượng thiên vỡ, phá. Rắc rắc, Diệp Thần quả đấm nắm chặt, một cổ đại băng diệt, đại phá giết hơi thở, ở hắn trên nắm tay ngưng tụ. Sau đó hóa thành một cổ cuồn cuộn gợn sóng, ngang nhiên liều chết xung phong ra. Đây là Thái Thượng 36 đạo một trong, Thái Thượng Thiên Vỡ nói, Diệp Thần đã sớm học biết, nhưng bởi vì băng diệt hơi thở, sẽ tổn hại tự thân kinh mạch, cho nên bình thường rất ít sử dụng. Mắt gặp vậy bốn cái thiên tài võ giả, ùn ùn kéo đến đánh giết tới, Diệp Thần không muốn bại lộ luân hồi, liền thi triển thiên băng đạo pháp. Ung ung, cường đại băng diệt hơi thở. Đủ để vỡ nát thiên địa hung mãnh võ đạo lực lượng, cuồng như vậy bộc phát ra đi. Vậy bốn cái võ giả thần thông, các loại Bát Kỳ Thiên Xà, Kim Bằng Già Lâu La, Đóng Băng Ngọc Thiềm, Khổng Tước Phi Vũ Vân. Vân khí tượng, ở Diệp Thần thiên băng trên nắm tay, ngay tức thì tan vỡ làm tan rã, như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, tiêu trừ tại vô hình. Cái gì? Thấy một màn này, chỗ khách quý ngồi, Huyền Trần đạo nhân cùng Ngọc Thiềm tiên tử, đều là kinh hãi. Lãnh Mộ Tình vậy che lại cái miệng nhỏ nhắn, một mặt kinh ngạc. Toàn trường các khán giả, cũng là một hồi kinh hãi, thất thanh gọi, một phiến xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như vậy lợi hại, một quyền vỡ nát bốn lớn thiên tài võ giả thần thông. Vậy bốn cái thiên tài võ giả, hơi có chút chật vật lui về phía sau, trên mặt bốn người đều là hiện đầy vẻ kinh hãi. Thằng nhóc, người rốt cuộc là ai, cường hãn như vậy võ đạo. Tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, hãy xưng tên ra. Vậy Bát Kỳ Thế Gia đệ tử, hướng Diệp Thần quát lên. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tại hạ Diệp Thí Thiên, không muốn cùng các vị là địch, các vị như muốn sống, có thể tự đoạn một cánh tay một chân, lại từ đâm đôi mắt lui trận, ta không giết các ngươi. Hắn sợ đánh tiếp nữa, mình cuối cùng là muốn động sát thủ,
đến lúc đó thì phải bại lộ luân hồi võ đạo. Bốn người nghe được Diệp Thần mà nói, đều là vô cùng tức giận, nhưng thấy được Diệp Thần mới vừa thủ đoạn, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào, sống lưng đều có suất mồ hôi lạnh ra. Vậy Bát Kỳ Thế Gia đệ tử nói, Diệp Thí Thiên, Cấm Thiên bảng trên không ngươi tên chữ, ngươi tên thật là gì? Diệp Thần nói, tên chữ chỉ là biệt hiệu, không trọng yếu, các vị vẫn là lui trận đi, các ngươi không phải ta địch thủ. Hắn lời nói này nói được bình thản, nhưng trong giọng nói ẩn chứa tự tin cùng quyết đoán, nhưng là nghiền ép toàn trường. Toàn trường các khán giả, thấy Diệp Thần tu vi, cùng với bùng nổ võ đạo toát ra hơi thở, đại khái chỉ có chính là còn thật cảnh, nhưng miệng ra như vậy cuồng ngôn, đều là kinh hãi rung động. Bất quá đám người cũng biết, Diệp Thần cũng không phải là loạn khoác lác, hắn đúng là có nghiền ép toàn trường tư cách. Hắn chân thật sức chiến đấu, đã vượt qua cảnh giới chênh lệch, vậy bách ra cảnh cường giả, căn bản không phải là địch thủ của hắn. Vậy bốn cái thiên tài võ giả, chố mắt nhìn nhau, trong mắt rất nhiều vẻ kiêng kỵ, nhưng cũng không có sẽ lùi bước. Bởi vì, lùi cuộc so tài giá quá lớn, muốn bọn họ tự đoạn cánh tay chân, tự đâm đôi mắt, đó là so chết còn khó chịu hơn. Kết cửu đế trận, trấn áp người này. Bốn người thu hồi binh khí, hai tay kết ấn, cả người linh khí tràn ngập ra, cũng nhanh chóng hội tụ tới một chỗ, khí cơ tương liên, lại đế kết thành một cái sâu thẳm trận pháp, tên là cửu đế trận. Cái này cửu đế trận, rõ ràng cho thấy ngày cũ thời đại trận pháp, mang theo ngày cũ cổ xưa hơi thở, trận pháp một bao phủ xuống, như vực sâu hạ xuống, tựa hồ phải đem người chiếm đoạt. Ồ! Diệp Thần bị trận pháp bao phủ. Bốn phía một phiến tối mờ, lại có thể sinh ra một cổ cảm giác vô lực, trận pháp này thậm chí ảnh hưởng hắn tinh thần. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc, chính là cái này cửu đế trận, lại có thể cùng địa ngục đạo trận bản thân trận pháp, sinh ra đồng tình. Địa ngục đạo bên trong sân bảo vệ trận pháp, tâm trận hạch tâm là một loại kêu cửu tinh thạch linh vật, là một loại xuất xứ từ ngày cũ thời đại thiên tài địa bảo. Giờ phút này, vậy cửu tinh thạch, cùng cửu đế trận lẫn nhau đồng tình. Để cho được toàn bộ trận pháp, bộc phát ra càng cường hãn uy áp, thật sâu diêu động Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, liền luân hồi mộ địa cũng sinh ra vẻ cổ quái lại yếu ớt dị động. Cửu đế trận, ngày cũ uy nghiêm, thiên võ khí vận, trấn áp hết thảy. Vậy bốn cái thiên tài võ giả, trong miệng cao giọng ngâm sướng, cửu đế trận ánh sáng, bung ra được càng ngày càng kịch liệt, trận pháp bên trong, ngàn vạn thời không ở sụp đổ. Vô số quy luật phai mờ chảy ngược trở lại ngày cũ thời đại bên trong đi, ngày cũ uy áp hiển hóa đi ra, cổ xưa, mênh mông, uy mãnh, vô địch. Một đoàn đoàn cửu ánh sáng, như địa ngục vực sâu vậy, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần trấn áp tới. Diệp Thần cắn răng, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay mơ hồ có luân hồi văn lạc hiện lên, mắt gặp cửu đế trận tập sát tới, hắn chuẩn bị vận dụng luân hồi đạo pháp, trực tiếp phá đánh ra. Mặc dù không muốn bại lộ, nhưng đương thời giây phút, nếu như lại ẩn giấu thực lực, rất có thể chính là chết. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị bùng nổ thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, dị động kịch liệt hơn, một khối mộ bia chấn động đứng lên. Sau đó, vậy mộ bia bên trong, dâng lên một đạo thân ảnh già nua. Đạo thân ảnh này, tràn đầy khí thức cổ xưa, so đương kim thời đại, muốn cổ xưa rất nhiều, đó là xa xôi ngày cũ hơi thở. Luân hồi mới đại năng xuất thế, lại là, đến từ ngày cũ thời đại. Diệp Thần thấy cái này bóng người già nua, cảm nhận được đối phương vậy khí thức cổ xưa, nội tâm rung động không dứt. Cái này tôn mới ra đời luân hồi đại năng, xem hắn vậy khí thức cổ xưa, lại có thể xuất xứ từ ngày cũ. Ta là cửu U Tà Quân, Thạch Kình Thiên, ngươi là đời này luân hồi chi chủ sao? Lão kia người ngắm nhìn Diệp Thần, giọng mang vô tận bể dâu, hỏi nói. Diệp Thần nói, chính là, vãn bối Diệp Thần, là đời này luân hồi người thừa kế, tiền bối xuất thân ngày cũ. Ngày cũ thời đại, vô cùng thần bí, Diệp Thần biết cũng không nhiều, một mực rất có hứng thú. Cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên, nghe được Diệp Thần mà nói, ánh mắt một hồi mê ly, tựa hồ rơi vào rất xa trong trí nhớ đi. Hồi lâu, hắn mới than thở một tiếng, nói, đúng vậy, ta xuất xứ từ rất xa ngày cũ, xuất thân thiên võ tiên môn. Thiên võ tiên môn. Diệp Thần nghe được cái tên này, nhất thời ngạc nhiên. Hắn tựa hồ nghe già thiên ma đế nói qua, thiên võ tiên môn, là ngày cũ thời đại khổng lồ tông môn,
Ma tổ Vô Thiên và ngày cũ đứng đầu, cũng xuất từ Thiên Võ Tiên Môn. Hôm nay đi săn đại hội cử hành chi địa, thập đại trong di tích Diệt Thần Di Hoang, chính là Thiên Võ Tiên Môn lưu lại di tích bí cảnh. Diệp Thần nghe được cái này cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên, lại có thể xuất từ Thiên Võ Tiên Môn, dĩ nhiên là vô cùng giật mình, nói tiền bối xuất từ Thiên Võ Tiên Môn, có thể từng nghe qua Ma Tổ Vô Thiên cùng ngày cũ đứng đầu. Cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên nói, Ma Tổ Vô Thiên, ngày cũ đứng đầu, dĩ nhiên là nghe qua, ta cùng bọn họ là cùng các sư huynh đệ. Diệp Thần kinh hãi, nói cái gì? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này mới ra đời luân hồi đại năng, vượt quá xuất xứ từ xa xôi ngày cũ, thậm chí và Ma Tổ Vô Thiên, ngày cũ đứng đầu, đều có muôn hình vạn trạng liên hệ, lại là cùng các sư huynh đệ. Cửu U Tà Quân rơi vào cổ xưa trong trí nhớ đi, thân thể trôi dạt, nói, năm đó Thiên Võ Tiên Môn, thế lực vô cùng cường thịnh, ngày cũ đứng đầu, Ma Tổ Vô Thiên, còn có ta, đều là đệ tử chân truyền, bất quá thiên phú ta, tự nhiên không thể cùng hắn hai người chúng ta so sánh. Ngày cũ đứng đầu tên thật, kêu Võ Tuyệt Thần. Hắn là võ tổ truyền nhân, võ tổ chính là Thiên Võ Tiên Môn tổ sư gia, Hồng Quân lão tổ duy nhất bản thân, năm đó Hồng Quân lão tổ đặt chân không không, võ tổ nhưng ở lại thế giới hiện thật, không muốn tiếp xúc hư vô kia mở mịt không không lúc nào không, hắn cuối cùng sáng lập Thiên Võ Tiên Môn, cũng truyền xuống Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Diệp Thần cả kinh nói, cái gì, lúc đầu Thiên Võ Tiên Môn, lại là võ tổ sáng lập. Võ tổ vẫn là Hồng Quân lão tổ duy nhất bản thân. Cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên gật đầu một cái, nói, đúng vậy, năm đó Hồng Quân lão tổ, đã dòm ngó gặp không không, muốn mang võ tổ bước vào không không thế giới, nhưng võ tổ không chịu, hai người võ đạo không cùng, cuối cùng quyết liệt, Hồng Quân lão tổ chảy xuống một giọt nước mắt, hóa thành hôm nay huyền hải, hắn sau đó một mình đi không không lúc nào không, những thứ này đều là rất truyền thuyết xa vời. Diệp Thần nội tâm lớn bị rung động, chỉ cảm thấy trước mắt ván cờ, dính líu tới võ tổ. Hồng Quân lão tổ cùng cổ lão đại nhân vật, càng khó biết rõ đầu đuôi. Lúc đầu Hồng Quân rơi lệ, là bởi vì là cùng võ tổ quyết liệt sao? Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đầu võ tổ lại là Hồng Quân bản thân, mà Thiên Võ Tiên Môn là võ tổ sáng chế, ngày cũ đứng đầu Võ Tuyệt Thần, là võ tổ truyền nhân. Diệp Thần đã sớm thức tỉnh võ tổ đạo tâm, cũng lĩnh ngộ Hồng Mông đại tinh không, cũng coi là võ tổ cách đời truyền nhân. Nói cách khác, cái này trong sâu thẳm, Diệp Thần lại cùng ngày cũ đứng đầu, có một chút sâu xa. Đây thật là thiên cơ tạo hóa, vô cùng ảo diệu, hắn nơi nào nghĩ đến ngày cũ đứng đầu, lại là tránh bài võ tổ truyền nhân. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, ngày cũ đứng đầu chấp trưởng Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Diệp Thần đã sớm nên đoán được, đối phương cùng võ tổ quan hệ không cạn, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không ngẫm nghĩ mà thôi, bây giờ nghe Cửu U Tà Quân nói đến chuyện cũ, mới sáng tỏ thông suốt. Bừng tỉnh hiểu ra. Cửu U Tà Quân nói, đúng vậy, năm đó Hồng Quân lão tổ, thê tử chứng đạo không không thất bại, hóa thành bụi bặm, hắn tưởng niệm vợ quá cố, sáng lập Cửu Thiên Thần Thuật, Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết, lúc ấy hắn đều không rơi lệ, nhưng cùng võ tổ quyết liệt, nhưng là hắn cả đời đau, cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt, cuối cùng cô độc bước vào không không. Những thứ này rất xa bí mật, tràn đầy lịch sử bể dâu, Cửu U Tà Quân tố nhắc tới, giọng mang vô tận thổn thức. Diệp Thần nói, đúng rồi, tiền bối, năm đó địa tâm vực thập đại lão tổ, cùng ngày cũng đứng đầu khai chiến, ngươi cũng ở tại chỗ sao? Cửu U Tà Quân ha ha cười một tiếng, nói, dĩ nhiên tại chỗ, lúc ấy ngày cũng đứng đầu Võ Tuyệt Thần, đã chấp trưởng Thiên Võ Tiên Môn, trở thành trưởng giáo, cũ mới hai phái phân tranh, chủ chiến trận ngay tại Thiên Võ Tiên Môn. Vậy thập đại lão tổ bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế cường hãn nhất, một phi thăng liền du ngoạn đỉnh cấp. Đạt tới thực tế võ đạo đại viên mãn, cũng chính là vô lượng cảnh đỉnh cấp, liền ngày cũ đứng đầu cũng không phải là địch thủ của hắn. Lúc ấy sanh tử quyết chiến, ngày cũ đứng đầu theo nhờ Thiên Võ Địa Mạch, Thiên Võ Ngọa Long Kinh, còn có Thiên Quân Phong Thần Bia, cùng thập đại lão tổ chống lại. Diệp Thần nói, Thiên Quân Phong Thần Bia. Cửu U Tà Quân nói, ừ, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất pháp bảo, cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, đúc sử dụng vật liệu. Và ngươi luân hồi mộ địa, thật ra thì có chút tương tự, những thứ này vật liệu xuất từ không không thế giới, đặc biệt thần bí. Diệp Thần cả kinh nói, lúc đầu luân hồi mộ địa vật liệu, có thể và không không thế giới có liên quan. Cửu U Tà Quân nói, không sai, không không thế giới, đó không phải là thực tế thế giới, đó là một phiến không không,
không tồn tại bất kỳ thực tế khái niệm, không thể miêu tả, không thể ngửa mặt trông lên, không thể đến, đang bởi vì là không có gì cả, thậm chí liền thực tế khái niệm cũng không có, cho nên mới có thể thai nghén vạn vật, sáng tạo ra thực tế không tồn tại đồ, ví dụ như luân hồi mộ địa, thiên quân phong thần bia. Diệp thần lớn bị rung động, rốt cuộc biết luân hồi mộ địa ngọn nguồn chân tướng, lại có thể là xuất từ không không, khó trách như vậy thần bí, như vậy mênh mông, như vậy mạnh mẽ, lúc đầu đúc sử dụng vật liệu, căn bản không phải thế giới hiện thật có thể có, là từ thần bí không không lúc nào không bên trong, đản sanh ra thiên tài địa bảo. Vậy cẩn thận muốn đến, rất nhiều luân hồi huyền bi, đúc vật liệu phỏng đoán cũng là xuất từ không không. Vậy không không thế giới, thật đúng là thần bí. Cũng không biết Hồng Quân lão tổ, là như thế nào đi vào. Diệp thần xa muốn muôn vàn, khen ngợi không dứt. Cửu U Tà Quân ha ha cười một tiếng nói, Hồng Quân lão tổ, là trong thiên địa dị số, hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, thế giới hiện thật, chỉ có hắn một người, thành công chứng đạo không không, tiến vào không không lúc nào không, trừ cái này ra, không có người nào dòm ngó gặp không không bí ẩn. Diệp thần nói, vậy cũ mới trận chiến cuối cùng. Cửu U Tà Quân nói, dĩ nhiên là thập đại lão tổ thắng, bọn họ đem thiên võ tiên môn đạo thống đánh nát, liên thủ chu diệt ngày cũ đứng đầu, trận chiến ấy, ta bị đánh trọng thương, tu vi tản đi 90%, thật may mắn chạy khỏi, cuối cùng giữ được tánh mạng, ta mai danh ẩn tính vốn định không hỏi tới thế sự, sau đó từ từ khôi phục, đáng tiếc sau đó chạy tới vực ngoại, ở trạng thái thời điểm yếu nhất lại bị Huyền Cơ Nguyệt bắt, chân thân bị nàng khốn khóa, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh à. Diệp thần nghe được Cửu U Tà Quân, như vậy phức tạp đa xuyến thân thế, cũng là yên lặng không nói. Cửu U Tà Quân nói, bất quá bị Huyền Cơ Nguyệt bắt, thật ra thì cũng không coi là bị khi dễ, ta thậm chí có cơ hội sẽ rời đi, nhưng ta nhưng cự tuyệt, dẫu sao người này là đại khí vận người, thiên võ tiên môn cổ tịch tiên đoán bên trong, có nhắc tới nàng vận mệnh đứng đầu danh hiệu, nàng là tiên đoán bên trong phải thừa kế kiêm ra tiên tử đạo chính thống người, cũng phải cần chấp trưởng vạn vật mẫu kiếm quyết người. Diệp thần cả kinh nói, kiêm gia tiên tử là ai, vạn vật mẫu kiếm quyết cửa này cửu thiên thần thuật, cuối cùng sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng sao? Cửu U Tà Quân nói, kiêm gia tiên tử, chính là Hồng Quân lão tổ năm đó thê tử, nàng chết sau còn có đạo thống lưu lại, truyền thuyết là ở huyền hải, thiên võ tiên môn có Hồng Quân lưu lại tiên đoán, hắn dự liệu tương lai thừa kế hắn thê tử đạo chính thống người, tên là vận mệnh đứng đầu, một khi tiên đoán trở thành sự thật, vậy Huyền Cơ Nguyệt muốn vô địch. Mộ chủ đại nhân, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng, nếu không chúng ta đều phải chết. Diệp thần nội tâm rung động, Hồng Quân lão tổ thê tử, năm đó từng thiếu chút nữa chứng đạo không không, tu vi khẳng định cũng đạt tới hiện thế võ đạo đỉnh cấp, cũng chính là vô lượng đỉnh cấp cảnh giới, cùng vũ hoàng cổ đế tương đương. Nhân vật lớn như vậy, lưu lại đạo thống, nhất định là không phải chuyện đùa. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt thật có thể thừa kế, vậy phải nghịch thiên vô địch. Chờ ta hồi địa tâm vực, lập tức giải quyết Huyền Cơ Nguyệt. Diệp thần cắn răng, hôm nay địa tâm vực nguy cơ, hắn tuy chẳng muốn nội đấu, nhưng bây giờ nghe Cửu U Tà Quân mà nói, hắn nhưng cảm thấy vô cùng áp lực. Huyền Cơ Nguyệt quả nhiên người mang đại khí vận, lại là tiên đoán bên trong, phải thừa kế Hồng Quân thê tử, kiêm gia tiên tử đạo chính thống người, nếu như bị nàng thừa kế thành công, vậy còn có. Cho nên, vô luận như thế nào, Diệp thần đều phải lập tức giải quyết nàng. Nếu không lưu lại hậu hoạn, gieo họa vô cùng. Một khi Huyền Cơ Nguyệt quật khởi, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Thần, vậy sẽ không bỏ qua Diệp Thần sư tôn, nàng tuyệt đối sẽ đem những cái kia luân hồi các đại năng, toàn bộ giết chết. Diệp Thần quyết định chủ ý, đợi trở lại địa tâm vực sau đó, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lập tức chu diệt Huyền Cơ Nguyệt. Cửu U Tà Quân nói, ừ, Huyền Cơ Nguyệt cô gái này, tuyệt không thể lưu, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ngươi hoặc là giết nàng, hoặc là nghiền nát ý chí của nàng, thu là lò hưởng dụng cũng có thể, nhưng bất kể như thế nào, đều không thể để cho nàng có ý chí độc lập tồn lưu, nếu không ngươi ta hẳn phải chết. Diệp thần gật đầu một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại hỏi, tiền bối, năm đó cũng mới cuộc chiến kết thúc, vậy thiên quân phong thần bia đâu? Rơi vào trên tay người nào? Vậy thiên quân phong thần bia, là xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, đúc vật liệu xuất từ không không lúc nào không? Cùng luân hồi mộ địa vật liệu giống nhau như đúc, chân quý như vậy pháp bảo, Diệp thần vậy đặc biệt có hứng thú. Cửu U Tà Quân nói, lúc ấy đại chiến hỗn loạn, thiên quân phong thần bia bị đánh rơi, cuối cùng nhất định là bị thập đại lão tổ bên trong, một người trong đó nhặt được,
nhưng cụ thể là ai, ta cũng không biết. Diệp Thần nói, à. Cửu U Tà Quân nói, khối này Thiên Quân Phong Thần Bia, đặc biệt thần kỳ, truyền thuyết ai đem mình tên chữ, khắc ở trên bia đá, liền có thể được đại khí vận thêm thân, tương lai có vô cùng cơ duyên phúc trạch. Nói thí dụ như, một cái người phàm, đem tên chữ khắc đến Thiên Quân Phong Thần Bia trên, hắn liền sẽ vô căn cứ đạt được vô số kỳ ngộ, tất cả loại tiên duyên đưa tới cửa, nằm ở nhà cũng có thể phi thăng thành tiên, thậm chí là tấn vị thiên quân, vô cùng thần kỳ. Nói đến đây Thiên Quân Phong Thần Bia thời điểm, Cửu U Tà Quân giọng bên trong, không che giấu được hâm mộ cùng ước mơ. Hiển nhiên, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia, vô cùng chân quý, pháp bảo quyền năng cũng vô cùng thần kỳ, có thể tăng lên khí vận của người, chỉ cần đem tên chữ khắc lên, liền có thể phong thần. Cửu U Tà Quân nói, năm đó, ngày cũ đứng đầu chấp trưởng thiên võ tiên môn sau đó, vậy lấy được rồi Thiên Quân Phong Thần Bia, nhưng hắn cũng không có đem mình tên chữ khắc ở trên bia đá, mà là đem hắn sư đệ Ma Tổ Vô Thiên tên chữ khắc trên bức tranh đi. Ngày cũ đứng đầu đối với hắn sư đệ, có thể nói là vô cùng thương yêu ân sủng, tình nguyện đem Thiên Quân Phong Thần khí vận nhường cho hắn, cũng không để lại cho mình. Nếu như ngày cũ đứng đầu, trên bia nổi danh nói, có đại khí vận che chở, hắn kết quả sẽ không thảm như vậy, mà Ma Tổ Vô Thiên, bởi vì trên bia nổi danh, hắn khí vận ngút trời, vậy cũng mới tranh bá đại chiến kết thúc sau đó, hắn là cả thiên võ tiên môn, duy nhất một, không chút tổn hao nào còn sống sót người, đây đều là Thiên Quân Phong Thần Bia che chở, hôm nay Ma Tổ Vô Thiên khí vận, thậm chí so Vũ Hoàng Cổ Đế còn hùng hậu, chỉ so với luân hồi kém một nước. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc biết Ma Tổ Vô Thiên thân thế, càng cảm thấy khó biết rõ đầu đuôi, bể dâu thần kỳ. Đồng thời, đối với khối kia Thiên Quân Phong Thần Bia, Diệp Thần tò mò chi tâm, vậy đậm đà tới cực điểm. Thiên Quân Phong Thần Bia, là bị Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được rồi sao? Diệp Thần hỏi. Cửu U Tà Quân nói, không có, hiện tại chỉ có thể xác định, Thiên Quân Phong Thần Bia, nhất định là ở thập đại lão tổ, một người trong đó trong tay, nhưng bọn họ cũng không ai chịu thừa nhận. Diệp Thần cười nói, xem ra là có người, muốn nuốt một mình tấm bia đá này. Cửu U Tà Quân nói, dĩ nhiên, Thiên Quân Phong Thần Bia chân quý như vậy, ai không muốn cướp lấy? Suy nghĩ kỹ một chút, bia đá hẳn không ở Vũ Hoàng Cổ Đế trên tay, bởi vì hắn nếu như đạt được, không cần phải ẩn núp. Như vậy, tấm bia đá này, chính là rơi vào cái khác chín vị lão tổ trên mình, có người muốn nuốt một mình bia đá, len lén đem tên mình khắc lên, chiếm cứ đại khí vận, tương lai khẳng định muốn lật đổ Vũ Hoàng Cổ Đế thống trị, hùng bá thái thượng thế giới, dã tâm không nhỏ à. Diệp Thần trong lòng động một cái, đầu óc bên trong vạch qua kiếm thần lão tổ. Phong Đế Quân đám người bóng người, nói chỉ là không biết tấm bia đá này, rốt cuộc rơi vào trên tay người nào. Diệp Thần chỉ có thể xác định, bia đá không có ở đây Phong Đế Quân trong tay, bởi vì đối phương đã hoàn toàn quy thuận hắn, nếu quả thật có Thiên Quân Phong Thần Bia như vậy trọng bảo, không thể nào sẽ giấu giếm. Vậy bia đá tung tích phạm vi, lần nữa thu nhỏ lại, ngay tại còn sót lại 8 nhà lão tổ trong tay. Chỉ là, mỗi một vị Thiên Quân lão tổ, đều là tâm cơ không thể dò được, lòng dạ cực sâu hạng người, không hiện núi, không lọt nước, Diệp Thần cũng không cách nào suy đoán chân tướng. Trước bỏ mặc Thiên Quân Phong Thần Bia, mộ chủ đại nhân, giải quyết hết bên ngoài 4 người nói sau. Cửu U Tà Quân ánh mắt run lên, lộ ra sát ý, vọng hướng phía ngoài. Hắn cùng Diệp Thần trao đổi, mặc dù nói lên rất nhiều cổ xưa chuyện cũ, nhưng hai người trao đổi, đều là dùng thần niệm, thực tế phát sinh ở trong chớp mắt. Bên ngoài thời gian chỉ là đi qua 1-2 giây mà thôi. Nhưng gặp ở bên ngoài, Bát Kỳ Thế Gia, Già Lâu La Thế Gia, Khổng Tước Cốc, Ngọc Thiềm Sơn Trang, vậy 4 cái thiên tài võ giả, liên thủ ký kết Cửu U Đế Trận, khí tức uy nghiêm đã bùng nổ đến mức tận cùng, từng cơn u quang như nước thủy triều bao phủ hướng Diệp Thần. Bọn họ thi triển trận pháp, là Cửu Nhật Minh bên trong Cửu U Đế Trận, mà đây cái Cửu U Đế Trận, chính là trước kia thiên võ tiên môn trận pháp, xuất từ Cửu U Đế Kinh. Cửu U Tà Quân ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra vậy Cửu U Đế trận lai lịch. Mộ chủ đại nhân, ta truyền cho ngươi Cửu U Đế kinh, ngươi lợi dụng ta lực lượng, phá trận diệt địch, tránh được miễn bại lộ luân hồi. Cửu U Tà Quân bắn ra chỉ, một món U Hắc Ma Hi, bắn vào Diệp Thần trong đầu. Oanh! Nhất thời, thể hồ quán đỉnh. Diệp Thần chỉ cảm thấy một bài huyền ảo tinh vi bí tịch, thật sâu in vào hắn thức hải bên trong. Cái này phiến bí tịch
chính là Cửu U Đế Kinh, là ngày xưa thiên võ tiên môn chân truyền võ đạo công pháp, bên trong có rất nhiều cựu Nhật thời đại thần thông võ kỹ. Vậy bốn cái thiên tài võ giả, bọn họ nơi ký kết Cửu U Đế Trận, chính là từ Cửu U Đế Kinh bên trong diễn hóa ra. Diệp Thần ngay tức thì lĩnh ngộ Cửu U Đế Kinh, lại đi xem vậy Cửu U Đế Trận thời điểm, chỉ cảm thấy trận pháp mỗi một chỗ bí quyết, mỗi một chỗ khí cơ dậy thừa chuyển hợp chỗ, đều là vô cùng rõ ràng, liền như lòng bàn tay. Nếu như kêu hắn dùng trận tự quyết phá giải, có thể cần phải hao phí mấy ngày thời gian, ở sống chết trong quyết đấu, tự nhiên không như vậy nhiều thời gian có thể dùng. Nhưng nắm giữ Cửu U Đế Kinh, Diệp Thần nhưng là một mắt tới giữa, xem thấu tất cả trận pháp lai lịch. Oanh! Hạ một sát, luân hồi mộ bia kịch liệt chấn động. Cửu U Tà Quân cả người linh khí, còn có hắn ý chí, điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người hô hô vang dội, hơi thở không ngừng tăng vọt, lại có thể mơ hồ đạt tới bách gia cảnh 4 tầng thiên. Trước mắt Cửu U Tà Quân lực lượng, chính là bách gia cảnh 4 tầng thiên, hắn mượn lực cho Diệp Thần nhất thời nghịch thiên lột xác vậy, vậy bộc phát ra cảnh giới này khí tức cuồng bạo. Diệp Thần con ngươi, hóa thành một mảnh tối đỏ, giống như huyết đồng vậy, tràn đầy là sát khí. Đó là Cửu U Tà Quân hơi thở, là máu, hung ác, cao ngạo, tàn bạo, tàn nhẫn. Thật ra thì đơn thuần Cửu U Đế Kinh mà nói, mặc dù hung hãn, nhưng sẽ không như vậy thích giết chóc. Chỉ là, Cửu U Tà Quân mệnh đồ quá lận đận, đầu tiên là môn phái đạo thống bị đánh bể, sau đó trưởng giáo ngày cũ đứng đầu bị giết, trấn phái pháp bảo thiên quân phong thần bia thất lạc, cuối cùng còn hổ xuống đồng bằng, bị huyền cơ nguyệt trấn áp, hắn nội tâm vô cùng ủy khuất, kìm nén một cái oán niệm khí. Hiện tại Diệp Thần mượn dùng hắn lực lượng, tự nhiên cũng là đổi được là huyết cuồng bạo, dường như muốn phát tiết nội tâm ủy khuất, muốn xúc diệt vận mệnh cùng thế đạo bất công. Cái gì, bách gia cảnh 4 tầng thiên? Nguyên lai đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Vậy bốn cái thiên tài võ giả, cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, nhất thời kinh hãi không thôi. Mà toàn trường các khán giả, cũng là xôn xao hô to. Mới vừa xem Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh trung hậu kỳ mà thôi, đám người nơi nào nghĩ đến, hắn lại có thể ngay tức thì tiêu thăng đến bách gia cảnh 4 tầng thiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi kinh thiên lột xác. Lớn mạnh như vậy cảnh giới, lại có thể ẩn núp đến còn thật cảnh, kết quả này là hạng nghịch thiên che giấu thủ đoạn. Ta trời ơi, lúc đầu cái này nam mặt nạ lại như thế lợi hại sao? Lãnh Ngộ Tình che miệng lại ba, trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như vậy mạnh mẽ. Diệp đại nhân, Kiếm Vô Danh cũng là bỗng nhiên đứng dậy, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn tuy biết Diệp Thần lợi hại, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua Diệp Thần bộc phát ra hung hãn như vậy tu vi hơi thở. Xem ra, Diệp Thần sau lưng lá bài tẩy, so hắn tưởng tượng, còn đáng sợ hơn phong phú được hơn. Mà ở chỗ khách quý ngồi, Huyền Trần Đạo Nhân cùng Ngọc Thiềm Tiên Tử, cũng ngồi không yên, kinh ngạc đứng dậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại bộc phát ra bách gia cảnh 4 tầng thiên thực lực. Cái này Diệp Thí Thiên, lại có thể như vậy lợi hại. Ngọc Thiềm Tiên Tử kinh hãi không thôi. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong sâu thẳm, lại bắt được một chút đặc biệt khí tức cổ xưa. Đó là xa xôi ngày cũ hơi thở. Ngọc Thiềm Tiên Tử cũng là xuất từ ngày cũ, nàng là ngày cũ tinh thú. Hiện tại, nàng thấy Diệp Thần võ đạo hơi thở, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, thậm chí bắt được một chút thiên võ tiên môn nhân quả. Thiên võ tiên môn, chính là võ tổ khai sáng môn phái, năm xưa do ngày cũ đứng đầu chấp trưởng đạo thống. Ma tổ không trời chính là thiên võ tiên môn người. Chẳng lẽ nói, cái này Diệp Thí Thiên, lại là thiên võ tiên môn hậu nhân? Ngọc Thiềm Tiên Tử kinh hãi không thôi, năm đó thiên võ tiên môn, đạo thống bị đánh bể sau đó, trừ ma tổ vô thiên bên ngoài, những người còn lại các loại, cơ hồ chết hết sức. Coi như không chết, vậy là khí vận mất hút, hoàn toàn thành phế nhân. Năm tháng bể dâu, thời gian phát triển đến hôm nay, thiên võ tiên môn uy nghiêm. Đã sớm tiêu tán hầu như không còn, nhưng ma tổ vô thiên cố nhớ tình xưa, âm thầm phái người tìm thiên võ tiên môn hậu nhân. Ngọc Thiềm Tiên Tử thân thể mềm mại hơi run rẩy, nếu như cái này Diệp Thí Thiên, thật là thiên võ tiên môn hậu nhân nói, vậy nhân quả quả thực không phải chuyện đùa, nàng nhất định phải hướng ma tổ vô thiên bẩm báo. Huyền Trần Đạo Nhân cằm râu cũng ở đây hơi run rẩy run, hắn tự nhiên biết thiên võ tiên môn truyền thuyết,
ma tổ vô thiên còn ủy thác qua hắn, tìm thiên võ tiên môn hậu nhân. Tiên tử, người này võ đạo hơi thở, tựa hồ cùng cửu u tà quân Thạch Kình Thiên tương thông. Huyền Trần đạo nhân cảm thụ Diệp Thần võ đạo hơi thở, vậy cổ cửu u địa ngục vậy ý chí, để cho hắn một hồi sợ hãi. Phịch, mà ở hai người ngay lúc nói chuyện, sân giác đấu bên trong, Diệp Thần một trường hung hăng đánh ra, vạn trượng ma triều mãnh liệt, cửu u như ngục, bao phủ hàng tỷ thời không, chư thiên vũ trụ tựa như đều phải phai mờ, một trường hiện ra vô cùng đáng sợ võ đạo uy thế. Cái này cổ uy thế, là ngày cũ võ đạo đặc biệt uy nghiêm. Cựu Nhật thời đại võ đạo, muốn so với ngày hôm nay dũng hãn rất nhiều, cương mãnh vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, không lưu chỗ trống, vô cùng ác liệt. Một trường này đánh ra đi, như nghiền diệt con kiến hôi, vậy bốn cái thiên tài võ giả, ở Diệp Thần cửu u trưởng thế hạ, toàn bộ bạo diệt bỏ mạng, thân xác thần hồn cũng ngay tức thì nổ, hóa thành đầy trời mưa máu, theo gió tiêu tán. Toàn trường yên lặng như tờ. Cảm thụ Diệp Thần động trời ý chí võ đạo, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bách gia cảnh bốn tầng thiên hơi thở, chân thực quá mức cường hãn, giết người thật là như bóp chết con kiến hôi, quá mức dũng mãnh đáng sợ. Diệp Thần máu đỏ con ngươi, lóe lên sát cơ nồng nặc, là máu mà điên cuồng. Dĩ nhiên, đây không phải là hắn ý chí, là cửu u tà quân Thạch Kình Thiên ý chí. Lấy Diệp Thần trước mắt tâm cảnh, vậy bốn cái thiên tài võ giả, cùng hắn không quen biết, hắn tự nhiên sẽ không có thủ gì hận ý. Chỉ là cửu u tà quân Thạch Kình Thiên, mệnh đồ quá mức lận đận, cho nên nội tâm có thích giết chóc ý chí bất khuất, cho dù là người không quen biết, hắn vậy muốn giết phát tiết, đạo tâm thật ra thì đã đến vô cùng hung hiểm bước, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần phỏng đoán chỉ cần giết Huyền Cơ Nguyệt, cứu vãn cửu u tà quân chân thân, mới có thể làm cho hắn thở bình thường lại. Ngọc Thiềm tiên tử thấy vậy bốn cái thiên tài võ giả, bao gồm mình trong sơn trang đệ tử, đều bị Diệp Thần giết chết, ngược lại cũng không có cái gì tức giận, chỉ là rung động. Nàng rung động Diệp Thần thực lực, còn có võ đạo. Ngươi nói không sai, cái này Diệp Thí Thiên võ đạo, cùng trong truyền thuyết cửu u tà quân, đúng là có chỗ tương tự. Ngọc Thiềm tiên tử nhìn Huyền Trần đạo nhân một mắt, trầm giọng nói. Cửu u tà quân, là ngày xưa thiên võ tiên môn đệ tử chân truyền. Bàn về bối phận, là ngày cũ đứng đầu võ tuyệt thần, ma tổ vô thiên hai người sư đệ. Huyền Trần đạo nhân ánh mắt chớp động, hướng Ngọc Thiềm tiên tử chắp tay nói, tiên tử mời yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ, cái này Diệp Thí Thiên lai lịch. Hai người nói chuyện lúc đó, bầu trời bỗng một hồi chấn động, có tinh mang sáng chói lóng lánh lên, một khối đá bia vô căn cứ hiện lên. Tấm bia đá này, phơi bày cổ xưa đen sẫm màu sắc. Phía trên khắc đầy màu vàng kim chữ viết, những cái kia chữ viết, là từng cái một tên người. Mà giờ khắc này, tấm bia đá này, lại có thể cùng Diệp Thần đồng tình. Sau đó, Diệp Thần tên chữ, xuất hiện ở trên bia đá, nhưng là Diệp Thí Thiên ba chữ. Mà cùng lúc đó, trên bia đá có bốn cái tên chữ ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất, bị hoàn toàn lau đi, đó là vậy bốn cái thiên tài võ giả tên chữ, bọn họ vừa chết, trên bia khắc tên liền biến mất. Cấm thiên bảng xuất thế. Diệp Thí Thiên tên chữ, xếp hàng, vị thứ 674. Không đúng, hắn bách ra cảnh bốn tầng thiên, thực lực cường hãn như vậy, hạng làm sao sẽ thấp như vậy. Toàn trường các khán giả, thấy vậy đột ngột nổi lên bia đá, đều là một hồi xôn xao. Mà ở đám người xôn xao tới giữa, vậy bia đá vậy dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở tầng mây tới giữa. Tấm bia đá này. Thật ra thì chính là hắc ám cấm hải bên trong, đỉnh đỉnh nổi danh cấm thiên bảng bia đá, là một phần bảng danh sách. Hắc ám cấm hải có hai đại bảng danh sách, theo thứ tự là cấm thiên bảng cùng cấm thần bảng, cấm thiên bảng tổng cộng có ngàn tiệc, thu ghi hắc ám cấm hải thiên tuế trở xuống cường giả. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn vậy tiêu tán đi bia đá, dù gì nói, ta tên chữ, rốt cuộc vậy ở lại cấm thiên bảng lên sao? Hạng vị thứ 674. Cái này làm cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, lại có điểm tình lý bên trong. Dẫu sao, trước mắt hắn bách ra cảnh bốn tầng thiên hơi thở, là cửu u tà quân lực lượng, cũng không phải là hắn, hơn nữa hắn là sử dụng Diệp Thí Thiên dùng tên giả, lại ăn ẩn thiên thần đan, tự thân sức chiến đấu thu liếm, bề ngoài chỉ là phổ thông hoàn chân cảnh bảy tầng thiên mà thôi. Phổ thông hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, xếp hạng vị thứ 674, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Cửu u tà quân lực lượng, từ Diệp Thần trên mình thối lui,
trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Mộ chủ đại nhân, chúc mừng ngươi trên bảng lưu danh, cái này cấm thiên bảng bia đá, nhưng thật ra là từ thiên quân phong thần bia bên trong diễn hóa ra phó bia, có thể trên bảng lưu danh, ít nhiều có điểm khí vận gia trì, mặc dù đối với ngươi luân hồi huyết mạch mà nói, điểm này gia trì nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cuối cùng vậy có còn hơn không? Cửu U Tà Quân nói, nguyên lai là cấm thiên bảng, là từ thiên quân phong thần bia bên trong diễn hóa mà đến sao? Diệp Thần hơi có điểm kinh dị. Cửu U Tà Quân nói, chính là, cái này cấm thiên bảng không chịu sức người trói buộc, là tuyệt đối công chính bảng danh sách, là thiên địa tạo hóa thành. Diệp Thần cười nói, tuyệt đối công chính, vậy cũng chưa chắc, ta che giấu thực lực, lại không bị tra được. Cửu U Tà Quân nói, đó là mộ chủ đại nhân thần thông cái thế, lừa gạt thiên địa, người ngoài có thể không làm được. Diệp Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà chỗ khách quý ngồi, Huyền Trần đạo nhân cùng Ngọc Thiềm Thiên Tử, thấy Diệp Thần hạng, nhưng là hết sức kinh ngạc. Cái này Diệp Thí Thiên, thực lực cường hãn như vậy, hạng làm sao sẽ thấp như vậy? Ngọc Thiềm Thiên Tử cảm thấy nghi ngờ, nói. Huyền Trần đạo nhân trầm ngâm một hồi, nói, hắn vậy bách ra cảnh bốn tầng thiên hơi thở, có thể không phải mình tu vi, nói không chừng là mượn Cửu U Tà Quân lực lượng, nếu như Cửu U Tà Quân không chết. Ngọc Thiềm Thiên Tử nói, cha, nhất định phải cha rõ. Chuyện này không phải chuyện đùa, lão tổ một mực trong bóng tối tìm thiên võ tiên môn hậu nhân, nếu như có thể tìm được, tuyệt đối là công lớn một kiện, người ta cũng có thể được thiên đại ban thưởng. Huyền Trần đạo nhân con ngươi đông lại một cái, nói, mời thiên tử yên tâm, lão phu nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra rõ. Lúc này, sân giác đấu bên trong, vậy trọng tài ông già thanh âm lộ vẻ kích động cùng kính sợ, cao giọng tuyên bố. Trận thứ hai địa ngục thực tập. Người thắng Diệp Thí Thiên. Cái này tiếng nói vừa dứt hạ, toàn trường chính là bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sơn hô hải khiếu. Lãnh Mộ Tình cùng Kiếm Vô Danh, đều mang kinh ngạc rung động ánh mắt, nhìn Diệp Thần. Vậy trọng tài ông già lại nói, trận thứ ba thi đấu, đem ở 3 ngày sau cử hành. Chúc mừng Diệp Thí Thiên thắng được, đây là ngươi phần thưởng. Ông già móc ra một quả lệnh bài, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, lệnh bài kia in một cái thú chữ, chính là tham gia đi săn đại hội tín vật, thú thần làm. Đa tạ. Rốt cuộc có được thú thần làm, Diệp Thần tâm tình khá là kích động, hướng vậy trọng tài ông già chắp tay nói cảm ơn, rồi sau đó liền xoay người lui trận rời đi. Mà theo tranh tài kết thúc, tại chỗ các khán giả, cũng là mang chưa thỏa mãn tâm tình, lục tục lui trận. Ngày hôm nay Diệp Thần biểu hiện, vừa thực để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Kiếm Vô Danh cùng Lãnh Mộ Tình, vội vàng đuổi theo Diệp Thần. Này, nam mặt nạ, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Lãnh Mộ Tình một hồi khen ngợi, hiển nhiên Diệp Thần thực lực, thật to ra nàng ý liệu. Diệp Thần chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Lãnh Mộ Tình nói, vậy ly cốt yêu phiên pháp bảo mảnh vỡ, người nguyện ý giao dịch cho ta sao? Diệp Thần khoát tay một cái, nói, sau này hãy nói đi, ta hiện tại phải đi. Thú thần làm đã tới tay, Diệp Thần liền muốn rời đi, chuẩn bị về trước Bắc Mãng tổ địa một chuyến, cùng tiểu hoàng thương lượng một chút, đi săn đại hội chuyện. Mộ chủ đại nhân, chậm đã. Nhưng vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền ra Cửu U Tà Quân thanh âm, hắn gọi lại Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng động một cái, dùng thần niệm trao đổi nói, tiền bối còn có việc sao? Cửu U Tà Quân ánh mắt nhìn về địa ngục đạo trận, nói, địa ngục này đạo tràng. Bên trong trận pháp hạch tâm, là một khối cửu u tinh thạch, mà đây cửu u tinh thạch, là cựu nhật thời đại thiên tài địa bảo, là ta thiên võ tiên môn đặc sản, ta muốn vậy linh thạch. Diệp Thần nói, tiền bối muốn vậy cửu u tinh thạch. Cửu U Tà Quân nói, không sai, ta trong lòng chấp niệm quá sâu, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma, mà vậy cửu u tinh thạch, có thể phụ trợ ta ổn định tâm thần, để tránh đi vào ngã ba. Diệp Thần khẽ cau mày. Cửu U Tà Quân đạo tâm tình huống, quả thực không quá lạc quan. Cựu nhật thời đại tranh đấu sát phạt, mang cho hắn nghiêm trọng vết thương, mà đây cổ vết thương, trừ phi cầm vũ hoàng cổ đế máu tươi đền bù, nếu không không có chữa khỏi biện pháp. Mà cửu U tinh thạch, tuy cũng không cách nào hoàn toàn chữa, nhưng chí ít có thể tạm thời ổn định cửu U Tà Quân tình huống. Chỉ là, cửu U tinh thạch là địa ngục đạo tràng tâm trận hạch tâm vật, nơi nào có như thế dễ dàng đạt được. Cửu U Tà Quân gặp Diệp Thần trầm ngâm không đáp, liền nói,
mộ chủ đại nhân, người có thể hay không thay ta lấy trộm cửu u tinh thạch? Thật ra thì cũng không coi là lấy trộm, dẫu sao là ta thiên võ tiên môn vật, năm đó cửu u tinh thạch đặc sản quặng mỏ, cũng đúng lúc là ta trông coi, vốn chính là đồ ta, là ta tự mình khai thác cái này quặng mỏ, vậy vì vậy lập được công lớn, bị đóng chặt là đệ tử chân truyền. Cửu u tà quân thiên phú võ đạo, tương đương không tầm thường, nhưng cùng ngày cũng đứng đầu, ma tổ vô thiên tới giữa, có chênh lệch cực lớn, hắn cuối cùng có thể được thu làm chân truyền đệ tử. Chính là bởi vì phát hiện cửu u tinh thạch quặng mỏ, lập được công lớn, mới phá lệ tấn thăng. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, được, tiền bối, ta thử một chút. Nói xong, Diệp thần liền yên lặng suy nghĩ trộm đá phương pháp. Vô danh, chúng ta ở chỗ này ở tạm, cùng 3 ngày sau, xem vậy cuối cùng một chàng thực tập lại đi. Diệp thần dự định lại ở địa ngục đạo tràng lưu lại một hồi, liền hướng kiếm vô danh nói. Kiếm vô danh chắp tay nói, Diệp đại nhân. Lãnh Mộ Tình nói, vậy ta vậy lưu lại, nam mặt nạ, ngươi lúc nào chịu giao dịch pháp bảo mảnh vỡ, ta liền khi nào thì đi, nếu không ta sẽ một mực đi theo ngươi. Diệp thần ha ha cười một tiếng, cũng sẽ lười để ý Lãnh Mộ Tình, nói, tùy ngươi. Lời nói xong, Diệp thần phất tay một cái, mang kiếm vô danh, đi tới đạo tràng bên cạnh đình viện ở. Mà Lãnh Mộ Tình... dĩ nhiên là cư ngụ ở hai người vùng lân cận, từ đầu đến cuối nhớ không quên, muốn có được ly cốt yêu phiên mảnh vỡ. Diệp thần ở đình viện trong phòng khách ở, cùng cửu U tà quân trao đổi. Cửu U tà quân đem rất nhiều cựu Nhật thời đại truyền thuyết bí mật, đều nói cùng Diệp thần nghe, quả thực để cho Diệp thần mở rộng tầm mắt. Như vậy đến được ban đêm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Diệp thần hơi có chút nghi ngờ, đeo lên mặt nạ. Mở cửa vừa thấy, nhưng gặp đứng ngoài cửa một cái ông già, vậy sau lưng lão giả, lại cùng mấy người tùy tùng. Diệp tiểu huynh đệ, lão phu tên là Huyền Trần Đạo Nhân, chính là địa ngục đạo tràng trưởng giáo. Lão kia người mỉm cười chắp tay, nói. À, nguyên lai là Huyền Trần lão tiền bối, hạnh hội hạnh hội. Diệp thần cũng nghe qua Huyền Trần Đạo Nhân danh hiệu, liền chắp tay đáp lễ, trong lòng âm thầm suy đoán Huyền Trần Đạo Nhân ý đồ. Huyền Trần Đạo Nhân hướng tùy tùng tỏ ý, sau lưng mấy người tùy tùng, tất cả bưng hộp quà, có đưa cho Diệp thần. Diệp tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi thông qua thực tập thi đấu, bắt được thú thần làm, chúc ngươi võ đạo xương long, tương lai ở cựu Nhật Minh được nhiều thành tựu xuất sắc, đây là một chút tâm ý của ta. Huyền Trần Đạo Nhân mỉm cười nói. Vậy mấy người tùy tùng mở ra hộp quà, bên trong đựng một ít quý giá đan dược, tinh quáng, thiên tài địa bảo, chân quý pháp bảo bản vẽ vân. Vân, đều là vật quý trọng. Dĩ nhiên, đối với Diệp thần mà nói, những lễ vật này không có giá trị gì, bây giờ có thể đánh động hắn, chỉ có cửu thiên thần thuật, cao nhất thiên kiếm, thái thượng thần khí vân. Vân vật hiếm thấy. Đa tạ lão tiền bối lễ vật. Diệp thần duy trì lễ phép, khách sáo một phen, vẫn là nhận Huyền Trần Đạo Nhân lễ vật. Huyền Trần Đạo Nhân thấy Diệp thần chịu thu lễ, hơn nữa thái độ ôn hòa, cùng ban ngày vậy cổ là máu sát phạt võ đạo. Rất không cùng, nội tâm âm thầm vui sướng. Diệp thần tâm tư chớp động, nhớ lại cửu u tà quân phân phó, muốn lấy trộm cửu u tinh thạch chuyện, liền nói, lão tiền bối, ta còn muốn một vật, không biết ngươi có chịu cho hay không, ta có thể dùng hàng loạt đan dược hoặc thiên tài địa bảo trao đổi. Huyền Trần Đạo Nhân nói, à, tiểu huynh đệ còn muốn cái gì lễ vật? Diệp thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là nói cửu u tinh thạch. Nghe được cửu u tinh thạch 4 chữ. Huyền Trần Đạo Nhân sắc mặt đại biến, giọng ngưng trọng kinh dị nói. Cửu U tinh thạch, đây chính là rất cổ xưa quáng vật, có tăng thêm võ đạo, yên lặng tâm thần hiệu quả, người bình thường không thể nào biết cái này quáng vật bí mật, tiểu huynh đệ, ngươi là từ nơi nào nghe được. Diệp thần cười nói, là ở một ít trên cổ tịch thấy. Huyền Trần Đạo Nhân trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai, cùng cựu Nhật thời đại võ đạo truyền thừa, có thể có quan hệ. Cái này cửu u tinh thạch chính là cựu Nhật thời đại quáng vật, người sau lưng nếu không có người, làm sao biết thứ này bí mật. Diệp thần suy nghĩ một chút, nói ta cùng cựu Nhật thời đại, đúng là nhân quả không cạn, nhưng thiên cơ liên lụy quá nhiều, ta không thể nói tỉ mỉ, mời lão tiền bối tha thứ, tóm lại, nếu như thuận tiện, mời lão tiền bối đem cửu u tinh thạch giao cho ta, ta có thể cầm ra làm ngươi hài lòng tiền đặt cuộc. Huyền Trần Đạo Nhân trầm giọng nói, cái này cửu u tinh thạch. Chính là cựu Nhật Minh đồ, ta không thể làm chủ,
nếu như tiểu huynh đệ muốn, có thể đem mặt nạ tháo xuống, lấy bộ mặt thật kỳ nhân, cứ như vậy, ta có thể vì ngươi bẩm báo, cựu Nhật Minh nhân vật lớn, trong truyền thuyết Ngọc Thiềm Tiên Tử, vừa vặn liền ở địa ngục trong đạo tràng, nàng có thể làm chủ. Diệp Thần nói, tháo xuống mặt nạ, đó là tuyệt đối không thể, xin lão tiền bối hướng Ngọc Thiềm Tiên Tử thông báo một tiếng, xem nàng có thể hay không châm trước. Huyền Trần Đạo Nhân nói, tiểu huynh đệ từ đầu đến cuối không chịu lấy bộ mặt thật kỳ nhân, cái này làm cho lão phu rất là khó làm à. Diệp Thần cười nói, vậy coi như, nếu tiền bối không tiện, ta liền không làm phiền ngươi. Huyền Trần Đạo Nhân sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Diệp Thần như vậy dứt khoát. Diệp Thần lại khách sáo mấy câu, nói chút cảm ơn lễ vật các loại lời nói, liền xoay người đóng cửa lại. Huyền Trần Đạo Nhân sững sờ ở ngoài cửa. Hắn thật ra thì muốn thám thính Diệp Thần lai lịch, lại phát hiện ở hiển nhiên không tra được cái gì. Diệp Thần một mình trở lại trong phòng, Cửu U Tà Quân hơi có chút nghi ngờ nói, mộ chủ đại nhân, làm sao nhanh như vậy cự tuyệt. Nếu như thương lượng một chút nữa mà nói, có lẽ có thể trực tiếp đạt được Cửu U Tinh Thạch. Diệp Thần cười nói, cái này Cửu U Tinh Thạch, nếu là cựu Nhật Minh tự mình trông coi, vậy chúng ta có lẽ không cần dựa vào người ngoài, mời Già Thiên Ma Đế tiền bối ra tay là được. Hắn nhớ lại Già Thiên Ma Đế. Ở cựu Nhật Minh bên trong, Già Thiên Ma Đế địa vị cực cao, quyền phát biểu đứng sau Ma Tổ Vô Thiên. Nếu như Già Thiên Ma Đế mở miệng nói, Diệp Thần muốn một viên Cửu U Tinh Thạch, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Già Thiên Ma Đế sao? Cũng tốt, có hắn hỗ trợ, ngược lại là có thể bớt đi chúng ta rất nhiều phiền toái. Cửu U Tà Quân gật đầu một cái, ban ngày cùng Diệp Thần trao đổi thời điểm. Hắn cũng biết tất liền Già Thiên Ma Đế tình huống. Lập tức Diệp Thần gửi một phong phi kiếm truyền thư, phát đi cựu Nhật Minh, hướng Già Thiên Ma Đế nói rõ nhân quả. Dĩ nhiên, phát tin tên chữ, là dùng Diệp Thí Thiên, người ngoài không nhìn ra, Già Thiên Ma Đế cũng tuyệt đối biết chân tướng. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp Thần liền đang đợi. Nhưng, ra hắn ý liệu, qua hai ngày thời gian, hắn cũng không có nhận được hồi âm. Ma Đế tiền bối tại sao còn không trả lời ta? Chẳng lẽ có phát sinh ngoài ý muốn? Diệp Thần chau mày, Già Thiên Ma Đế chưa có trở về tin, cũng làm cho hắn 10 phần bất ngờ. Cửu U Tà Quân nói, xem ra khác có biến cố, vẫn là phải dựa vào tự chúng ta. Diệp Thần nói, trước xem nói sau. Huyền Trần Đạo Nhân Tu Vi, ở Bách Gia Cảnh 4 tầng thiên. Mà sau lưng Ngọc Thiềm Tiên Tử, Tu Vi cũng là Bách Gia Cảnh 4 tầng thiên. Hai người này thực lực, cũng vô cùng cường đại. Nếu như Diệp Thần cứng rắn muốn đoạt lấy Cửu U Tinh Thạch, đắc tội bọn họ nói, chỉ sợ không dễ dàng giải quyết tốt. Như vậy lại qua một ngày, trận thứ ba địa ngục thực tập ngày, chính thức đến. Mà Già Thiên Ma Đế, vẫn không có thờ hồi âm. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng kiếm vô danh cùng nhau, tiến vào sân giác đấu bên trong, đi tới ghế khách quý, chuẩn bị hội thực tập chiến đấu. Hắn là trận thứ hai thực tập người thắng, Huyền Trần Đạo Nhân vừa nhìn thấy hắn tới, liền mời hắn tới ghế khách quý ngồi xuống. Diệp Thần cùng kiếm vô danh cùng nhau, liền ngồi yên ở chỗ khách quý ngồi. Lãnh Mộ Tình đi theo bên cạnh hai người. Mà ở ba người bên cạnh, chính là Huyền Trần Đạo Nhân cùng Ngọc Thiềm Tiên Tử hai vị đại nhân vật. Diệp Thần lần đầu tiên thấy Ngọc Thiềm Tiên Tử, nhưng gặp đối phương dung mạo tuyệt đẹp, dáng vẻ thướt tha, da đặc biệt là đặc biệt. Lại có thể phơi bày ra nửa trong suốt màu sắc, không phải trắng nõn như vậy, là đặc biệt đặc thù nửa trong suốt hình dáng, giống như băng tuyết vậy, có thể mơ hồ thấy nàng mảnh khảnh xương cốt cùng gân mạch, chân chính băng cơ ngọc cốt. Thạch tiền bối, người biết cái này Ngọc Thiềm Tiên Tử sao? Diệp Thần hơi có điểm tò mò, hướng Cửu U Tà Quân hỏi nói. Cửu U Tà Quân nói, biết, nàng là ngày cũ tinh thú, trước kia cư ngụ ở ta thiên võ tiên môn di tích bí cảnh bên trong. Nàng hẳn là hôm nay, duy nhất sống sót băng tuyết ngọc thiềm huyết mạch, băng tuyết ngọc thiềm cái loại này tiên thú, là cực tốt lò, có thể thải bổ, người có hứng thú thải âm bổ dương. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, không có hứng thú, ta liền hỏi một chút. Vị này tiểu huynh đệ, người chính là Diệp Thí Thiên sao? Không biết sư thừa vì sao phái? Lúc này, Ngọc Thiềm Tiên Tử vậy mang nụ cười, hướng Diệp Thần hỏi. Diệp Thần sớm nghĩ xong giải thích. Nói tại hạ không môn không phái, ngẫu nhiên được ngày cũ cơ duyên, mình luyện thành cả người võ đạo thần thông. Ngọc Thiềm Tiên Tử trong mắt mang một chút quyến rũ cùng tò mò,
đánh giá Diệp Thần, nói, phải không? Mình tu luyện, không có danh sư chỉ điểm, có thể luyện đến tiểu huynh đệ tình cảnh này, đơn giản là kỳ tích. Ý nói, nàng là không tin. Diệp Thần cười một tiếng, vậy không trả lời lại, ánh mắt nhìn về phía sân giác đấu. Lúc này, thi đấu đã sắp bắt đầu, tuyển thủ dự thi cũng đang nghỉ ngơi khu chuẩn bị. Diệp Thần tùy tiện quét nhìn một mắt, bỗng nhiên tim đập mạnh, bắt được một chút rất tinh tường hơi thở. Đó là âm dương thần điện hơi thở. Cùng lúc đó, Diệp Thần cảm thấy âm dương ngọc bội, vậy truyền đến một chút dị động. Có âm dương thần điện nhân viên tương quan, đang ở phụ cận. Diệp Thần con người có rút lại, dọc theo âm dương ngọc bội chỉ thị, cuối cùng hắn ánh mắt, rơi vào một người thanh niên nam tử trên mình. Vậy chàng thanh niên, tướng mạo đặc biệt xa lạ, trước đây hiển nhiên không có ở đây khu tuyển thủ bên trong cư trú, ngày hôm nay mới đến trận. Hắn đang nghỉ ngơi trong khu, chờ đợi vào sân, từ bề ngoài đến khí chất, đều là bình thường không có gì lạ. Nếu như không phải là âm dương ngọc bội dị động, Diệp Thần căn bản sẽ không lưu ý đến hắn, càng không có nghĩ tới người sau lại có thể cùng âm dương thần điện có liên quan. Chẳng lẽ nói, người này là âm dương thần điện hậu nhân? Diệp Thần cảm thấy tò mò, tỉnh bơ, hướng Ngọc Thiềm tiên tử nói. Tiên tử, có thể hay không cho ta xem? Cái này trận thi đấu danh sách. Ngọc Thiềm tiên tử nói, không thành vấn đề. Hướng Huyền Trần đạo nhân tỏ ý. Huyền Trần đạo nhân thái độ cung kính, lập tức cầm ra trận thứ 3 thi đấu nhân viên danh sách, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, tra được vậy âm dương thần điện chàng trai tin tức, đối phương tên là Hạ Huyền Thịnh, tu vi nửa bước bách gia cảnh, tuổi tác 800 tuổi. Hạ Huyền Thịnh, 800 tuổi, nửa bước bách gia cảnh. Diệp Thần khẽ cau mày, nếu chỉ có 800 tuổi, vậy hiển nhiên cùng ngày xưa âm dương thần điện không liên quan, coi như là âm dương thần điện người, cũng là thành viên mới. Bởi vì, âm dương thần điện tầng thứ 2, rời đến Hắc Ám Cấm Hải, là bởi vì là 10.000 năm trước biến cố, ở âm đất nguyên gặp phải Hồng Thiên Kinh tập sát, trưởng giáo mất tích, những người khác quần long không đầu, cuối cùng vì tránh nạn, chỉ có thể rời đến Hắc Ám Cấm Hải, thậm chí đề cử thiên nhân ma thần là thủ lãnh. Tình huống khá là ảm đạm, không quá lạc quan. Cái này Hạ Huyền Thịnh, chỉ có 800 tuổi, rõ ràng cùng năm xưa biến cố không liên quan. Huyền Trần đạo nhân thấy Diệp Thần lóe lên không chừng ánh mắt, nói, Diệp tiểu huynh đệ, thế nào, có ai đưa tới người hứng thú sao? Diệp Thần thu hồi danh sách, trả lại cho Huyền Trần đạo nhân, nhàn nhạt nói, không việc gì, tùy tiện xem mà thôi. Đang, lúc này, tranh tài tiếng chuông vậy gõ. Tham gia trận thứ 3 thực tập các tuyển thủ, lục tục vào sân. Diệp Thần ánh mắt, từ đầu đến cuối tụ tập ở Hạ Huyền Thịnh trên mình. Vậy Hạ Huyền Thịnh, tựa hồ vậy cảm giác được một chút khác thường. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Diệp Thần, thấy Diệp Thần núp ở mặt nạ sau lưng ánh mắt, hắn thân thể rõ ràng run rẩy một tí, nguyên bản bình thường không có gì lạ rửng rưng gương mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Sau đó, Hạ Huyền Thịnh lại tỉnh táo lại. Khôi phục yên lặng đần độn hình dáng, chính thức bước vào sân giác đấu. Bắt đầu tranh tài. Vậy trọng tài ông già, ra lệnh một tiếng, sân giác đấu bên trong ngàn tên tuyển thủ, lập tức bắt đầu cạnh tranh giết hại, lẫn nhau hỗn chiến, máu tươi cùng kêu thảm thiết rất nhanh truyền ra, chân tay gãy nội tạng tung tóe, tình cảnh khá là máu tanh. Đây mới thật là hỗn chiến, hơn ngàn người giết chóc lẫn nhau, không hỏi sống chết. Trước mặt hai trận chiến đấu, đều có chút đặc thù. Chàng chiến đấu đầu tiên, vốn là một đám người, đối với Lãnh Mộ Tình một người quần đấu, kết quả bởi vì Lãnh Mộ Tình kiếm đạo quá mạnh mẽ, cuối cùng biến thành nàng một người, đối với một đám người tàn sát. Mà trận thứ hai thực tập, chính là vậy bốn cái xuất thân danh môn thiên tài võ giả, một đường nghiền ép sát phạt, cuối cùng bị Diệp Thần giết ngược. Hai trận chiến đấu, đều không coi là chân chính hỗn chiến. Mà hiện tại trận thứ ba chiến đấu, liền là chân chính kỳ cổ tương đương. Thế quân lực địch hỗn chiến. Ngàn thí sinh tay, không có người nào đặc biệt lợi hại, cũng không có ai đặc biệt thế yếu, đám người bằng tự thân võ đạo cùng vận khí, sống chết đấu võ. Toàn trường các khán giả, sơn hô hải khiếu kêu gào ủng hộ, tình cảnh đặc biệt nhiệt liệt. Diệp Thần nhìn chăm chú Hạ Huyền Thịnh, nhưng phát hiện đối phương võ đạo, giống nhau người, bình thường không có gì lạ, xem không ra cái gì cường hãn địa phương. Nhưng, Hạ Huyền Thịnh hơi thở, nhưng vẫn cho Diệp Thần một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là âm dương thần điện chập chờn.
đối phương tuyệt đối là âm dương thần điện người. Cái này Hạ Huyền Thịnh, rốt cuộc là ai? Diệp Thần cau mày, cẩn thận xem xét dưới, phát hiện Hạ Huyền Thịnh rõ ràng giấu giếm thực lực, ở ngàn người hỗn chiến bên trong, phần lớn chỉ chọn lựa thế thủ, tuyệt không vọng động, chỉ có người khác giết tới hắn trên đầu, hắn mới khua kiếm phản kích, hơn nữa kiếm pháp bình thường không có gì lạ, thường thường phải dùng mười mấy chiêu, mới có thể đem kẻ địch giết chết. Hỗn chiến kéo dài ước chừng nửa giờ, ngàn người lục tục ngã xuống, trên đất nằm đầy thi thể. Mà cuối cùng, ở đầy đất chất đống như núi trong thi thể, chỉ có Hạ Huyền Thịnh một người còn sống sót. Nhưng gặp hỗn chiến sau khi kết thúc, Hạ Huyền Thịnh tóc bù xù, máu me đầy mặt, thở hồng hộc, nửa quỳ xuống, tựa hồ dây dưa lực cự lớn, trường kiếm trong tay đã đứt, hình dáng vô cùng chật vật. Trước mặt hai trận thực tập chiến đấu, vô luận là Lãnh Mộ Tình, vẫn là Diệp Thần, cuối cùng đều là khí định thần nhàn, giọt máu không nhiễm, biểu dương ra vượt qua thường nhân võ đạo thành tựu. Nhưng cái này cái Hạ Huyền Thịnh, lại tựa hồ như võ đạo bình thường, là dựa vào tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng mới may mắn sống đến cuối cùng. Ta thắng, thú thần làm có thể cho ta sao? Hạ Huyền Thịnh ánh mắt mang theo một chút cương nghị, nhìn về vậy trọng tài ông già. Trọng tài lão già nói, dĩ nhiên có thể, chúc mừng vị này tuyển thủ thắng được, người tên gọi là gì? Bởi vì Hạ Huyền Thịnh quá mức bình thường không có gì lạ, trọng tài ở trong danh sách, cũng không có phá lệ lưu ý hắn, cho nên thậm chí không biết hắn tên chữ. Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh nói lên mình tên chữ, vẫn là thở hồng hộc, cả người bị thương, tựa như tùy thời phải ngã hạ. Chúc mừng vị này Hạ Huyền Thịnh tuyển thủ, thành công thắng được, lấy được một quả cuối cùng thú thần làm. Trọng tài ông già cao giọng tuyên bố, đem cuối cùng một khối thú thần làm, giao cho Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh nói, đa tạ. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ hao phí to lớn khí lực, mới khó khăn lắm đứng lên, hướng toàn trường người xem cúi người chào. Mà toàn trường các khán giả, vậy đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng ủng hộ. Diệp Thần thấy Hạ Huyền Thịnh thắng được, ánh mắt sắc bén, trong đầu nghĩ, người này thủ đoạn ẩn giấu, quả thực cao minh. Hắn thấy rõ dưới, đã nhìn ra Hạ Huyền Thịnh cả người thương thế, chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không làm bị thương gân cốt, đối phương ngụy trang ra một bộ hết sức thở hổn hển hình dáng, nói rõ là ở ẩn giấu thực lực. Nếu như đỉnh cấp bùng nổ nói, Diệp Thần phỏng đoán cái này Hạ Huyền Thịnh, ở một nén hương trong thời gian, liền có thể tàn sát hết toàn trường, tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Trận thứ ba chiến đấu, viên mãn hạ màn. Hạ Huyền Thịnh thành sau cùng người thắng, chỉ gặp hắn móc ra mấy viên thuốc, uống vào, thoáng khôi phục hơi thở, sau đó, lại sải bước hướng ghế khách quý phương hướng đi tới. Diệp Thần tim đập bịch bịch, chẳng lẽ Hạ Huyền Thịnh nhận ra mình? Nhưng gặp Hạ Huyền Thịnh đi tới ghế khách quý, hoàn toàn không xem Diệp Thần, tựa như Diệp Thần không tồn tại vậy. Hắn hướng Huyền Trần đạo nhân, Ngọc Thiềm tiên tử thi lễ, cung kính nói, vãn bối Hạ Huyền Thịnh, gặp qua Huyền Trần lão tiền bối, Ngọc Thiềm tiên tử. Huyền Trần đạo nhân kinh nghi bất định, nói chúc mừng ngươi thắng được, ngươi có việc gì thế? Hạ Huyền Thịnh đột nhiên quỳ xuống, nói, vãn bối ngưỡng mộ cựu Nhật Minh uy danh đã lâu, muốn bái nhập cựu Nhật Minh tọa hạ, mời hai vị tiền bối thu nhận. Cái này một tí, hắn đột nhiên quỳ xuống, Huyền Trần đạo nhân cùng Ngọc Thiềm tiên tử, đều là hơi giật mình. Mà Diệp Thần trong nội tâm, lại là khơi dậy thao thiên ba lan, vô cùng lộ vẻ xúc động. Âm dương thần điện thành viên, bỏ mặc mệnh đồ biết bao lận đận, cũng tuyệt sẽ không hướng kẻ địch khuất phục. Nhưng hiện tại, Hạ Huyền Thịnh lại có thể hướng người quỳ xuống, thậm chí thỉnh cầu Huyền Trần đạo nhân cùng Ngọc Thiềm tiên tử thu nhận, muốn gia nhập cựu Nhật Minh. Diệp Thần trong tròng mắt nhất thời nổ lên lửa giận, nếu quả thật có âm dương thần điện đệ tử, dám quỳ bái cựu Nhật Minh, vậy ngang hàng là phản bội, hắn tuyệt đối phải ra tay thanh lý môn hộ. Huyền Trần đạo nhân nói, người muốn gia nhập cựu Nhật Minh sao? Ta có thể không làm chủ được, tiên tử, người thấy thế nào? Nhìn về Ngọc Thiềm tiên tử. Ngọc Thiềm tiên tử bình tĩnh lại, nhàn nhạt uống một hớp trà, nói, muốn gia nhập cựu Nhật Minh, vậy phải thông qua đi săn đại hội nói sau. Nàng gặp Hạ Huyền Thịnh võ đạo, bình thường không có gì lạ, vậy không địa phương gì đặc biệt, cũng chỉ không để ở trong lòng. Ở nàng trong mắt, Hạ Huyền Thịnh có thể thông qua thực tập, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hạ Huyền Thịnh giọng khiêm nhường, nói, vãn bối nhất định sẽ thông qua đi săn đại hội, cùng đến lúc đó, xin tiên tử thu nhận. Nói xong, hắn lại hướng Ngọc Thiềm tiên tử, bình bịch bịch dập đầu ba cái.
Diệp Thần ngồi ở chỗ ngồi, bàn tay nắm cái ghế nắm tay, rắc 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 vang dội, kích động dưới, đem cái ghế nắm tay cũng bóp nát. Nếu như Hạ Huyền Thịnh thật sự là Âm Dương Thần Điện đệ tử, nhưng lại hướng Cựu Nhật Minh quỳ xuống, vậy đơn giản là phản bội, Diệp Thần tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi thế nào? Ngọc Thiềm tiên tử thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, vậy cổ tức giận dị thường tư thái, cùng ngày thường trầm ổn hình dáng rất không cùng, không khỏi kinh ngạc. Diệp Thần cắn răng, nội tâm từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, Âm Dương Thần Điện đệ tử sẽ phản bội đầu dựa vào Cựu Nhật Minh, nói, không việc gì. Hắn cố nén nội tâm tức giận, để cho mình tỉnh táo lại. Thật ra thì, hắn không hề cho rằng, Âm Dương Thần Điện cường giả sẽ đầu dựa vào Ma Tổ Vô Thiên, sau lưng nhất định khác có nguyên nhân do. Mà lúc này, Ngọc Thiềm tiên tử vậy hướng Hạ Huyền Thịnh nói, có chuyện gì, cùng đi săn đại hội kết thúc nói sau. Hạ Huyền Thịnh nói, vừa nói đứng dậy, xoay người lui ra ngoài. Diệp Thần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn quyết định tạm thời không tiếp xúc người này, dù sao đến khi đi săn đại hội bắt đầu, vẫn là có tạm biệt cơ hội. Ngọc Thiềm tiên tử cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, vậy chúc ngươi cũng ở đây đi săn trong đại hội, mở ra phong thái. Diệp Thần nhàn nhạt nói, thừa tiên tử quý nói, ta sẽ hết sức. Địa ngục thực tập lúc này kết thúc, các khán giả lục tục tan cuộc, Diệp Thần hướng Ngọc Thiềm tiên tử, Huyền Trần đạo nhân tạm biệt, cùng Kiếm Vô Danh kết bạn rời đi. Lãnh Mộ Tình nhưng vẫn đi theo Diệp Thần, còn nhớ không quên pháp bảo mảnh vỡ chuyện. Diệp Thần lạnh lùng nói, không cần đi theo ta, muốn giao dịch, vậy phải cùng đi săn kết thúc nói sau, nếu như ngươi ở đi săn trong đại hội chết, vậy cũng không có giao dịch ý nghĩa. Lãnh Mộ Tình cáu giận nói, ngươi chú người đó chết đâu. Diệp Thần cũng không để ý Lãnh Mộ Tình, cùng Kiếm Vô Danh nhanh chóng bỏ rơi đối phương, trực tiếp rời đi. Lãnh Mộ Tình tức bực dậm chân, nhưng vậy không thể làm gì. Kiếm Vô Danh nói, Diệp đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Thần nói, về trước Bắc Mãng Tổ Địa một chuyến. Kiếm Vô Danh nói, Diệp Thần nói, bất quá, ta còn có chút việc phải xử lý, người đi về trước. Lòng hắn bên trong còn tưởng nhớ, Cửu U Tà Quân phân phó. Cửu U Tà Quân muốn lấy trộm Cửu U Tinh Thạch, mà hiện tại Cửu U Tinh Thạch còn không bắt vào tay, Diệp Thần tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Kiếm Vô Danh nghi ngờ nói, Diệp đại nhân, ngươi còn có chuyện gì phải xử lý? Diệp Thần nói, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi về trước chờ ta là được. Kiếm Vô Danh nói, lúc này một mình rời đi, trở lại Bắc Mãng Tổ Địa. Diệp Thần một thân một mình lưu lại, âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng Cửu U Tà Quân nói, tiền bối, muốn động thủ liền sao? Muốn cướp đoạt Cửu U Tinh Thạch, chỉ sợ không quá dễ dàng. Hôm nay địa ngục thực tập kết thúc, hạ màn tan cuộc, nhưng ở địa ngục đạo tràng bên trong, có Huyền Trần đạo nhân, Ngọc Thiềm tiên tử nhóm cao thủ trấn giữ, muốn cưỡng ép cướp đoạt Cửu U Tinh Thạch, tự nhiên khó hơn lên trời. Bất quá, cái này Cửu U Tinh Thạch vô cùng trọng yếu, là ổn định Cửu U Tà Quân tâm thần linh vật, Diệp Thần tuyệt không thể bỏ qua, tuy biết hung hiểm, nhưng hắn cũng chỉ có thể thử nghiệm. Cửu U Tà Quân trầm ngâm một hồi, nói ta truyền cho ngươi một đạo thuật pháp, tên là Thái Thượng Thiên Khi Đạo, chính là Thái Thượng 36 đạo một trong, có thể ngụy tạo dị bảo ra đời giả tưởng, thậm chí có thể lừa dối thiên địa, ngươi dùng thuật này, ngụy tạo ra dị bảo muốn hỏi đời hình dáng, đem người dẫn đi, điệu hổ ly sơn, là được thuận lợi bắt được Cửu U Tinh Thạch. Vừa nói, Cửu U Tà Quân trong nháy mắt bắn ra một món u quang, trốn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Trong thoáng chốc, thể hồ quán đỉnh. Một môn cổ xưa tuyệt diệu thuật pháp, bơm vào nhập Diệp Thần trong đầu. Môn thuật pháp này, chính là khi thiên nói, chính là Thái Thượng 36 đạo một trong, có thể ngụy tạo dị bảo ra đời giả tưởng, lừa dối sinh linh. Ở Cựu Nhật thời đại, môn đạo pháp này, thường xuyên bị dùng để bố trí cạm bẫy, lừa dối hung thú, tiến vào vòng bộ. Diệp Thần cảm ngộ Thái Thượng Thiên Khi Đạo diệu pháp, ánh mắt hơi vừa chuyển, trong lòng có chủ ý. Điệu hổ ly sơn, hy vọng có thể thành công. Diệp Thần tâm tư động một cái, bay đến một tòa trên hoang đảo. Hoang đảo này, khoảng cách địa ngục đạo trận ước chừng trăm dặm, từ hòn đảo bên trên, có thể mơ hồ xem tới địa ngục đạo tràng đường danh. Diệp Thần móc ra một tấm phù chiếu, phù này chiếu, mang luân hồi kiếm khí, chính là ẩn chứa có luân hồi thiên kiếm nhân quả phù chiếu.
Bằng bùa này chiếu, nếu như Diệp Thần đến gần luân hồi thiên kiếm mà nói, có thể có cảm ứng. Chỉ là, hắc ám cấm hải quá lớn, mênh mông vô biên, Diệp Thần từ bước vào hắc ám cấm hải bắt đầu, thẳng đến hiện tại, đều không có thể chân tránh bắt được luân hồi thiên kiếm vị trí. Hiện tại cầm ra luân hồi phù chiếu, Diệp Thần dĩ nhiên không phải phải tìm luân hồi thiên kiếm, mà là muốn bố trí ảo ảnh. Khi thiên đạo pháp, man thiên quá hải, sắc. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, cắn bể đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi, lau ở luân hồi phù chiếu trên, cũng thi triển ra khi thiên đạo pháp. Vù vù, luân hồi phù chiếu chấn động đứng lên, một cổ mãnh liệt kim quang, đột nhiên phun ra, cũng hình thành một đạo thẳng chùm tia sáng, thẳng ngất trời tiêu, đem tầng mây cũng xuyên qua, kim quang lững lờ lúc đó, có kiếm khí vần quanh, vô cùng nguy nga. Kiếm khí kia, là thiên kiếm kiếm khí, là luân hồi thiên kiếm hơi thở. Dĩ nhiên, kiếm khí này, là ngụy tạo giả tưởng. Diệp Thần lợi dụng khi thiên đạo pháp, cũng kết hợp luân hồi phù chiếu, lại sáng tạo ra luân hồi thiên kiếm ra đời kinh thiên dị tượng. Nhưng gặp ngất trời kim quang, kiếm khí chìm nổi không chừng, vậy cổ luân hồi uy nghiêm, hỗn loạn vân tiêu, cực kỳ nguy nga. Có thể đưa tới dị tượng như thế, trừ khi thiên đạo pháp bản thân tuyệt diệu bên ngoài, cùng Diệp Thần tự thân luân hồi lực, cũng có quan hệ cực lớn. Nếu như đổi thành những người khác, thậm chí là Cửu U Tà Quân ra tay, cũng không thể sáng tạo ra luân hồi thiên kiếm ra đời giả tưởng, chỉ có Diệp Thần mới có thể. Mà theo luân hồi thiên kiếm ra đời giả tưởng, phóng lên cao, chu vi ngàn vạn dặm, các loại không gian quy luật, thời gian pháp tắc, đại lộ quy luật, đều là chấn động đứng lên, chư thiên đồng tình, hoàn vũ mênh mông, vô cùng hào hùng kim quang chiếu sáng bát hoang. Địa ngục đạo bên trong sân, các khán giả mới vừa lui trận, nhưng bỗng nhiên thấy vậy ngất trời luân hồi kim quang, tất cả mọi người đều ngây dại. Đây là, thiên kiếm hơi thở, là luân hồi thiên kiếm khí tượng. Chẳng lẽ nói, luân hồi thiên kiếm xuất thế? Ta trời ơi, ngay ở phía trước không tới trăm dặm. Đám người hoàn toàn kinh hãi, chỉ lấy là luân hồi thiên kiếm thật xuất thế, nếu không, tại sao có thể có lớn như vậy dị tượng, cả thiên địa hoàn vũ cũng chấn động. Huyền Trần đạo nhân cùng Ngọc Thiềm tiên tử, thấy một màn này, cũng là lớn kinh. Chuyện gì xảy ra, luân hồi thiên kiếm muốn xuất thế? Cái này không thể nào, thanh kiếm này vô cùng thần bí, cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như có xuất thế dấu hiệu, mà tổ không trời nhất định có phát hiện. Huyền Trần đạo nhân kinh hãi không thôi, không dám tin tưởng mình trước mắt. Nhưng gặp bầu trời kim quang, bùng nổ được càng ngày càng đậm hơn, kim quang kia bên trong kiếm khí chìm nổi, vô số kiếm quang hội tụ thành một cái thiên kiếm bóng dáng. Chính là trong truyền thuyết luân hồi thiên kiếm. Ngọc Thiềm tiên tử mắt đẹp co rúc lại, cũng là khó tin, nói thiên kiếm xuất thế, không phải chuyện đùa, mau lại xem. Thanh kiếm này, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Vừa nói, Ngọc Thiềm tiên tử thân thể chớp mắt, hóa thành một món tuyết trắng vậy tinh mang, hướng kim quang kia phát ra địa phương bay đi. Huyền Trần đạo nhân biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cũng vội vàng mang theo mấy cao thủ, cùng Ngọc Thiềm tiên tử cùng đi. Mà mới vừa rời nơi thi đấu các khán giả, cũng là như ong vỡ tổ, hướng dị tượng phát ra chi địa bay đi. Chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi, rất nhiều ẩn núp cường giả, tất cả lớn thế gia môn phiệt, đều có cảm ứng, rối rít điều động, thế cục chạm một cái liền bùng nổ, cực kỳ khẩn trương. Diệp Thần cảm ứng được bốn phía biến hóa, cũng có điểm ngạc nhiên, sau đó vui vẻ nói, xem ra là thành công. Cửu U Tà Quân nói, cơ hội không thể mất. Mau trở về cướp lấy Cửu U tinh thạch. Được. Diệp Thần lập tức che giấu thân hình, trở lại địa ngục đạo trận. Mà làm hắn tới địa ngục đạo tràng thời điểm, nhưng phát hiện tại chỗ không mấy người, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy đi cướp đoạt luân hồi thiên kiếm, hiện trường chỉ có một ít phổ thông vệ binh ở canh giữ. Huyền Trần đạo nhân và Ngọc Thiềm tiên tử, cũng không có ở đây, rõ ràng cũng là bị luân hồi thiên kiếm giả tưởng hấp dẫn. Kế điệu hổ ly sơn, đại hoạch thành công. Diệp Thần nội tâm một hồi kích động, núp ở địa ngục đạo bên ngoài sân, nhìn bên trong vệ binh, nội tâm âm thầm cầu nguyện nói, ta cầu nguyện, tất cả thiên địa say, một giấc mộng xuân thu. Cái này cầu nguyện ý niệm vừa tản ra ngoài, nguyện vọng thiên tinh chấn động, từng luồng ánh sáng trắng bắn ra. Vậy từng luồng ánh sáng trắng, rơi vào những cái kia phổ thông vệ binh trên mình, bọn họ thân thể, lập tức xem uống say vậy, sụi lơ trên đất, hoàn toàn rơi vào ngủ say mộng đẹp bên trong. Lấy Diệp Thần trước mắt thủ đoạn, phải đối phó vậy tạp binh,
tự nhiên dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần dính máu tươi, một tiếng cầu nguyện liền đủ giải quyết. Giải quyết hết lính phòng giữ sau đó, Diệp Thần nghênh ngang, trực tiếp vào địa ngục trong đạo tràng. Địa ngục trong đạo tràng, trận pháp kia hạch tâm, một viên lóe lên ngày cũ tinh mang linh thạch, đang hơi lóng lánh, chính là cửu u tinh thạch. Viên này cửu u tinh thạch, thật sâu khảm nạm ở địa ngục đạo tràng trận pháp bên trong, không dễ dàng cướp lấy. Long Uyên Thiên Kiếm, phá. Thời gian gấp, Diệp Thần vậy lười được lãng phí thời gian, đi nghiên cứu trận pháp, trực tiếp rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, hung hăng chém một cái, đem trận pháp chảm phá. Lách cách. Trận pháp vừa vỡ, cửu u tinh thạch liền rơi xuống. Diệp Thần bàn tay một nhiếp, cách không đem cửu u tinh thạch thu lấy đi qua, nắm trong tay, vui vẻ nói, thạch tiền bối, lấy tới tay. Cửu u tà quân nói, ừ, nếu lấy tới tay, vậy thì đi mau, người cưỡng ép phá trận, có thể sẽ đưa tới người ngoài chú ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, liền vội vàng xoay người rời đi. Mà cửu u tà quân, nhưng nói không sai. Diệp Thần vừa vỡ mở trận pháp, xa ở ngoài trăm dặm cô đảo Huyền Trần Đạo Nhân, lại có cảm ứng. Lúc này Huyền Trần Đạo Nhân, cùng Ngọc Thiềm Tiên Tử, còn thật nhiều cường giả, cũng đi tới vậy trên hoang đảo. Đám người chen chúc thành một đoàn, muốn chiêm ngưỡng Luân Hồi Thiên Kiếm uy nghi, nhưng, làm mọi người đi tới trên đảo sau đó, nhưng phát hiện như bánh xe trở về hơi thở, phù phiếm không có rể, lại không phải chân thực, mà là một đạo giả tưởng mà thôi. Luân Hồi Thiên Kiếm xuất thế khí tượng, là giả. Ngọc Thiềm Tiên Tử có chút ngạc nhiên, không dám tin tưởng. Ngụy tạo ra Luân Hồi Thiên Kiếm ra đời giả tưởng, cái này cho dù là ma tổ vô thiên, vậy không làm được à, rốt cuộc là ai, lại có bản lãnh lớn như vậy, lại có mục đích gì? Chúng ta bị gạt. Những người chung quanh cũng là trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát khó mà tiếp nhận. Không tốt, chúng kế điệu hổ ly sơn. Huyền Trần Đạo Nhân nhất thời con người co rúc lại, liên tưởng đến địa ngục đạo trận pháp bị phá, thậm chí cửu u tinh thạch hơi thở, cũng đã thất lạc thời điểm, hắn ngay tức thì rõ ràng liền hết thảy. Thế nào? Ngọc Thiềm Tiên Tử liễu nhíu mày một cái, nhìn về Huyền Trần Đạo Nhân hỏi. Tiên Tử, ta trở về một chuyến. Huyền Trần Đạo Nhân gương mặt trầm xuống, vậy không kịp giải thích, lập tức biến dạng hư không, trở lại địa ngục đạo trận. Mà lúc này Diệp Thần đang cầm cửu u tinh thạch, từ địa ngục đạo trận bên trong đi ra. Suy, Huyền Trần Đạo Nhân thân hình như điện, hạ xuống, cùng Diệp Thần thiếu chút nữa đụng vào nhau. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, kêu lên, Huyền Trần Đạo Nhân. Hắn lại không nghĩ rằng, đối phương nhanh như vậy trở về. Huyền Trần Đạo Nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem hắn cầm trong tay cửu u tinh thạch, nói, Diệp Thí Thiên, người muốn làm cái gì? Diệp Thần nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, Huyền Trần Đạo Nhân là bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả, nếu như đánh, hắn không có phần thắng, hơn nữa sau lưng còn có một cái Ngọc Thiềm Tiên Tử, càng khó đối phó. Huống chi, Diệp Thần cũng không muốn vô duyên vô cớ, trêu chọc mạnh như vậy địch. Trong thoáng chốc, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy nghĩ thoát thân phương pháp. Huyền Trần Đạo Nhân hỏi, người muốn lấy trộm cửu u tinh thạch. Diệp Thần yên lặng không đáp. Huyền Trần Đạo Nhân trong lòng cũng lướt qua vô số ý niệm, tối hôm qua hắn từng viếng thăm Diệp Thần, cũng biết Diệp Thần muốn cửu u tinh thạch. Ngươi nói thật nói cho ta, ngươi và cựu Nhật thời đại, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ngươi võ đạo hơi thở, cùng thiên võ tiên môn đặc biệt tương tự, thậm chí, và trong truyền thuyết cửu u tà quân, đặc biệt tương tự, ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Trần Đạo Nhân ngưng mắt nhìn Diệp Thần, từ đầu đến cuối cảm thấy Diệp Thần thân phận không đơn giản. Sau lưng tuyệt đối có cựu Nhật thời đại bóng dáng, nói không chừng cùng cửu u tà quân có liên quan. Diệp Thần tâm tư chấp động, nhưng cũng không dám tùy tiện tiết lộ cửu u tà quân nhân quả. Mà lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, cửu u tà quân nhưng là hướng Diệp Thần truyền âm nói, không cần giấu giếm nữa, nói cho hắn cũng không sao, ngươi liền nói, ngươi là ta đệ tử, khối ngọc này bài chính là bằng chứng. Vừa nói, cửu u tà quân lại giao cho Diệp Thần một khối ngọc bài. Khối ngọc này bài, có khắc thiên võ hai chữ, chữ viết vô cùng mạnh mẽ, hùng hồn có lực, chính là ngày xưa thiên võ tiên môn, đệ tử chân truyền thân phận ngọc bài. Ở ngọc bài phía sau, có dấu cửu u tà quân tên chữ, là thạch kình thiên ba chữ. Ở ma tổ vô thiên trong tay, cũng có giống nhau ngọc bài. Diệp Thần trong lòng động một cái,
lúc này nhận lấy cái này thiên võ ngọc bài, trình cho Huyền Trần đạo nhân, nói, lão tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta chính là cửu U tà quân đệ tử Quan Môn, cái này cửu U tinh thạch, vốn chính là sư phụ ta vật, ta muốn cầm về mà thôi, cũng không phải là cố ý lấy trộm. Huyền Trần đạo nhân vừa nhìn thấy vậy thiên võ ngọc bài, nhất thời vẻ mặt đại chấn. Hắn hai tay run run, nhận lấy ngọc bài vừa thấy, nhưng gặp ngọc bài thợ điêu khắc thở mạnh, đơn giản mà phong cách cổ xưa, chính diện in thiên võ hai chữ, sau lưng là thạch kình thiên ba chữ. Đây là... Huyền Trần đạo nhân trợn to hai mắt, ngọc bài này, hắn ở ma tổ vô thiên trên tay gặp qua, đó là thiên võ tiên môn chân truyền ngọc bài. Người quả thật là cửu U tà quân đệ tử. Huyền Trần đạo nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp thần có cửu U tà quân chân truyền ngọc bài, lời này rõ ràng không giả. Phải biết, cửu U tà quân nhưng mà ma tổ vô thiên đồng môn sư đệ à, nói cách khác, bàn về bối phận, Diệp thần chính là ma tổ vô thiên sư điệt, chỉ bằng tầng quan hệ này, đủ để ở hắc ám cấm hải bên trong hoành hành vô kỵ. Dĩ nhiên, Huyền Trần đạo nhân cũng không biết, thật ra thì Diệp thí thiên thân phận chân thật, chính là Diệp thần. Mà Diệp thần cùng ma tổ vô thiên tới giữa, có ân oán không nhỏ. Diệp thần nói, cửu U tà quân chính là ta sư tôn, lão tiền bối nếu có thể được cái thuận lợi, xin đem cửu U tinh thạch cho ta. Huyền Trần đạo nhân chỉnh trọng gật đầu, nói, không thành vấn đề, cái này cửu U tinh thạch, người cứ việc cầm đi. Hắn biết Diệp thần người sau lưng, vị kia cửu U tà quân, biến mất nhiều năm, thân phận kinh người, nếu như hiện tại còn sống, thực lực nhất định long trời lở đất. Mà ma tổ vô thiên, vậy luôn muốn tìm thiên võ tiên môn hậu nhân, nếu như bị hắn biết, cửu U tà quân còn sống, hơn nữa còn có một người học trò, dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lập tức, Huyền Trần đạo nhân đem vậy thiên võ ngọc bài, trả lại cho Diệp thần, cũng muốn kết cái thiện duyên. Diệp thần nói, lão tiền bối, sư phụ ta sự việc, xin ngươi hãy tạm thời giữ bí mật, ta không muốn tiết lộ đi ra ngoài. Huyền Trần đạo nhân nói, à, bàn về bối phận. Ma tổ vô thiên là ngươi sư bá, ngươi không đi nhận nhau sao? Diệp thần nói, ta muốn cùng đi săn đại hội kết thúc, chứng minh mình thực lực sau đó, lại nhận nhau cũng không muộn. Huyền Trần đạo nhân ha ha cười một tiếng, nói, lúc đầu là thế này phải không? Cũng tốt, người tuổi trẻ rất có chí khí, ta coi trọng ngươi, hy vọng ngươi sau này ở cựu Nhật Minh thăng quan tiến chức nhanh chóng, cũng đừng quên lão phu. Diệp thần dở khóc dở cười, nói, nhất định, nhất định. Vậy ta cáo từ trước. Huyền Trần đạo nhân cười nói, đi thong thả. Sau đó liền cung kính đưa Diệp thần đi ra ngoài. Đưa tới cửa thời điểm, Huyền Trần đạo nhân thấy phương xa như bánh xe trở về kim quang, trong lòng khó hiểu rét một cái, hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi dùng thần thông gì, lại có thể ngụy tạo luân hồi thiên kiếm xuất thế giả tưởng. Diệp thần giật mình trong lòng, hắn có thể không muốn bại lộ mình thân phận chân thật, liền tỉnh bơ, nói. Là sư phụ ta truyền thụ cho ta khi thiên đạo pháp. Huyền Trần đạo nhân nói, chỉ là khi thiên đạo pháp, có thể ngụy tạo ra như vậy minh mông luân hồi khí tượng. Lòng hắn bên trong mơ hồ phát hiện không đúng, nhưng lại không dám nói bừa. Diệp thần nói, sư phụ ta thần thông quảng đại, vậy cũng không việc gì hiếm lạ. Huyền Trần đạo nhân khẽ vuốt cằm, trong lòng mặc dù còn có hầu nghi, nhưng vậy không đoán được Diệp thần chính là luân hồi chi chủ, chỉ lấy là ngày cũ thần thông tuyệt diệu. Không phải mình có thể dò ngó gặp, nói, được rồi, vậy tiểu huynh đệ trở về sau đó, nhớ thay lão phu hướng cửu U tà quân thỉnh an. Diệp thần nói, nhất định. Nói xong, Diệp thần tạm biệt Huyền Trần đạo nhân, mang cửu U tinh thạch rời đi, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Ở trên đường, Diệp thần đem cửu U tinh thạch, giao cho cửu U tà quân, nói tiền bối, linh thạch tới tay. Cửu U tà quân khẽ vuốt cằm, nói, rất tốt, có viên này cửu U tinh thạch. Ta đạo tâm ít nhất có thể không việc gì. Mạng hắn đổ quá mức lận đận, nội tâm có cổ oán niệm là sát khí, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà có cửu U tinh thạch phụ trợ, ít nhất sẽ không lại có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lập tức cửu U tà quân, nhận lấy cửu U tinh thạch, chui hồi mộ bia bên trong đi, yên lặng bắt đầu luyện hóa. Mà Diệp thần trở lại Bắc Mãng tổ địa, cùng tiểu hoàng đoàn tụ, tự nhiên không khỏi mừng rỡ. Như vậy qua được hơn nửa tháng. Đi săn đại hội vậy muốn bắt đầu. Tiểu hoàng nói, chủ nhân, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Diệp thần nói, à, ngươi không lưu lại cùng mẫu thân ngươi sao? Tiểu hoàng nói, ta vẫn là muốn đi cứu ta phụ thân. Ta hiện tại thương thế đã khôi phục.
Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, được, vậy ngươi liền cùng ta đi. Thật ra thì, Diệp Thần không hề muốn mang Tiểu Hoàng, bởi vì Tiểu Hoàng thân phận quá đặc thù, hắn có tổ vương huyết mạch, không cho sơ thất. Vậy đi săn đại hội quá hung hiểm, nếu như Tiểu Hoàng chết, vậy tổ vương huyết mạch liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Bất quá nếu Tiểu Hoàng muốn đi, Diệp Thần tự nhiên cũng không dự định ngăn cản, dẫu sao Tiểu Hoàng phụ thân, liền bị tống giam ở đi săn đại hội sân bên trong, có Tiểu Hoàng ở đây, cứu vãn cơ hội sẽ lớn hơn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần liền cùng Tiểu Hoàng kết bạn rời đi, Bắc Mãng Tĩnh cùng Kiếm Vô Danh ra để đưa tiễn. Lần này Diệp Thần rời đi thời gian, Kiếm Vô Danh sẽ ở lại Bắc Mãng tổ địa, có hắn ở chỗ này, mà tộc bên kia người, tự nhiên cũng không dám làm loạn. Diệp Thần đem Tiểu Hoàng thu vào suối vàng trong thế giới, sau đó đeo lên Diệp Thí Thiên mặt nạ, một mình đi săn đại hội sân, diệt thần di hoang. Mà lúc này, cựu Nhật Minh trong đại điện. Theo đi săn đại hội sắp bắt đầu, mà Tổ Vô Thiên đang cùng mấy cái cao tầng hộ pháp, đang thương thảo chuyện quan trọng. Mà Tổ Vô Thiên trên tay, có một phần danh sách. Phần danh sách này, ghi chép tất cả tham gia người săn thú. Cái này Diệp Thí Thiên và Lãnh Mộ Tình, ngược lại là có chút ý tứ. Mà Tổ Vô Thiên ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn trong danh sách tên chữ. Khi ánh mắt của hắn có thể đạt được, phần kia danh sách ánh sáng lóe lên, Diệp Thần và Lãnh Mộ Tình hình ảnh, đều là hiện ra. Bất quá Diệp Thần mang mặt nạ, uống ẩn thiên thần đan, dùng tên giả Diệp Thí Thiên, mà Tổ Vô Thiên vậy không nhìn ra. Huống chi Diệp Thần hiện ra ở cấm thiên bảng trên bia đá tên chữ, cũng là Diệp Thí Thiên, người ngoài càng không nghi ngờ hắn thân phận chân thật. Đại điện nấc thang dưới, một cái dưới người nửa chó sói, người mặc khôi giáp nam tử bước ra khỏi hàng, nói, lão tổ, theo ta điều tra, Lãnh Mộ Tình là phổ thông tán tu, ngẫu nhiên được ly cốt yêu phiên, từ đây nghịch thiên cải mệnh, nhưng cái này cái Diệp Thí Thiên, nhưng cha không ra cái gì. Nam tử này, chính là 10 lục hộ pháp bên trong Bắc Phong Lang. Mà Tổ Vô Thiên nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói cái gì cũng cha không ra sao. Bắc Phong Lang nói, đúng vậy, người này hình như là vô căn cứ xuất hiện, trước mắt ở cấm thiên bảng trên hạng vị thứ 674. Mà Tổ Vô Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Già Thiên Ma Đế nói, Ma Đế, người nghe qua Diệp Thí Thiên người này sao? Già Thiên Ma Đế diễn cảm hơi có điểm cổ quái, hắn tự nhiên biết, Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Trước đây, hắn thậm chí thu được Diệp Thần phi kiếm truyền thư. Lúc ấy Diệp Thần muốn cửu U Tinh Thạch, liền ủy thác Già Thiên Ma Đế tương trợ, nhưng Già Thiên Ma Đế chưa có trở về tin, sợ làm cho Ma Tổ Vô Thiên chú ý. Lúc này nghe được Ma Tổ Vô Thiên hỏi, Già Thiên Ma Đế nói, thật giống như nghe qua, nhưng không biết. Hắn biết ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt, tuyệt đối không thể nói láo, nói một chút láo cũng sẽ bị nhìn ra, không thể nào giấu giếm. Trừ phi là luyện thành cửu thiên bão pháp quyết, hoặc là tà tháng mê thần pháp các loại, có thể che giấu nhân quả, tránh rình dập thần thông, nếu không khó mà giấu giếm. Cho nên, hắn dứt khoát hàm hồ kỳ từ, lấp liếm cho qua. Ma Tổ Vô Thiên thấy Già Thiên Ma Đế như có dấu giếm, nhướng mày một cái, nhưng lại cũng không hỏi nhiều. Hắn cùng Ma Đế tới giữa, duy trì tương đối ăn ý, hai người cũng không có chạm đến đối phương ngọn nguồn tuyến, là một loại cực kỳ vi diệu quan hệ. Bát Kỳ, người đi gọi Huyền Trần Đạo Nhân tới gặp ta. Ma Tổ Vô Thiên phân phó, hướng đài cái kế tiếp áo bào xám chàng trai nói. Vậy áo bào xám nam tử tướng mạo âm lệ. Cả người quấn vòng quanh 8 con rắn lớn, hình dáng vô cùng quỷ dị cổ quái, chính là 10 lục hộ pháp bên trong Bát Kỳ Thiên Xà. Lão Tổ. Bát Kỳ Thiên Xà lập tức lui ra ngoài, biến dạng hư không rời đi. Không tới nửa nén hương thời gian, hắn bắt một lão đạo sĩ trở về. Lão đạo kia sĩ chính là Huyền Trần Đạo Nhân. Bát Kỳ Thiên Xà nói, Lão Tổ, người dẫn tới. Huyền Trần Đạo Nhân bị bắt cựu Nhật Minh Đại Điện. Mắt thấy lớn điện nghiêm túc, Ma Tổ Vô Thiên ngồi ngay ngắn ở xương trắng hoa sen đen trên ghế, bên cạnh Già Thiên Ma Đế đứng xuôi tay, đài cái kế tiếp cái cựu Nhật Minh hộ pháp, Ngọc Thiềm Thiên Tử, Bắc Phong Lang, Thánh Nguyên Thiên Quy, Tửu Thôn Quỷ Vương Vân. Vân, người người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong thoáng chốc, Huyền Trần Đạo Nhân mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhưng nơi nào gặp qua tràng diện này. Hắn quỳ xuống, bình bịch bịch hướng Ma Tổ Vô Thiên dập đầu, mặt trắng như tờ giấy. Nói, lão nô Huyền Trần Đạo Nhân, không biết lão tổ cho đòi gặp, có chuyện gì quan trọng.
Hắn tuy là bách gia cảnh 4 tầng thiên cường giả, nhưng ở ma tổ vô thiên trước mặt, còn kiến hôi tồn tại, đối phương thổi một hơi, liền có thể tiêu diệt hắn ngàn vạn lần lần, hắn là không dám thở mạnh. Ma tổ vô thiên híp mắt, ngưng mắt nhìn Huyền Trần đạo nhân, nói, người biết Diệp Thí Thiên sao? Huyền Trần đạo nhân mồ hôi như mưa rơi, nói, nhận. Biết, hắn ở ta địa ngục đạo trận bên trong, tham gia trận thứ 2 thực tập, hơn nữa thuận lợi thông qua, lấy được rồi một quả thú thần làm. Ma tổ vô thiên nói, phải không? Còn có cái khác sao? Đến lúc này, ma tổ vô thiên cũng không nghĩ tới, thật ra thì Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần. Bởi vì, hắn cho phép Diệp Thần, phá lệ tham gia đi săn đại hội, giữ lẽ thường mà nói, Diệp Thần là không cần phải ngoài định mức đi tranh đoạt thú thần làm. Huyền Trần đạo nhân cả người phát run, nhớ lại Diệp Thần sau lưng cửu U Tà Quân, vội vàng nói. Cái này Diệp Thí Thiên, hắn nhưng thật ra là lão tổ ngươi sư chất. Lời này vừa ra, ma tổ vô thiên sửng sốt một chút. Tại chỗ hộ pháp các cường giả, cũng là ngạc nhiên. Liền liền giả thiên ma đế, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần, lại là ma tổ vô thiên sư chất. Huyền Trần đạo nhân nuốt nước miếng một cái, hắn đã đáp ứng Diệp Thần, phải giữ bí mật, không nên tiết lộ cửu U Tà Quân sự việc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào có nửa điểm giấu giếm. Lập tức đầu đuôi gốc ngọn nói, Diệp Thí Thiên người này, nhưng thật ra là cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên đệ tử quan môn, bàn về bối phận, lão tổ ngươi là hắn sư bá, lão tổ có này cùng thiên kiêu hậu bối, thật đáng mừng à. Ma tổ vô thiên ánh mắt đông lại một cái, giọng hơi có chút kích động nói, vậy Diệp Thí Thiên, là thạch sư đệ học trò. Ngươi không nhìn lầm. Tại chỗ rất nhiều hộ pháp, đều là khiếp sợ, bọn họ đã có chừng mấy chục ngàn năm thời gian, không gặp qua ma tổ vô thiên, lộ ra như thế kích động tư thái. Thật ra thì ban đầu ở thiên võ tiên môn bên trong, ma tổ vô thiên và cửu U Tà Quân quan hệ, không hề coi là mật thiết, nhưng sư môn vùng đất xưa tiêu diệt. Mỗi một cái người cũ, cũng lộ vẻ được vô cùng chân quý. Những năm gần đây, ma tổ vô thiên vậy từng thử nghiệm tìm, sư môn vùng đất xưa người, trong đó liền bao gồm cửu U Tà Quân. Lúc này nghe được Diệp Thí Thiên, lại là cửu U Tà Quân đệ tử, hắn dĩ nhiên là kích động cùng khiếp sợ. Huyền Trần đạo nhân nói, lão nô chính mắt nhìn thấy, vậy Diệp Thí Thiên lấy ra cửu U Tà Quân thiên võ ngọc bài, không có sai. Ma tổ vô thiên nói, vậy thạch sư đệ đâu? Hắn còn sống không? Huyền Trần đạo nhân nói, cửu U Tà Quân ngọc bài ánh sáng sáng chói, khí số đặc biệt là ở đây, nhất định còn không chết. Ma tổ vô thiên lại là kích động, đứng dậy, đi qua đi lại, nói, nếu như thạch sư đệ còn sống, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, ta những năm này tu vi một mực không cách nào tiến bộ, chính là bởi vì đạo tâm không đủ viên mãn, nếu như có thể cùng ngày xưa người cũ đoàn tụ, viên mãn ngày không xa vậy. Trước mắt ma tổ vô thiên tu vi, cùng thái thượng thiên nữ tương đương, hai người lực lượng tương đương, khó phân cao thấp, cũng so vũ hoàng cổ đế kém một nước. Vũ hoàng cổ đế là vô lượng cảnh đỉnh cấp, cũng là hiện thế võ đạo đỉnh cấp, mà ma tổ vô thiên là đến gần đỉnh cấp, cũng không có đạt đến. Muốn đạt tới hiện thế võ đạo đỉnh cấp, nhất định phải đạo tâm viên mãn, mà cựu Nhật thời đại tranh bá chiến loạn, cho hắn vết thương quá lớn, hiện tại nhất định phải tìm được cựu Nhật thời đại bạn tốt. Mới khá đền bù vết thương, đạt tới viên mãn cảnh giới. Cho nên, những năm gần đây, ma tổ vô thiên tìm thiên võ tiên môn hậu nhân, là vì đền bù đi qua tiếc nuối, nhường đường tim viên mãn. Bát Kỳ Thiên Xà nói, lão tổ, nếu vậy Diệp Thí Thiên, chính là thiên võ tiên môn hậu nhân, vậy chúng ta nhanh chóng tiếp hắn tới đây đoàn tụ. Nghe vậy, ma tổ vô thiên nhưng tỉnh táo lại, nói chuyện này không cần phải gấp gáp, hắn không đến đầu dựa vào ta. Nhưng muốn đi tham gia đi săn đại hội, muốn đến là muốn chứng minh mình thực lực, chúng ta liền cho hắn một cái chứng minh cơ hội. Huyền Trần đạo nhân nói, lão tổ nói phải, Diệp Thí Thiên lúc ấy cùng ta nói, cũng là cái ý này. Ma tổ vô thiên gật đầu một cái, nói, đi săn ở ngày mới bắt đầu, như vậy, hiện tại thay ta chuẩn bị hạ xuống nghi thức, ta muốn đích thân mở diệt thần di hoang cấm chế. Đám người hộ pháp nói, liền lui ra ngoài. Chuẩn bị ma tổ vô thiên phủ xuống nghi thức. Mà già thiên ma đế, nhưng là thần sắc cổ quái, trong lòng âm thầm cục cục, Diệp Thần thằng nhóc này, làm sao sẽ cùng thiên võ tiên môn liên hệ quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì võ tổ sao? Già thiên ma đế tự nhiên nghe qua thiên võ tiên môn, cũng biết thiên võ tiên môn khai sơn tổ sư, chính là võ tổ.
võ tổ tu vi, vô cùng mạnh mẽ, thật ra thì đã dòm ngó gặp không không, có tư cách đi không không thế giới, nhưng hắn lựa chọn ở lại thực tế thời không, cũng thành lập thiên võ tiên môn, truyền bá võ đạo. Cho nên thế gian võ đạo ngọn nguồn, chính là võ tổ. Ở võ tổ cái đó niên đại, võ đạo hệ thống còn không thành hình, là một cái man hoang thế giới, hết thảy phơi bày dã man tục tằng bản chất, là võ tổ khai thiên tích địa vậy, sáng lập thực tế võ đạo hệ thống. Thậm chí, hắn còn nghĩ không không cảnh giới chiết tư, thu ghi đến thiên võ ngọa long kinh bên trong đi. Cho nên, thế gian nếu như có người, tham ngộ ngộ thiên võ ngọa long kinh mà nói, liền có thể dòm ngó gặp không không cảnh giới bí ẩn. Võ tổ đây là ngực lớn khâm, đại khí phách, hắn mặc dù không muốn đặt chân không không, nhưng cho hậu nhân để lại một con đường. Mà Diệp Thần có võ tổ đạo tâm, cùng võ tổ có thiên ti vạn lũ liên lạc. Già thiên ma đế chỉ lấy là, Diệp Thần cùng thiên võ tiên môn có chút liên lụy, là bởi vì là võ tổ, nào nghĩ tới là luân hồi mộ địa tân đại năng thức tỉnh, để cho Diệp Thần lưng đeo mới nhân quả. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng đã tới Diệt Thần Di Hoang. Diệt Thần Di Hoang, hắc ám cấm hải thập đại di tích một trong, ngày xưa thiên võ tiên môn di tích bí cảnh. Chỗ này, là một phiến gần như hoang vu thế giới, thiên sơn vạn hác, viễn cổ rừng rậm liên miên thành phiến, trong núi rừng thỉnh thoảng truyền ra động trời tiếng thú gào, làm người sợ hãi. Lúc này, Diệt Thần Di Hoang còn chưa mở. Ở Diệt Thần Di Hoang lối vào trước, có một người công xây dựng quảng trường. Tới tham gia người săn thú cửa, liền ở trên quảng trường chờ, số người cũng không tính là nhiều, bởi vì thú thần làm liền 100 cái, có tư cách người tham dự, cũng chỉ 100 người. Diệp Thần đi tới trên quảng trường, nhưng gặp phía trước lối vào khép kín, có một tầng màu đen cấm chế bảo vệ, ngoại nhân không cách nào đi vào. Có mấy cái cựu Nhật Minh chấp sự, tại chỗ duy trì trật tự, nói, đi săn lập tức bắt đầu, các vị ở chỗ này chờ, lão tổ sẽ đích thân hạ xuống. Mở lối vào. Đám người nghe được ma tổ vô thiên muốn đích thân tới, đều có điểm hưng phấn, xì xào bàn tán nói. Ma tổ vô thiên, trong truyền thuyết thiên hạ cao thứ ba tay à, ngày hôm nay có thể vừa gặp chân thân, cũng không uổng cuộc đời này. Cái gì thiên hạ thứ ba, rõ ràng là thiên hạ thứ hai, so với vậy vũ hoàng cổ đế hơi kém một bậc mà thôi. Không, ta xem vẫn là thiên hạ thứ ba, đảm nhiệm thiên nữ có bơ kiếm, mà ma tổ vô thiên không có. Phương diện binh khí bị thua thiệt nhiều, thật đánh, hắn chỉ sợ không phải là thiên nữ địch thủ. Ha ha, vậy ngược lại chưa chắc, thiên nữ tu hành thời gian, khí vận tích lũy, kém ma tổ vô thiên trên 1 triệu năm, cho dù có thiên kiếm thì như thế nào. Chỉ sợ vẫn là không địch lại vô thiên. Đám người tranh luận dạy ma tổ vô thiên thực lực, bất quá đều là học sinh cũ thường nói chuyện, trên phố một mực tranh chấp không ngừng. Đời này đệ nhất cao thủ, vậy không nghi ngờ chút nào. Là vũ hoàng cổ đế. Mà thứ hai thứ ba, chính là đảm nhiệm thiên nữ cùng ma tổ vô thiên, còn như cái này hai người, ai xếp thứ hai, ai xếp thứ ba, nhưng rất khó nói. Diệp Thần nghe mọi người tranh luận, cũng sẽ lười để ý, ánh mắt chỉ thấy phía trước. Cách màu đen kia cấm chế, cũng có thể thấy rõ Diệp Thần Di Hoang bên trong hoàn cảnh, đó là thật một phiến cổ xưa vắng lặng, địa mạch tuổi tác, so ngày cũ còn muốn xa xôi rất nhiều. Cái này Diệt Thần Di Hoang, hẳn là võ tổ thời đại địa phương. Diệp Thần ánh mắt híp lại, từ địa mạch hơi thở phán đoán, cái này phiến Diệt Thần Di Hoang, niên đại đặc biệt rất xưa, hẳn là võ tổ đã từng sinh hoạt qua địa phương, sau đó bị võ tổ thu nạp, cải tạo thành thiên võ tiên môn bí cảnh. Cho nên ở Diệt Thần Di Hoang bên trong thần thú, đạt được cổ xưa địa mạch bồi bổ, hơi thở đặc biệt là hung hãn mạnh mẽ, mang theo man hoang cự thú dã khí, tuyệt không thể khinh thường. Vị này huynh đệ, ngay tại Diệp Thần đang quan sát thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy một người thanh niên nam tử, đang ôm quyền hướng mình thi lễ, mang nụ cười, một bộ thành khẩn chân thành hình dáng. Các hạ là, Diệp Thần khá là nghi ngờ, hắn cũng không nhận ra nam tử này. Vậy chàng thanh niên do dự hồi lâu, vẫn là nói, ta kêu Liễu Tề Minh, vô tận 5 tháng trước. Là từ thiên nhân vực Bắc Lăng Thiên Điện đi ra võ giả, ta xem người huynh đệ trên mình, có thiên nhân vực hơi thở, thậm chí có Bắc Lăng Thiên Điện hơi thở, không biết ngươi và Bắc Lăng Thiên Điện, có quan hệ thế nào. Lúc đầu cái này người thanh niên, tên là Liễu Tề Minh, hắn đến từ thiên nhân vực, thậm chí đã từng xuất thân Bắc Lăng Thiên Điện. Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, có một cổ đặc thù Bắc Lăng khí,
một khi trở thành đệ tử, cũng sẽ dính. Cái này cũng thuận lợi Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử ở bên ngoài nhận nhau. Cố nhiên Diệp Thần che giấu, nhưng vẫn bị Liễu Tề Minh phát hiện một chút. Giờ phút này thấy Diệp Thần, hắn cảm ứng được thiên nhân vực hơi thở, thậm chí còn có Bắc Lăng Thiên Điện hơi thở, cho nên đi lên làm quen. Diệp Thần sững sờ một chút, hắn uống ẩn thiên thần đan, che giấu luân hồi hơi thở, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm cái khác. Ngươi là Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử sao? Diệp Thần nhìn Liễu Tề Minh nói. Hắn cùng Bắc Lăng Thiên Điện tới giữa, quan hệ không cạn, bây giờ nghe Liễu Tề Minh nói tới, cũng là rất có hảo cảm. Liễu Tề Minh nói, chính là, không biết huynh đệ tôn tính đại danh, làm sao sẽ tới đến Hắc Ám Cấm Hải, là Bắc Lăng Thiên Điện nhiệm vụ sao? Diệp Thần nói, ta kêu Diệp Thí Thiên, muốn đến đi săn đại hội, chui luyện mình thôi, ngược lại không phải là Bắc Lăng Thiên Điện nhiệm vụ. Liễu Tề Minh nói, lúc đầu các hạ chính là Diệp Thí Thiên sao? Diệp Thần hơi ngẩn ra, nói, ngươi biết ta. Liễu Tề Minh nói, cấm thiên bảng bia đá hiển hóa, ta thấy có người huynh đệ tên chữ, xếp hạng vị thứ 674. Cấm thiên bảng mỗi lần cập nhật, đều ở đây giữa trời đất tức giận voi hiển hóa. Kỹ lưỡng lưu ý quan sát người, liền có biết lai lịch. Diệp Thần ngẩn người, hồi tưởng lại vậy cấm thiên bảng bia đá, tựa hồ vậy gặp qua Liễu Tề Minh tên chữ, nhưng bởi vì trên bảng danh sách tên chữ quá nhiều, hắn cũng không có kỹ lưỡng lưu ý. Ta hạng quá mức gần chót, ngược lại để cho Liễu Huynh chê cười. Diệp Thần tùy tiện khiêm nhường một câu. Liễu Tề Minh nói, không sao, người huynh đệ nếu xuất thân Bắc Lăng Thiên Điện, muốn đến tiềm chất phi phàm, sau này rất nhiều thành tựu. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra Liễu Tề Minh năm đó rời đi Bắc Lăng Thiên Điện thời điểm, thời gian còn rất sớm, cho nên hắn cũng không biết Diệp Thần ở Bắc Lăng Thiên Điện sự việc. Liễu Huynh, người năm đó là vì sao phải rời đi Bắc Lăng Thiên Điện? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Liễu Tề Minh nói, ta từ một ít cổ tịch bên trong, tra được Hồng Quân Lão Tổ bí cảnh, ngay tại Hắc Ám Cấm Hải bên trong, cho nên không để ý sư môn phản đối, dứt khoát cởi dậy ra. Tới Hắc Ám Cấm Hải sông sáo, không ngờ. À, Hồng Quân bí cảnh, sớm bị người rời hết, ta nhưng là liền một chút cơ duyên cũng không lấy được. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Tề Minh giọng bên trong, rất nhiều đắng chát tịch mịch ý, muốn đến hắn cởi dậy sau khi rời đi, ngày phiêu linh, cũng không tốt qua. Diệp Thần nói, nguyên lai là như vậy sao? Hắn nhớ lại kiếm vô danh, cùng kiếm vô danh so sánh, Liễu Tề Minh tình huống thân nhau rất nhiều. Tới cánh tay của thiếu niên chân cũng xây ở. Liễu Tề Minh nói, ta từ Hồng Quân bí cảnh sau khi ra, may mắn bị một gia tộc thu nhận, gia tộc kia vậy họ Liễu, ngược lại là cùng ta có duyên, lần này ta là đại biểu Liễu gia, tới tham gia đi săn đại hội. Diệp Thần nói, lúc đầu Liễu Huynh là Liễu gia thiên tài sao? Hạnh hội hạnh hội! Trước kia già thiên ma đế, đã cho Diệp Thần một phần bản đồ, phía trên vậy đơn giản nhắc tới Liễu gia. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong biển bên trong, trừ cựu Nhật Minh bên ngoài, thanh danh nhất hiển hách thế lực, là 16 chấn chư hầu. Cái gọi là 16 chấn chư hầu, chính là cựu Nhật Minh 16 tinh thú hộ pháp lãnh địa. Ở 16 chấn chư hầu bên ngoài, còn thật nhiều danh môn vọng tộc. Mà Liễu gia, chính là cái này danh môn vọng tộc một trong. Liễu Tề Minh nói, Diệp huynh đệ, lần này đi săn đại hội, trừ ta ra. Liễu gia ta còn ngoài ra phái ra hai người, ta tới vì ngươi dẫn gặp. Hắn biết Diệp Thần đến từ thiên nhân vực, có xuất từ Bắc Lăng Thiên Điện, cho nên rất nhiều hảo cảm, muốn thân cận làm quen. Diệp Thần không tiện cự tuyệt, liền gật đầu một cái, cùng Liễu Tề Minh đi tới quảng trường bên kia. Nơi này, lại có một nam một nữ, dựa vào một cây đại thụ tán gẫu. Đại tiểu thư, Hổ thiếu gia. Liễu Tề Minh thấy hai người, hơi có chút cung kính chắp tay. Một nam một nữ kia, thấy hắn trở về, còn mang liền một cái xa lạ nam mặt nạ, không khỏi được nhíu mày. Liễu Tề Minh, ngươi vừa mới đi qua bên kia làm gì? Phụ nữ kia mở miệng nói. Diệp Thần đánh giá cô gái này một mắt, gặp đối phương tướng mạo thanh tú, nhưng thái độ như vậy kiêu căng, không khỏi nhíu mày một cái. Liễu Tề Minh nói, ta tha hương ngộ cố chi, đụng phải trước kia thiên nhân vực người, liền đi qua làm quen. Đại tiểu thư, ta tới vì các người giới thiệu. Vị này là Diệp Thí Thiên Diệp huynh đệ. Diệp huynh đệ, vị này là của Liễu gia ta đại tiểu thư, tên là Liễu Lộ Ngư, tu vi bách gia cảnh nhất tầng thiên, trảm gia 18, cấm thiên bảng hạng vị thứ 351.
vị này là Liễu Hổ thiếu gia, tu vi cũng là bách gia cảnh nhất tầng thiên, cấm thiên bảng hạng vị thứ 397. Ta còn không chạm ra đột phá, trước mắt cấm thiên bảng hạng 433. Liễu Tề Minh phân biệt giới thiệu xong xuôi, lại hướng Diệp Thần hỏi nói, Diệp huynh đệ, ngươi tu vi là? Hắn gặp Diệp Thần mặt ngoài tu vi hơi thở, là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, nhưng nếu có thể xếp hàng cấm thiên bảng trên, muốn đến thực lực chân thật không chỉ như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta tu vi chính là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên. Liễu Tề Minh nói, cái này không thể nào, huynh đệ nói đùa, ngươi vừa có thể bước lên cấm thiên bảng, làm sao sẽ điểm này tu vi? Vậy Liễu Lộ Ngư nhìn Diệp Thần một mắt, nói, ngươi ẩn núp tu vi, lại mang cái mặt nạ, nhất định trong lòng không ý tốt. Nàng gặp Diệp Thần tu vi hơi thở nông cạn, hơn nữa lại mang mặt nạ, cùng chân thực hạng không hợp, sau lưng rõ ràng khác có kỳ hoặc, chỉ lấy là Diệp Thần tâm hoài bất quỹ. Nếu như nàng biết, Diệp Thần ở địa ngục giữa đạo tràng biểu hiện, tuyệt đối sẽ không như vậy khinh miệt căm thù. Bởi vì, ở địa ngục giữa đạo tràng, Diệp Thần mượn dùng cửu u tà quân lực lượng, thậm chí bộc phát ra bách gia cảnh 4 tầng thiên khí tức đáng sợ. Bất quá, Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh, Liễu Hổ các người, cũng không biết địa ngục thực tập tình huống. Hắc ám cấm hải thực sự quá lớn, mỗi ngày đều có đếm không hết kỳ văn dị sự phát sinh, Diệp Thần tuy ở địa ngục đạo tràng bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc, nhưng cũng không có đưa tới ngoại giới nhìn chăm chú. Diệp Thần cười một cái, nói, nếu Liễu Tiểu Thư không hoan nghênh ta, vậy ta cáo từ trước. Hắn cũng không muốn cùng Liễu Lộ Ngư dây dưa, liền muốn rời đi. Hay, Diệp huynh, đều là hiểu lầm. Liễu Tề Minh đi ra giảng hòa, giữ lại Diệp Thần, trong lòng vẫn là muốn cùng Diệp Thần làm quen, dẫu sao mọi người đều là thiên nhân vực xuất thân. Ha ha, Diệp Thí Thiên đúng không? Ngay tại lúc này, vậy Liễu Hổ trên dưới quét nhìn Diệp Thần một mắt, khoanh tay, nói. Ngươi cấm thiên bảng hạng thứ 674, liền thứ hạng này, ngươi chân thật cảnh giới tu vi, tối đa quá chân cảnh hậu kỳ, vậy cao không đi nơi nào. Hắn gặp Diệp Thần hạng như thế gần chót, coi như thật giấu giếm thực lực, vậy thực lực chân chính, cũng sẽ không có thật lợi hại, cũng chỉ không để ở trong lòng. Như vậy đi, ta xem ở Liễu Tề Minh phân thượng, để cho ngươi lưu lại cũng có thể, ngươi quỳ xuống đi, làm của Liễu gia ta nô bộc, ta sẽ ở đi săn trong đại hội chiếu cố ngươi. Liễu Hổ cười lạnh một tiếng nói. Liễu Lộ Ngư cũng là gật đầu một cái, nói, không sai, ta vừa vặn thiếu một cái nô bộc, ngươi lưu lại phục vụ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này hai người lời nói bên trong, vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ cao cao tại thượng hình dáng, hiển nhiên là thân cư địa vị cao thói quen, hoàn toàn không đem người bình thường làm người xem. Diệp Thần các loại nhân vật, gió to sóng lớn, thấy cũng nhiều, thấy Liễu Lộ Ngư cùng Liễu Hổ cái này giễu cợt mặt mũi, vậy không để ở trong lòng, mỉm cười nói, đa tạ hai vị chiếu cố, đáng tiếc ta cái này đầu gối, đứng thói quen, quỳ không đi xuống, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần xoay người rời đi. Ngươi, Liễu Hổ cùng Liễu Lộ Ngư giận dữ, bọn họ ngày thường trong gia tộc cư cao ở trên cao, nhưng cho tới bây giờ không bị người cự tuyệt qua, bây giờ bị Diệp Thần ngay trước mọi người cự tuyệt, giữa trán nhất thời rất nhiều tức giận ý. Quản gia, Liễu Lộ Ngư bật thốt lên, nhưng sau đó lập tức im miệng, một hồi lúng túng, nơi này là Diệt Thần Di Hoang, cũng không phải là gia tộc của nàng, cũng không có người sẽ thay nàng ra mặt. Ta tới dạy bảo thằng nhóc này. Liễu Hổ hừ một tiếng, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, đột nhiên bước nhanh lao ra, một chưởng hướng Diệp Thần sau lưng vỗ tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, cảm thụ sau lưng tiếng gió, lại không nghĩ rằng đối phương dã man như thế, đang định đánh trả, bỗng nhiên bầu trời có ma hy tách thả ra, ngàn chỉ vạn chỉ quả đen rát rát gào thét, một tôn ngút trời bàn tay lăng không mà rơi xuống, như trời núi áp đính vậy, phịch đích một tiếng, đánh vào Liễu Hổ trên thân thể. Phốc xích, Liễu Hổ tại chỗ cuồng phún máu tươi, thân thể bị đánh được lõm đổ trên đất, cả người xương cốt vỡ vụn, trong phút chốc bị trọng thương. Liễu Hổ, Liễu Lộ Ngư hoảng hốt, kêu lên một tiếng. Liễu Tề Minh cũng là lớn kinh, trên quảng trường rất nhiều cường giả, nhìn vậy kinh thiên bàn tay, cũng là một hồi rung động ngạc nhiên. Nhưng gặp vậy bàn tay lớn thu hồi, đầy trời quả đen vây quanh lúc đó, một cái áo bào đen nam tử chậm rãi hạ xuống, chính là Già Thiên Ma Đế. À, là Ma Đế đại nhân. Già Thiên Ma Đế tới. Nghe nói hắn lấy được Tử Triệu Ma Nhãn, đã nghịch thiên cải mệnh.
Tử Triệu ma nhãn là cái gì? Ngốc nghếch, chưa từng nghe qua gần đây tin đồn sao? Tử Triệu ma nhãn chính là Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương một trong, hư vô chi vương. Mọi người thấy Giả Thiên Ma Đế hạ xuống, đều là kinh hãi, một hồi xôn xao nghị luận, rối rít lui về phía sau. Gần đây Giả Thiên Ma Đế kỳ ngộ, truyền khắp toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải, Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương truyền thuyết, cũng là truyền ra. Bốn đại thú vương bên trong, hư vô chi vương Tử Triệu ma nhãn, đã bị Giả Thiên Ma Đế đạt được luyện hóa. Đây là động trời kỳ ngộ, ở Giả Thiên Ma Đế sáng chói ánh sáng nổi bật hạ, Diệp Thần ở địa ngục đạo tràng bên trong thành tựu xuất sắc, ngược lại không lộ vẻ được nhìn chăm chú, cho nên Liễu Lộ Ngư Liễu Hổ các người, căn bản liền chưa từng nghe qua Diệp Thần. Giả Thiên Ma Đế hạ xuống, mắt lạnh nhìn Liễu Lộ Ngư. Hắn luyện hóa Tử Triệu ma nhãn sau đó, ánh mắt đổi được đặc biệt là sắc bén đáng sợ, chỉ là một cái ánh mắt, thì có núi thây biển máu, luyện ngục ma xâm sát khí, làm người ta sợ hãi. Liễu Lộ Ngư bị hắn ánh mắt một bắn, nhất thời hù được hoa dung thất sắc, quỳ ngã xuống. Trên quảng trường mọi người, vậy toàn đều an tĩnh lại, một phiến tĩnh mịch, ai cũng không dám nói chuyện. Bái kiến ma đế đại nhân. Mà ở quảng trường bốn phía, những cái kia duy trì trật tự cựu Nhật Minh các đệ tử, thì đồng loạt hướng Giả Thiên Ma Đế quỳ xuống thi lễ. Giả Thiên Ma Đế gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hổ. Lúc này Liễu Hổ, bị hắn đánh trọng thương, uể oải trên đất, ánh mắt mang theo kinh hoàng. Diệp Thí Thiên là bạn của ta, cũng là vô thiên tiền bối nhìn chúng người, không tới phiên các ngươi khinh vũ. Giả Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần một mắt, nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, toàn trường một hồi xôn xao. Liễu Tề Minh ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thần, lẩm bẩm nói, lúc đầu Diệp huynh lại là ma đế đại nhân bằng hữu. Liễu Lộ Ngư cùng Liễu Hổ cũng là lớn kinh, nào nghĩ tới Diệp Thần thân phận cường hãn như vậy, lại là Giả Thiên Ma Đế bằng hữu. Thậm chí, Giả Thiên Ma Đế còn nói, Diệp Thần đã bị ma tổ vô thiên nhìn trúng. Một cái hoàn chân cảnh bảy tầng thiên võ giả, lại có thể bị ma tổ vô thiên nhìn trúng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, khó tin. Mà lúc này, có một cô gái, từ bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe được Giả Thiên Ma Đế mà nói, cũng là một hồi kinh ngạc kinh ngạc. Thiếu nữ chính là Lãnh Mộ Tình. Các ngươi dám làm nhục bạn của ta, phải bị tội gì? Giả Thiên Ma Đế đứng chắp tay, quét nhìn Liễu Lộ Ngư cùng Liễu Hổ. Hai người xỉ xỉ xách xách, ở Giả Thiên Ma Đế cường đại uy nghiêm chèn ép xuống, nhưng là không dám thở mạnh. Không nói một lời, mồ hôi lạnh lớn giọt lớn rơi xuống, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần đứng dậy, nhàn nhạt nói, được rồi, đừng cùng bọn họ vậy kiến thức, lãng phí thời gian. Giả Thiên Ma Đế nói, cũng tốt, Diệp Thí Thiên, vậy chúng ta mượn một bước nói chuyện. Diệp Thần nừ một tiếng, liền cùng Giả Thiên Ma Đế kết bạn đi tới xa xa. Giả Thiên Ma Đế ấn đường hiện ra một viên mắt đứng, chính là Tử Triệu ma nhãn. Ma nhãn ánh sáng chiếu một cái, trước mắt không gian vặn vẹo, hình thành một cái độc lập thế giới nhỏ. Diệp Thần liền cùng Giả Thiên Ma Đế cùng nhau, bước vào cái này thế giới nhỏ bên trong, ngăn cách người ngoài. Liễu Lộ Ngư cùng Liễu Hổ như nhặt được đại xá, gương mặt trắng bệch, một số gần như mệt lả, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có đáng sợ như vậy thân phận, nghĩ đến mình mới vừa đắc tội Diệp Thần, hai người đều là không ngừng kêu khổ, lần này sợ là đá tấm sắt. Lúc này lại có một người đàn ông, từ bên ngoài đi tới, vừa vặn thấy Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế kết bạn đồng hành hình dáng. Cái này nam tử chính là Hạ Huyền Thịnh, cái đó chưa rõ Âm Dương Thần Điện cường giả người. Hắn vẻ mặt có chút phức tạp, im lặng không lên tiếng, xen lẫn trong đám người bên trong. Mà Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế, tiến vào vậy thế giới nhỏ bên trong, hai người nhìn nhau, vui vẻ cười to. Giả Thiên Ma Đế nói, có thể tháo xuống mặt nạ sao? Diệp Thần gật đầu một cái, liền đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một tấm lãnh đạm gương mặt. Trước cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, ngươi trước đây phát tin cho ta, kêu ta giúp ngươi cướp lấy cửu u tinh thạch, nhưng ta sợ làm cho ma tổ vô thiên chú ý, cho nên chưa có trở về tin. Giả Thiên Ma Đế đầu tiên hướng Diệp Thần nói xin lỗi, giải thích nguyên do. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, không có sao, ta đã lấy được rồi cửu u tinh thạch. Giả Thiên Ma Đế nhớ tới cửu U Tà Quân chuyện, nói, Huyền Trần Đạo Nhân mới vừa bị bắt tới cựu Nhật Minh, hắn nhắc tới cửu U Tà Quân, ngươi là cửu U Tà Quân đệ tử,
Diệp Thần ngẩn người, Huyền Trần đạo nhân trước đây còn cam kết qua, sẽ bảo đảm thủ bí mật, không nghĩ tới quay đầu liền đem sự việc đều nói hết. Ngươi đều biết, ừ, ta coi như là cửu U Tà Quân đệ tử, bàn về bối phận, mà Tổ Vô Thiên vẫn là ta sư bá, thật là tạo hóa ảo diệu à, nào nghĩ tới ta cùng Ma Tổ Vô Thiên tới giữa, lại còn có tầng quan hệ này. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần cười khổ một tí, chuyện phát triển, hiển nhiên ra hắn ý liệu. Già Thiên Ma Đế nói, vậy ngươi dự định như thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói còn có thể như thế nào, ta cùng Ma Tổ Vô Thiên tới giữa, đã không có hòa giải có thể, hắn từng một trường đả thương ta, cho ta tạo thành to lớn tinh thần vết thương, đây là một cây gai, nếu không trả thù, ta võ đạo ý khó dằn, tất thành tâm ma. Huống chi, hắn muốn chiếm thân xác ngươi, chúng ta cuối cùng vẫn là phải cùng hắn quyết sanh tử một cái, lại làm sao có thể hòa giải. Già Thiên Ma Đế trầm mặc xuống, đúng là, Ma Tổ Vô Thiên dã tâm cực lớn, cầm hắn coi là đồ đựng, hiện tại tuy còn hòa hòa khí khí, nhưng làm quyết liệt ngày tới, vậy nhất định đồ cùng chủy kiến, hai bên ngươi chết ta sống, tuyệt không hòa giải có thể. Mặc dù có ngày xưa thiên võ tiên môn nhân quả, nhưng lúc quá cảnh di chuyển, hiện tại đã không thể nào sẽ cùng biết. Diệp Thần hỏi, Vô Thiên hắn biết thân phận chân thật của ta sao? Già Thiên Ma Đế nói, còn không biết, ngươi ẩn núp rất khá, chỉ có ta rõ ràng ngươi bí mật, hắn muốn mời chào ngươi, bởi vì ngươi là thiên võ tiên môn hậu nhân. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, muốn mời chào ta sao? Chỉ sợ hắn phải thất vọng. Lần này đi săn đại hội, Diệp Thần coi như thông qua, vậy không có hứng thú gia nhập cựu Nhật Minh, hắn chỉ muốn cứu ra tiểu hoàng phụ thân mà thôi. Già Thiên Ma Đế nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này đi săn đại hội, Ma Tổ Vô Thiên sẽ nhìn chằm chằm, ngươi không muốn bại lộ luân hồi võ đạo, nếu bị hắn phát hiện, ngươi phiền toái không nhỏ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói ta biết. Già Thiên Ma Đế lại nói, lần này đi săn đại hội, sống sót coi như thông qua, có thể lấy được nhất định khen thưởng, nhưng muốn bắt được càng phong phú khen thưởng, thậm chí là cướp lấy cuối cùng khen thưởng, thiên võ ngọa long kinh, cần săn được đến thần văn mảnh vỡ. Diệp Thần nói, thần văn mảnh vỡ. Già Thiên Ma Đế nói, Diệt Thần Di Hoang bên trong có rất nhiều thần thú, mỗi một đầu thần thú trong cơ thể, đều bị phong cất giấu một phần chia thần văn mảnh vỡ, từ mấy khối đến mấy chục, thậm chí mấy trăm khối đều có, thần thú thực lực càng mạnh, thần văn mảnh vỡ lại càng nhiều, cuối cùng đi săn kết thúc, săn được thần văn mảnh vỡ nhiều nhất người, là được lấy được cuối cùng khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói cách khác, nếu như ta có thể bắt được nhiều nhất thần văn mảnh vỡ, liền có thể được thiên võ ngọa long kinh. Đại hội cuối cùng khen thưởng, chính là một trang thiên võ ngọa long trải qua kinh thư. Trang này kinh thư, Ma Tổ Vô Thiên cất chứa không biết nhiều ít vạn năm, lần này đại hội lấy ra làm phần thưởng, là rất nhiều hạ trọng lợi, thu nạp dị bẩm thiên phú người, gia nhập cựu Nhật Minh, lớn mạnh máu tươi mới ý. Nếu là có thể bắt được thiên võ ngọa long kinh, đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh. Bản nguyên vẹn thiên võ ngọa long kinh, chừng 100 trang, trong đó 95 trang, đều ở đây cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng, nhưng thiên hạ tới giữa, không người biết ngày cũ bảo giấu ở nơi nào. Thế gian truyền lưu thiên võ ngọa long kinh, chỉ có 5 trang. Trước mắt Diệp Thần trên đầu, tổng cộng có 2 trang, một trang là tổng cương, khác một trang là chánh văn trang sách. Cái này 2 trang kinh thư, cũng từng để cho hắn khắc cốt lột xác, nếu như có thể lấy thêm đến một trang mà nói, hắn tu vi tất có thể đột phá. Lần này đi săn đại hội, Diệp Thần mục đích chủ yếu, dĩ nhiên là cứu vãn tiểu hoàng phụ thân, nhưng nếu như có thể cuối cùng đoạt cúp, thu hoạch kinh thư, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Già Thiên Ma Đế nói, đúng vậy, chúc ngươi may mắn, Ma Tổ Vô Thiên là hạ trọng bản, liền thiên võ ngọa long kinh đều lấy ra, ngươi nếu là bỏ qua, vậy thì đáng tiếc. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng là, nếu như lần này bỏ qua, vậy sau này còn muốn cướp lấy kinh thư, cơ hồ là không thể nào, trừ phi giết Ma Tổ Vô Thiên. Già Thiên Ma Đế nói, Ma Tổ Vô Thiên mau hạ xuống, có rất nhiều lời ta không kịp nói, ngọc giản này bên trong cầm, bên trong là một ít Diệt Thần Di Hoang tình báo, còn có nhân viên tham gia hội tạo thành, cụ thể đi săn quy tắc vân. Vân. Già Thiên Ma Đế vừa nói liền móc ra một khối ngọc giản, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần cẩn thận nhận lấy, cất giấu. Già Thiên Ma Đế lại nói, ngươi sau khi đi vào, muốn chú ý Thánh Nguyên Điện người, Thiên Quy Tôn giả muốn giết ngươi.
Diệp Thần ngẩn người, muốn hỏi một chút Thánh Nguyên Điện tình huống, còn có bữa trước Quy Tôn giả lại là người nào, nhưng giả Thiên Ma Đế đã rút lui đi thế giới quy luật, kêu lên, mang mì ngon cái. Diệp Thần bận bịu mang hồi mặt nạ, cùng giả Thiên Ma Đế cùng nhau, lần nữa ra bây giờ bên ngoài. Lòng hắn bên trong có rất nhiều nghi vấn, âm thầm cảm ứng ngọc giản kia, muốn biết Thánh Nguyên Điện tình huống, còn có Thiên Quy Tôn giả thân phận, chỉ có thể từ ngọc giản này bên trong thăm dò. Mà thấy Diệp Thần giả Thiên Ma Đế hai người đi ra, người chung quanh ánh mắt bên trong, đều mang kính sợ cùng sợ hãi. Diệp Thần đảo mắt nhìn toàn trường một mắt, thấy được Lãnh Mộ Tình cùng Hạ Huyền Thịnh, hai người kia vẻ mặt đều có điểm phức tạp nhìn hắn. Mà Liễu Tề Minh, Liễu Lộ Ngư, Liễu Hổ các người, thần sắc phức tạp hơn, nào nghĩ tới Diệp Thần lại là giả Thiên Ma Đế bằng hữu. Diệp Thần lại thấy xó xỉnh bên trong, có 5-6 người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt lại mang theo ý định giết người. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, những người đó có nghiêng đầu đi, không dám lại xem chút. Diệp Thần gặp bọn họ tướng mạo xa lạ, trước đây là tuyệt đối không nhận biết, nhưng bọn họ lại có mang bén nhọn như vậy ý định giết người, hắn trong lòng nhất thời rét một cái. Lại xem vậy mấy cái phục trang, bụng dạ chỗ đều là in một đạo mờ u rùa đồ đằng, Diệp Thần nội tâm nhất thời muốn, mà đế tiền bối nói, Thiên Quy Tôn giả muốn giết ta. Những người này chẳng lẽ và Thiên Quy Tôn giả có liên quan? Đang suy nghĩ tới giữa, bỗng nhiên bầu trời bên trong, cuồng phong nổi lên, ma khí nhô lên, tầng tầng mây đen khói mù, nhất thời tràn ngập ra, khói mù bên trong ma hy lóng lánh, biến ảo thành thiên vạn đóa màu đen hoa sen, khắp nơi tách thả ra, còn thật nhiều xương trắng đóa hoa, xanh xanh diệt diệt, ma khí dị tượng chấn động hoàn vũ, vô cùng nguy nga. Ma tổ vô thiên muốn tới. Giả Thiên Ma Đế thấp giọng hướng Diệp Thần nói một câu, sau đó đi tới quảng trường bên, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, nghênh đón Ma Tổ Vô Thiên. Mà những người ở chỗ này, nhìn trên trời mênh mông ma khí dị tượng, cũng biết Ma Tổ Vô Thiên sắp hạ xuống, rối rít quỳ xuống. Vậy Lãnh Mộ Tình cùng Hạ Huyền Thịnh, cũng quỳ xuống, thái độ cung kính. Cho dù là Lãnh Mộ Tình, này cùng sát khí lạnh lùng, võ đạo nhọn cô gái, đối mặt Ma Tổ Vô Thiên, cũng là vô cùng nhún nhường. Cung kính quỳ xuống. Giả Thiên Ma Đế chính là đứng, hắn thân phận tôn quý, chính là cựu Nhật Minh Thánh Tử, gặp thần không bái, ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt, cũng không cần quỳ xuống. Mà Diệp Thần, nhưng cũng đứng, không có quỳ xuống. Hắn cả thiên địa đều không quỳ, chỉ quỳ phụ mẫu sư tôn, tự nhiên sẽ không quỳ bái Ma Tổ Vô Thiên. Nhưng gặp đầy trời ma khí mãnh liệt, hoa sen đen xương trắng tầng tầng tách thả ra, Ma Tổ Vô Thiên bóng người hạ xuống. Đây là Ma Tổ Vô Thiên chân thân, cũng không phải là hư ảo bóng dáng, là chân chánh bổn tôn. Cái này phiến Diệt Thần Di Hoang, là đã từng thiên võ tiên môn bí cảnh, hiện tại cũng là cựu Nhật Minh nơi chủ yếu bàn, cho nên Ma Tổ Vô Thiên chân thân có thể hạ xuống, sẽ không phải chịu cắn trả. Diệp Thần lần đầu tiên thấy Ma Tổ Vô Thiên chân thân, chỉ cảm thấy một hồi uy áp ngập trời, đầu ông ông tác hưởng. Hắn nhìn Ma Tổ Vô Thiên một mắt, thiếu chút nữa liền ánh mắt cũng mù rớt. Chỉ có thể nheo mắt lại, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Ma Tổ Vô Thiên tu vi kiêu căng, chân thực quá mức mênh mông, so Thái Dương còn muốn huy hoàng sáng chói hàng tỷ lần, sau ót có từng vòng quang vòng, mỗi một vòng quang vòng bên trong, lại có hàng tỷ vũ trụ thế giới, phập phồng chìm nổi, sáng tắt sống chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn mỗi một cái hô hấp, cũng làm động tới 100 triệu vạn thế giới nhân quả, con người mở ra lúc đó. Chư thiên đại lộ xa vào, phơi bày ra một loại vô cùng huy hoàng thở mạnh voi. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như Ma Tổ Vô Thiên xuất thủ, hắn ngay tức thì liền phải bỏ mạng, chết không có chỗ chôn, tan thành mây khói như vậy kết quả, liền một chút xíu phản kháng cũng không thể có, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Ma Tổ Vô Thiên tu vi, đã kém không nhiều đạt tới hiện thế võ đạo đỉnh cấp, là chân chánh vô lượng thiên quân, trong giơ tay nhấc chân, đều có vĩnh hằng bất hủ, vĩnh sinh bất diệt đại khí phách. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ, uy sắp thế giới hiện thật, đời này hoành đẩy vô địch, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Hơn nữa, Ma Tổ Vô Thiên trên mình, vừa không có cao nhất thiên kiếm, cũng không có cửu thiên thần thuật, hắn phơi bày ra, là một loại gần như bản chất võ đạo uy nghiêm, không có ngoại lực gia trì. Từ Ma Tổ Vô Thiên trên mình, Diệp Thần còn cảm nhận được liền rất nhiều hơn ngày cũ võ đạo hơi thở, đặc biệt là Cửu U Đế Kinh. Cửu U Đế Kinh,
đã từng là thiên võ tiên môn chân truyền bí tịch, có thể diễn hóa ra các loại cửu u võ đạo. Hiện tại, Ma Tổ Vô Thiên trên thân thể, đang tràn ra một cổ cửu u luyện ngục vậy hơi thở, ra giới hoa sen tách thả ra, xương trắng khô vinh, khí tượng vô cùng huy hoàng. Thạch tiền bối, ngươi thời kỳ tột cùng tu vi, cùng Ma Tổ Vô Thiên so sánh như thế nào? Diệp Thần âm thầm truyền âm trở lại luân hồi mộ địa, hướng cửu u tà quân hỏi. Cửu u tà quân ha ha cười một tiếng, nói, Ma Tổ Vô Thiên là cựu Nhật thời đại thiên tài võ đạo, đứng sau cựu Nhật chi chủ, ta như thế nào có thể so sánh với hắn? Chỉ nói cái này cửu u đế kinh, hắn thành tựu, liền so ta lợi hại gấp trăm ngàn lần, ta thời kỳ tột cùng cửu u võ đạo, liền bình thường nhất vô lượng thiên quân cũng giết không chết, nhưng Ma Tổ Vô Thiên xuất thủ, vậy vô lượng thiên quân, không nhịn được hắn một chiêu. Vô lượng, là vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát hết thảy thời gian, không gian, quy luật, vĩnh sinh bất diệt ý. Đạt tới loại cảnh giới này thiên quân, cơ hồ không thể nào bị giết chết, thiên địa nhật nguyệt mục nát, vạn giới vũ trụ sụp đổ, vô lượng thiên quân cũng sẽ không chết, bọn họ hít thở một cái khí, liền có thể sanh thành hàng tỷ cái thế giới, một cái tóc, một cái lỗ chân lông bên trong, đều có thể sản sinh ra vô cùng vũ trụ, lại diễn hóa vô cùng sinh linh, vì mình cung cấp vô cùng nguyên khí, cơ hồ vĩnh viễn cũng sẽ không suy kiệt. Cho nên, vô lượng thiên quân, thật khó bị giết chết. Cửu U tà quân tột cùng nhất thời điểm, cũng giết không chết vô lượng cấp bậc thiên quân, dĩ nhiên, người khác vậy rất khó giết chết hắn. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên, đều có nghiền giết phổ thông thiên quân tư cách, có thể tưởng tượng được hắn thực lực có kinh khủng dường nào. Diệp Thần nội tâm một hồi rung động, liền Ma Tổ Vô Thiên đều lợi hại như vậy, vậy so Vô Thiên lợi hại hơn Vũ Hoàng Cổ Đế, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đáng sợ như vậy cường địch, như thế nào có thể chiến thắng? Thậm chí, bây giờ Diệp Thần, liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm có chút dao động. Mình tu luyện cuối cùng, thật có thể chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế sao? Mộ chủ đại nhân, đừng nản lòng, ngàn vạn đừng rơi vào ma chướng, ngươi luân hồi huyết mạch thiên phú siêu tuyệt, hai đời bố trí, như thế nhiều sóng gió cũng tới ngay đây, có thể muôn ngàn lần không thể đổ ở chỗ này. Cửu U tà quân cảm thấy được Diệp Thần dao động, lập tức mở miệng cảnh tỉnh nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần nhất thời tỉnh ngộ lại, lần nữa chấn định tâm thần, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Tuy nói Vũ Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ, nhưng chỉ cần cho Diệp Thần đầy đủ thời gian, vẫn là có cơ hội lật bàn nghịch giết. Nhưng gặp Ma Tổ Vô Thiên đảo mắt nhìn toàn trường, hắn thấy chỉ có Diệp Thần không quỳ, trong mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi chính là Diệp Thí Thiên sao? Diệp Thần kêu, Ma Tổ Vô Thiên nói, ngươi vì sao không quỳ? Gặp ta chân thân không quỳ, ngang hàng bốc lên độc ngày cũ thiên uy, ngươi có thể biết hậu quả. Diệp Thần nói, mời Vô Thiên tiền bối thứ lỗi, ta đầu gối có tật xấu, chỉ có thể đứng, quỳ không đi xuống. Nghe được Diệp Thần lời nói này, toàn trường đám người mồ hôi lạnh nhễ nhại, Lãnh Mộ Tình cùng Già Thiên Ma Đế trong lòng, cũng lau mồ hôi một cái, chỉ sợ Diệp Thần sẽ chọc giận Ma Tổ Vô Thiên. Ma Tổ Vô Thiên nhưng cười ha ha một tiếng, xem thường, nói, rất tốt, người rất có cốt khí, không hổ là ta thiên võ tiên môn hậu nhân, thật ra thì bàn về bối phận, ta là ngươi sư bá, sư phụ ngươi Thạch Kình Thiên, có cùng ngươi nói qua sao? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường rất khiếp sợ, một hồi xôn xao. Cái gì, cái này Diệp Thí Thiên lại là Ma Tổ Vô Thiên sư chất? Hắn là thiên võ tiên môn hậu nhân, điều này sao có thể? Truyền thuyết thiên võ tiên môn, đã sớm bị thập đại thiên quân lão tổ xúc diệt, chỉ còn lại Ma Tổ Vô Thiên còn sống, lại còn có cái khác hậu nhân. Đám người không nhịn được xì xào bàn tán, biết rõ Ma Tổ Vô Thiên tại chỗ, nhưng chuyện như vậy chân thực quá mức làm người ta khiếp sợ, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Liễu Tề Minh, Liễu Lộ Ngư, Liễu Hổ, Lãnh Mộ Tình, Hạ Huyền Thịnh các người, lại là chấn động ngạc không dứt, nào nghĩ tới Diệp Thần thân phận lại có thể như vậy khủng bố. Ma Tổ Vô Thiên nói ra trước mặt mọi người lời này, nhưng thật ra là chiếu cố Diệp Thần, miễn được hắn ở đi săn đại hội bên trong ngộ hại. Đi săn đại hội quy củ, cho phép người tự tương giết hại, cướp lấy đối phương thần văn mảnh vỡ, so với những thần kia thú, những người khác ý định giết người, thật ra thì kinh khủng hơn. Ma Tổ Vô Thiên nói Diệp Thần là hắn sư chất, rõ ràng cho thấy thiên vị chiếu cố, như vậy thứ nhất, ở đi săn đại hội bên trong, liền không ai dám động Diệp Thần.
Diệp Thần đột nhiên cảm thấy Ma Tổ Vô Thiên có chút đáng thương, Ma Tổ Vô Thiên muốn tìm về cố nhân, thậm chí đem hắn xem làm sư chất, thương yêu có thừa, đáng tiếc hắn cùng Ma Tổ Vô Thiên tới giữa, nhất định là địch thủ cũ. Sư phụ ta cùng ta nói qua rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này, cùng đi săn đại hội không liên quan. Diệp Thần ngẫm nghĩ một tí, liền đổi chủ đề. Ma Tổ Vô Thiên gật đầu nói, rất tốt, ngươi nói đúng, như vậy, cùng đại hội kết thúc, chúng ta tái tụ tụ cũng không muộn. Dừng một chút, Ma Tổ Vô Thiên tay phải nặn quyết, một món hắc mang bắn ra, bắn vào vậy Diệt Thần Di Hoang lối vào cấm chế trên. Rào. Trong phút chốc, vậy cấm chế mở ra, lối vào hoàn toàn mở. Ma Tổ Vô Thiên đảo mắt nhìn toàn trường, nói, đi săn đại hội chính thức bắt đầu, các ngươi có thể tiến vào, chúc các ngươi may mắn. Dừng một chút, Ma Tổ Vô Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm một cái trẻ tuổi nam tử, nói, Thiên Thánh Viêm, các ngươi Thánh Nguyên Điện người, không nên nháo chuyện, nếu bị ta biết, thời gian đầu tiên tru diệt các ngươi. Vậy kêu là Thiên Thánh Viêm trẻ tuổi nam tử, mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, lão tổ. Bên cạnh hắn mấy người tuổi trẻ, cũng giống như nhau toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Diệp Thần lưu ý vừa thấy, nhưng gặp cái đó Thiên Thánh Viêm, còn có bên người hắn người tuổi trẻ, trên y phục toàn bộ ấn có một đạo mờ u rùa đồ đằng, mới vừa còn có mang sát cơ nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ trong lòng không ý tốt. Mà Ma Tổ Vô Thiên, vậy cảm thấy được Thiên Thánh Viêm đám người tâm cơ, cho nên đặc biệt nhắc nhở. Ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt, Thiên Thánh Viêm các người tự nhiên không dám cản rỡ, gật đầu nói phải. Ma Tổ Vô Thiên nói, đi săn lớn sẽ kéo dài 10 ngày, 10 ngày sau, sống sót người liền coi là thông qua, săn được thần văn mảnh vỡ số lượng trước 10 người, có thể gia nhập cựu Nhật Minh, xếp hạng thứ nhất người, có thể lấy được Thiên Võ Ngọa Long trải qua khen thưởng, bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Dứt lời, đám người rối rít hướng Ma Tổ Vô Thiên tạm biệt, tiến vào Diệt Thần Di Hoang bên trong, chính thức bắt đầu đi săn. Vô Thiên tiền bối, đa tạ chiếu cố, cáo từ. Diệp Thần vậy chắp tay hướng Ma Tổ Vô Thiên tạm biệt, giọng hơi có điểm phức tạp. Ma Tổ Vô Thiên ôn hòa nói, người sau khi tiến vào nhất định phải chú ý, bên trong có 9 đại thần thú, đều là ngày cũ dị chủng, vô cùng lợi hại, người không nên tùy tiện trêu chọc, đi săn giết giấc mộng kia nói mớ thần thú Bắc Mãng Tiêu là được, ta ở đó Bắc Mãng Tiêu trong cơ thể, trồng rất nhiều thần văn mảnh vỡ, người nếu có thể săn giết, đoạt cúp liền ổn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói xoay người xuyên qua lối vào, tiến vào Diệt Thần Di Hoang. Đợi được đám người toàn bộ sau khi tiến vào, Ma Tổ Vô Thiên xoay người lại, hướng Giả Thiên Ma Đế hỏi nói. Ma Đế, Luân Hồi Chi Chủ ngày hôm nay không có tới sao? Giả Thiên Ma Đế tỉnh bơ, nói, không gặp bóng hắn, có thể là sợ lão tổ uy nghiêm, không dám tới. Ma Tổ Vô Thiên nói, ha ha, Luân Hồi Chi Chủ vô cùng gan dạ, liền Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không sợ, làm sao biết sợ ta? Hắn ngày hôm nay không đến, phỏng đoán khác có trọng đại mưu đồ, người kêu dưới quyền những người đó, coi trọng tất cả lớn chư hầu đất phong, có thể không nên bị Luân Hồi Chi Chủ thừa dịp hư tập sát. Cựu Nhật Minh 16 trấn chư hầu, bảo vệ Cựu Nhật Minh địa mạch, nếu như bị công chiếm, đối với phong thủy khí vận ảnh hưởng cực lớn, không thể khinh thị. Già Thiên Ma Đế nói, rất sợ bại lộ, xoay người lui xuống. Mà Ma Tổ Vô Thiên đến lúc này, cũng không biết Diệp Thí Thiên thân phận chân thật, thật ra thì chính là Diệp Thần. Hắn gặp Diệp Thần chậm chạp không có xuất hiện, chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không làm ngẫm nghĩ, nội tâm nghĩ, là Diệp Thí Thiên thông qua khảo hạch, cùng hắn đoàn tụ, hắn nặng thu ngày cũ cố nhân, đạo tâm là được viên mãn, nhắm thẳng vào đỉnh cấp, sánh vai Vũ Hoàng, trong tầm tay. Cùng lúc đó, Diệp Thần các người, tiến vào Diệt Thần Di Hoang sau đó, lẫn nhau tới giữa, cũng mang theo cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì săn thú quy củ, cũng không cấm chỉ giết chóc lẫn nhau, nhân tâm so với dã thú còn muốn hiểm ác, một cái sơ sẩy, mình tất cả tích lũy, đều phải bị người ngoài cướp giết, dĩ nhiên là người người tự nguy. Để tự vệ, đám người tụ ba tụ năm, mỗi người cùng thế lực quen thuộc, kết minh họp thành đội, toàn trường người không nói một lời, bầu không khí chặt nghiêm túc, kết minh ở trong ăn ý tiến hành. Diệp Thần chú ý tới, Liễu Lộ Ngư, Liễu Tề Minh, Liễu Hổ các người, cùng Thiên Thánh Viêm cùng Thánh Nguyên Điện đệ tử kết minh. Mà Lãnh Mộ Tình cùng Hạ Huyền Thịnh, đều là một người. Mọi người đang kết minh họp thành đội lúc đó, ánh mắt cũng không nhịn được trộm xem Diệp Thần. Diệp Thần thân phận,
đích thực quá đáng sợ, lại là thiên võ tiên môn hậu nhân, ma tổ vô thiên sư chất, không có người nào dám tới đây kết giao, bởi vì cũng không với cao nổi, thân phận chênh lệch quá xa. Cuối cùng, đám người mỗi người kết minh họp thành đội xong, ai cũng không dám vọng động sát phạt, duy trì cảnh giác cẩn thận, phân tán đi diệt thần di hoang bên trong đi tới. Mà toàn trường trăm người, chỉ có Diệp Thần, Hạ Huyền Thịnh, Lãnh Mộ Tình ba người, không có kết minh, duy trì một mình. Hạ Huyền Thịnh từ đầu đến cuối yên lặng, đợi được đám người phân tán sau khi đi, hắn vậy một tiếng không hử đi. Đến đây, bên trong sân chỉ còn lại Diệp Thần cùng Lãnh Mộ Tình hai người, bốn mắt nhìn nhau. Lãnh Mộ Tình hít thở sâu một hơi, ngực hơi phập phồng, nói, không nghĩ tới lúc đầu ngươi lại là thiên võ tiên môn hậu nhân, ta trước đối với ngươi không quá lễ phép, thật xin lỗi. Diệp Thần nghe được nàng lại nói xin lỗi, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nói, không có sao. Lãnh Mộ Tình lấy dũng khí, nói, muốn kết minh sao? Nhiều người bạn, chỗ này rất nguy hiểm. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không cần, ta thói quen một người, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp xoay người rời đi. Lãnh Mộ Tình ngẩn ngơ, hơi có chút thất vọng bĩu môi, nhưng cũng không dám cưỡng ép giữ lại. Mà Diệp Thần rời đi sau đó, đi tới chỗ không người, móc ra giả thiên ma đế cho hắn ngọc giản, tinh thần lực bơm vào đi vào, cẩn thận cảm ứng. Oanh! Nhất thời, hàng loạt tình báo, Thánh Nguyên Điện, Thiên Quy Tôn Giả, Thiên Thánh Viêm, Liễu Gia, Chín Đại Thần Thú, Tiểu Hoàng Phụ Thân ẩn thân điểm vân. Vân, rất nhiều tin tức, bơm vào nhập Diệp Thần trong đầu. Lúc đầu cái này Thiên Quy Tôn Giả, lại muốn giết ta. Diệp Thần cảm ngộ vậy tình báo. Trong mắt hơi co rúm một cái. Thiên Quy Tôn Giả, chính là cựu Nhật Minh 10 lục hộ pháp một trong, ngày cũ tinh thú, Thánh Nguyên Thiên Quy. Mà Thánh Nguyên Điện, chính là Thiên Quy Tôn Giả sáng lập thế lực, 16 chấn chư hầu một trong. Thiên Thánh Viêm chính là Thánh Nguyên Điện bên trong đệ nhất thiên tài, tu vi bách gia cảnh tầng 2 trời, cũng là Thiên Quy Tôn Giả đệ tử quan môn. Ở cựu Nhật Minh 10 lục hộ pháp bên trong, Thiên Quy Tôn Giả hết sức phản đối ma tổ vô thiên quyết sách. Ma tổ vô thiên vì đạo tâm viên mãn, muốn tìm vùng đất xưa cố nhân, cái này quyết sách, Thiên Quy Tôn Giả hết sức phản đối, thậm chí đã chết tướng gián. Hắn cho rằng, người hẳn muốn trước xem, nếu như chìm đắm vào đi qua, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Những năm gần đây, ma tổ vô thiên từ đầu đến cuối không tìm được thiên võ tiên môn hậu nhân, thật ra thì sau lưng, cũng có Thiên Quy Tôn Giả Dương Thịnh Âm suy duyên cớ. Hắn hết sức phản đối tìm thiên võ hậu nhân. Khổ khổ khuyên can ma tổ vô thiên, hy vọng hắn không muốn lại chìm đắm vào ngày cũ, muốn đưa ánh mắt thả hướng xa xa. Lần này Diệp Thần xuất hiện, để cho Thiên Quy Tôn Giả rất cảnh giác, hắn thậm chí động sát tâm, muốn tru diệt Diệp Thần, quyết không cho phép Diệp Thần tiến vào cựu Nhật Minh. Cho nên, Thiên Thánh Viêm cùng trên người, gánh vác nhiệm vụ, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, tru diệt Diệp Thí Thiên. Chuyện này, thật ra thì ma tổ vô thiên cũng biết. Nhưng Thiên Quy Tôn Giả là cựu Nhật Minh lão thần, hơn nữa cũng đích xác là hắn lo nghĩ, chỉ là ý kiến không hợp, hắn cũng không tiện trực tiếp xử lý. Cho nên, hắn chỉ cảnh cáo Thiên Thánh Viêm các người, kêu bọn họ không nên nháo chuyện, là bảo vệ Diệp Thần ý. Diệp Thần cảm thụ trong ngọc giản nhân quả tình báo, một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới mình không giải thích được lúc đó, lại có thể bị bữa trước Quy Tôn Giả để mắt tới, đối phương còn muốn đưa hắn tử địa. Nếu như không phải là giả thiên ma đế cho nhau biết, sợ rằng hắn hiện tại còn đầu óc mơ hồ. Thôi, chỉ cần ta tránh Thiên Thánh Viêm các người, cũng sẽ không có ân oán phát sinh. Diệp Thần thu hồi ngọc giản, ngưng thần bàn tư trước. Hắn tự nhiên không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn cứu ra Tiểu Hoàng phụ thân mà thôi, nếu như có thể thuận tiện săn được thần văn mảnh vỡ, đoạt cúp lấy được thiên võ ngọa long kinh, vậy dĩ nhiên lại tốt không dễ chịu lắm. Tiểu Hoàng! Người phụ thân ở nơi nào, có thể cảm ứng được hơi thở sao? Diệp Thần âm thầm hướng Tiểu Hoàng hỏi, Diệp Thần di hoang lãnh thổ khá là bát ngát, hơn nữa rất nhiều thần thú hơi thở hỗn tạp, Diệp Thần tạm thời tới giữa, cũng không cách nào bắt được Tiểu Hoàng phụ thân vị trí. Chủ nhân, ở bên kia, ta có thể cảm ứng được, ta phụ thân liền bị quan ở bên kia, hắn tựa hồ đặc biệt yếu ớt. Hoàng Tuyền đồ bên trong, truyền ra Tiểu Hoàng khẩn cấp giọng lo âu. Hắn hướng Diệp Thần chỉ thị một phương hướng, ở phía bắc xa xa. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức ngự gió bay vút, hướng bắc phương xuất phát.
diệt thần di hoang lãnh thổ bát ngát, tất cả loại nguyên thủy rừng cây, nguyên thủy dãy núi liên miên đầy vải, chướng khí trùng trùng. Diệp thần một đường bay vút, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong qua lại, mở thiên tiên cá chép sao, ngăn cách chướng khí, nhanh chóng đi tới trước. Hống! Chánh hành vào lúc đó, đột nhiên có một hồi kinh thiên tiếng thú gào, từ cạnh truyền ra. Nhưng gặp rừng rậm cạnh, đột nhiên xông tới một con mãnh hổ, cả người da lông phơi bầy sặc sỡ màu sắc, hai tròng mắt đỏ tươi, trán dài một cây một sừng, khá là dữ tợn, chính là thời đại thái cổ một loại hung thú, kêu làm ban lan hổ. Vậy ban lan hổ tung người bay tấn công, hướng Diệp thần đạp chết xuống, tư thái tương đối hung mãnh. Diệp thần mặt không đổi sắc, liền nhìn thẳng cũng không xem một chút, thúc giục cửu u đế kinh, trong tay bốc lên một cổ màu đen cửu u ánh sáng, hóa thành ma đao, thuận tay rạch một cái. Phốc xích một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Vậy ban lan hổ thân thể, nhất thời bị Diệp thần phá vỡ, bị mất mạng tại chỗ. Không sai. Diệp thần gật đầu một cái. Trong tay ma đao dần dần không nhìn thấy đi xuống. Cái này cửu u đế kinh, là cửu u tà quân truyền cho hắn bí tịch, chính là ngày xưa thiên võ tiên môn chân truyền công pháp, vô cùng lợi hại. Mà diệt thần di hoang bên trong, lưu lại từng có sự giao hảo ngày hơi thở, ở chỗ này thi triển cửu u đế trải qua thần thông, sát phạt đặc biệt là ác liệt. Lách cách, mà đánh chết ban lan hổ sau đó, có hai khối thật nhỏ tinh thạch mảnh vỡ, từ trong thi thể rớt ra. Diệp thần đem mảnh vỡ nhặt lên, nhưng gặp vậy mảnh vỡ in từng đạo khắc hoa văn, tràn ngập một chút cựu nhật minh ma khí, trong đầu nghĩ. Đây chính là săn thú bằng chứng, thần văn mảnh vụn. Những thứ này thần văn mảnh vỡ, rõ ràng cho thấy cựu nhật minh bên trong cường giả, tự tay phong che giấu ở rất nhiều thần thú trong cơ thể, chỉ cần đánh chết thần thú, thần văn mảnh vỡ đánh mất ra, là được bị người lấy được. Mà đây trận đi săn đại hội quy củ. Là săn được thần văn mảnh vỡ nhiều nhất người, có thể đoạt cúp, đạt được thiên võ ngọa long trải qua khen thưởng. Một đầu ban lan hổ, thực lực khá là hung mãnh, lại có thể chỉ có hai khối thần văn mảnh vỡ đánh mất, có thể gặp săn được mảnh vụn khó khăn. Muốn lấy được càng nhiều hơn mảnh vỡ, chỉ có thể săn giết cường hãn hơn thần thú, vậy cũng ý nghĩa nguy hiểm hơn. Diệp thần âm thầm lưu ý, đem mảnh vỡ thu cất. Hắn có thể cảm nhận được, cái này diệt thần di hoang bên trong. Tràn đầy nguy hiểm hơi thở, khắp nơi đều là cường đại thần thú, trong đó có 9 đầu thần thú, phá lệ đáng sợ, đó là ra đời từ cựu Nhật thời đại thần thú, kiêu căng ngút trời, cho dù là hắn, ở không dùng tới luân hồi võ đạo tình huống, cũng không có tuyệt đối chắc chắn chiến thắng. Vậy 9 đầu trong truyền thuyết thần thú, thật ra thì chỉ cần có thể săn giết một đầu, chàng này đại hội đầu tên, liền 10 phần chắc 9. Bất quá, bởi vì những truyền thuyết kia thần thú, quá mức mạnh mẽ. Người bình thường căn bản không cách nào chiến thắng, thậm chí muốn đi trốn. Cho nên, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, đi săn lớn hội cử hành quá nhiều lần, thế nhưng 9 đại thần thú, từ đầu đến cuối không có bất kỳ người có thể săn giết. Người bình thường chỉ có thể đi săn giết thông thường thần thú, cũng không dám đánh những thần kia thú chủ ý, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Năm nay đi săn đại hội, nhưng cùng trước kia không cùng. Bởi vì ở 9 đại thần thú bên ngoài, lại ngoài định mức tăng thêm một đầu thần thú, đó chính là tiểu hoàng phụ thân. Tiểu hoàng phụ thân trong cơ thể, phong cất giữ thần văn mảnh vỡ, cùng 9 đại thần thú như nhau nhiều, đủ để làm mỗi một cái người thợ săn động tâm. Đây là ma tổ vô thiên âm mưu, nói rõ là phải đem tiểu hoàng phụ thân, đưa vào chỗ chết, dẫn dụ Diệp thần tới cứu. Nhưng Diệp thần cũng không có tới, tới chỉ là Diệp Thí Thiên. Cái này làm cho ma tổ vô thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vô luận như thế nào, đi săn đã bắt đầu, bố trí không thể nào kết thúc. Coi như Diệp thần không đến, tiểu hoàng phụ thân đều là bị làm con mồi, toàn trường các thợ săn, đều là thèm thuồng rất. Thật may, hiện tại đại hội mới vừa bắt đầu, người bình thường còn không tra được tiểu hoàng phụ thân rơi xuống, ma tổ vô thiên ở diệt thần di hoang các nơi, để lại đầu mối, ở không tìm được những thứ này đầu mối trước. Người ngoài căn bản không biết tiểu hoàng phụ thân vị trí. Diệp thần một đường đi tới trước, ngược lại là phát hiện một cái đầu mối, đó là núp ở một đầu thần thú trong cơ thể một tấm bản đồ, trên bản đồ, vừa vặn đánh dấu tiểu hoàng phụ thân vị trí. Muốn tăng thêm tốc độ, cũng không thể bị người ngoài nhanh chân giành trước. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, nếu hắn có thể tìm được bản đồ, vậy chứng minh bản đồ không chỉ một bức, ở những địa phương khác,
rất có thể vậy ẩn núp có bản đồ, bị người ngoài đạt được. Người ngoài một khi biết, tiểu hoàng phụ thân rơi xuống, vậy tuyệt đối sẽ tựa như điên đi qua săn giết. Mà tiểu hoàng phụ thân, bị ma tổ vô thiên nhốt, tuyệt đối không có phản kháng lực lượng. Một đường tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đi tới trước. Ước chừng 4 tiếng sau đó, hắn vượt qua mấy vạn dặm, đi tới diệt thần di hoang bắc cảnh một nơi núi hoang bên trong, mà đây núi hoang, đang nhốt tiểu hoàng phụ thân, bắc mãng tiêu. Hống! Trầm thấp thống khổ tiếng gầm gừ, mơ hồ từ núi hoang chỗ sâu truyền ra, đó là bắc mãng tiêu thanh âm. Tiểu hoàng kích động nói, chủ nhân, ta phụ thân ở chỗ này. Diệp thần gật đầu một cái, muốn bước vào núi hoang bên trong đi, nhưng bỗng nhiên tới giữa, bắt được một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở, lập tức dừng bước lui ra. Tiểu hoàng nói, chủ nhân, thế nào? Diệp thần chau mày, nhìn phía trước núi hoang, trừ tiểu hoàng phụ thân bên ngoài, hắn còn ngoài định mức bắt được, ngoài ra có một cổ cực kỳ nguy hiểm chập chờn, không ngừng xâm nhập phạt trước hắn tâm thần. Nơi này tựa hồ khác có một đạo khí tức cường đại. Diệp thần trầm giọng nói. Ở già thiên ma đế cho hắn trong tình báo, cũng không có tương quan tin tức, cái này núp ở sau lưng khí tức cường đại, rất có thể là ma tổ vô thiên hậu thủ. Khí tức cường đại, là cái gì? Tiểu hoàng kinh nghi bất định, hắn ngưng thần cảm ứng dưới, vậy không phát hiện cái gì khác thường, chỉ cảm nhận được phụ thân hơi thở. Đang lo sợ không yên tới giữa, chợt nghe núi hoang bên trong, truyền ra một đạo như có như không, hết sức yếu ớt thanh âm. Đi mau, rời đi nơi đây 5 km, không nên kinh động hắc nham cự mãng. Đây chính là bắc mãng tiêu thanh âm. Cha! Tiểu hoàng hô kêu một tiếng, tràn đầy kích động vẻ lo âu. Lại nghe bắc mãng tiêu đứt quãng nói, đi mau, rời đi 5 km, buổi tối lại tới. Thanh âm này là lấy thần hồn làm chất dẫn, thần hồn truyền âm, Diệp thần cùng tiểu hoàng nghe được, cũng giác đầu ông tác hưởng. Hắc nham cự mãng, tựa hồ chính là vậy chín lớn một trong thần thú. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, diệt thần di hoang bên trong, phong ấn chín đầu thần thú, cái này chín đầu thần thú bên trong đó có một đầu, chính là để cho hắc nham cự mãng. Bây giờ nghe bác mãng tiêu mà nói, Diệp thần thoáng suy tư sau đó, lập tức tỉnh ngộ. Nhất định là ma tổ vô thiên, âm thầm phái hắc nham cự mãng, trông chừng ngươi phụ thân, nếu như chúng ta muốn cứu viện, chỉ sợ sẽ kinh động hắc nham cự mãng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp thần rõ ràng tới đây, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Tiểu hoàng lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Thật ra thì nếu quả thật chiến đấu, hắn có bác mãng thì tổ vương huyết mạch, lại phối hợp Diệp thần, cũng không sợ vậy hắc nham cự